Mà lại, Diệp Thần đụng phải cái gì khó dây dưa kẻ địch, Thần Hạc cũng là to lớn trợ lực. Suy nghĩ kỹ một chút, Diệp Thần liền gật đầu, nói khục, được a, Thần Hạc cô nương, người đi theo ta cũng được. Ta sẽ mở tích một cái tiểu thế giới, nhưng ngươi cùng Tiểu Mộng ở lại, nhưng ta thường ngày thời điểm, đa số thời gian đều tại tu luyện, chỉ sợ lạnh nhạt các ngươi. Thần Hạc hoảng hốt vội nói, không có chuyện gì, Diệp Thí Thiên, chỉ cần có thể đi theo ngươi, ta liền đủ hài lòng. Diệp Thần tiếu đạo, được a, cái kia chúng ta đi. Thương nghị cố định, Diệp Thần mang theo Thần Hạc rời đi. Sau đó, Diệp Thần lợi dụng vạn hoa đồng huyết nhãn, ở trong người mở ra một mảnh huyễn tưởng thế giới, nhưng Thần Hạc cùng Tiểu Mộng, ở tại bên trong thế giới nhỏ này. Hắn cũng không có nhường Thần Hạc cùng Tiểu Mộng, tiến vào hắn luân hồi thiên quốc, tránh cho bại lộ thân phận của luân hồi chi chủ. Cho tới bây giờ, Thần Hạc cùng Tiểu Mộng, cũng không biết hắn là luân hồi chi chủ. Thu xếp tốt hai nữ về sau, Diệp Thần liền cùng Tần Hàm Thu, kết bạn đi tới Tần gia thời không. Tần Hàm Thu tâm tình hết sức kích động, phụ thân nàng phong ma điên cuồng, không biết đã bao nhiêu năm, hôm nay cuối cùng có giải quyết khả năng. Tại Tần Hàm Thu chỉ dẫn dưới, Diệp Thần khóa chặt Tần gia thời không tọa độ, thi triển thiên hành toái không thuật, rất nhanh liền đi vào Tần gia thời không. Tần Hàm Thu đã sớm đưa tin Tần gia tộc nhân, khi nàng cùng Diệp Thần đến thời điểm, liền có 10 cái Tần gia cao tầng trưởng lão, ra nghênh tiếp. Cung nghênh Thí Thiên Thánh Tử tôn giá buông xuống. Chúng trưởng lão cùng nhau hướng Diệp Thần khom mình hành lễ, thái độ cung kính cực điểm. Diệp Thần tại Thần Âm Điện đủ loại sự tích, bọn hắn đã theo Tần Hàm Thu đưa tin bên trong biết được, biết Diệp Thần thân phận không đơn giản. Gặp qua chư vị tiền bối. Diệp Thần cũng là 10 điểm khách khí ôm quyền hoàn lễ, đi theo Tần gia chúng trưởng lão, tiến vào Tần gia thời không bên trong. Cha ta thế nào? Một bước vào Tần gia thời không, Tần Hàm Thu liền không kịp chờ đợi hỏi. Một trưởng lão nói, đại tiểu thư, gia chủ vẫn là như cũ, chỉ sợ chỉ có thần âm nến có thể giải. Tần Hàm Thu vẻ mặt nghiêm túc, nói cái kia mau dẫn Diệp công tử đi lạc thần giản kê núi nhìn một chút. Trưởng lão kia nói, đúng. Liền ở phía trước dẫn đường. Tại tới Tần gia thời không thời điểm, Diệp Thần liền nghe Tần Hàm Thu nói qua, Tần gia đại khái tình huống. Tần gia gia chủ Tần Chấn Nam, tại nhiều năm trước đánh với Ban Thiên Đế một trận, tiếc nuối lạc bại. Tại chiến bại về sau, Tần Chấn Nam liền quỷ dị đánh mất lý trí, trở nên điên điên khùng khùng. Người Tần gia hoài nghi, là Ban Thiên Đế tại Tần Chấn Nam trong lòng, lưu lại to lớn bóng mờ. Cái kia bóng mờ chỉ có thần âm nến có thể giải. Nếu như bóng mờ không giải được lời, cái kia Tần Chấn Nam sẽ một mực điên, vô pháp khôi phục như thường. Hoàn toàn bất đắc dĩ, người Tần gia đành phải dùng huyền hàn thần tỏa, đem Tần Chấn Nam phong cấm tại lạc thần giản kê núi bên trong. Diệp Thần cùng Tần Hàm Thu, đi theo chúng trưởng lão, đi vào lạc thần giản kê núi. Xuất hiện tại Diệp Thần trước mắt, là một mảnh u ám xâm xâm khe núi. Trong khe núi tràn ngập từng sợi sương mù, trong không khí lộ ra làm người hít thở không thông mùi vị. Đi vào trong khe núi, chỉ thấy dãy núi đứng vững, một cái bẩn thỉu, quần áo tả tơi nam tử khôi ngô, bị từng đầu xích sắt, treo sâu tại giữa không trung. Cái kia từng đầu xích sắt, đều là dùng huyền lạnh thần sắt chế tạo thành, vô cùng kiên cố, đủ để cầm tù thiên đế. Này chút xích sắt, một mặt khảm nạm vào trong vách núi, một mặt quấn quanh lấy nam tử khôi ngô thân thể. Thậm chí có chút xích sắt, trực tiếp xuyên xuyên vào hắn trong cơ thể, thoạt nhìn 10 điểm khủng bố. Diệp Thần, Tần Hàm Thu cùng chúng trưởng lão đến, làm cho cái kia nam tử khôi ngô, cũng là theo trong ngủ mê tỉnh lại, mở mắt, đôi mắt bên trong bộc phát ra cực kỳ điên cuồng lệ khí, như dã thú kịch liệt dẫy giụa, khiên động đến từng đầu xích sắt, điên cuồng chấn động. Cha! Tần Hàm Thu nhìn xem cái kia điên cuồng nam tử khôi ngô, trong lòng không đành lòng, nước mắt chảy ròng. Đó chính là phụ thân của nàng Tần Chấn Nam. Tần Chấn Nam hai con ngươi như dã thú huyết hồng, đã hoàn toàn không nhìn thấy có một tia lý trí tồn tại, hắn giống to kêu gào, điên cuồng dẫy giụa, trong cổ họng phát ra thanh âm, cũng tất cả đều là như dã thú gào thét, cuồng loạn, không thành âm tiết. Diệp công tử, liền nhờ ngươi ra tay rồi, hy vọng cái kia thần âm nến, thật có thể hóa đi cha ta trong lòng bóng mờ, khiến cho hắn khôi phục tỉnh táo. Tần Hàm Thu nhìn về phía Diệp Thần, chảy nước mắt nói ra. Diệp Thần gật đầu, liền muốn tế ra thần âm nến, lại thấy trong cơ thể túc mệnh chi hoàn dị động,
bên tai truyền đến thần khổng lồ Titan thanh âm. Chậm rãi, có gì đó quái lạ. Nghe được thần khổng lồ Titan thanh âm, Diệp Thần sững sờ, nói tiền bối, làm sao vậy? Thần khổng lồ Titan nói, không thích hợp, cái này Tần Chấn Nam trên thân, tựa hồ có một cỗ đặc thù khí tức. Diệp Thần càng là nghi hoặc, nói cái gì đặc thù khí tức? Thần khổng lồ Titan thanh âm mang theo kỳ lạ, nói, là bảy ác mộng trận. Đây là có chuyện gì, trên người hắn, làm sao có bảy ác mộng trận khí tức? Bảy ác mộng trận. Diệp Thần cũng là ngạc nhiên. Hắn biết, bảy ác mộng trận là sử thần bố cục, muốn dùng bảy người là trận nhãn, mỗi người đều uống vào một chén ác mộng suối chi thủy, nhưng bảy người kia dần dần trở thành hắn khôi lỗi. Giống như là Hoang Thiên Đế, Đại Từ Thụ Hoàng, đều hứng chịu tới bảy ác mộng trận ảnh hưởng. Nhưng Tần Chấn Nam tính là gì người, hắn làm sao có tư cách cùng Hoang Thiên Đế, Đại Từ Thụ Hoàng so sánh. Tại Hoang Thiên Đế cùng Đại Từ Thụ Hoàng trước mặt, Tần Chấn Nam không thể nghi ngờ là kẻ như run rế. Hắn làm sao lại bị sử thần để mắt tới? Bảy ác mộng trận bảy cái danh ngạch, sử thần thế mà lại ở Tần Chấn Nam trên thân lãng phí một cái, đây quả thực là chuyện bất khả tư nghị. Diệp Thần không thể tin được. Thần khổng lồ Titan nói, ta sẽ không nhìn lầm, trên người hắn hoàn toàn chính xác có bảy ác mộng trận khí tức. Hắn điên điên khùng khùng, tâm trí mê thất, có thể là sử thần ảnh hưởng. Diệp Thần tê cả da đầu, sử thần thật sự là ở khắp mọi nơi. Hắn không nghĩ tới, sau lưng Tần Chấn Nam, cũng có sử thần cái bóng. Tiền bối, thật là làm như thế nào? Diệp Thần hỏi. Thần khổng lồ Titan trầm ngâm một thoáng, nói thôi, ngươi thử trước một chút dùng thần âm nến, nhìn một chút có thể không mau để cho hắn khôi phục tỉnh táo. Lúc này, Tần Hàm Thu thấy Diệp Thần chậm chạp không có ra tay, cũng nghi hoặc kêu một tiếng, Diệp công tử. Diệp Thần gật đầu, ra hiệu Tần Hàm Thu không cần lo lắng, hắn lúc này tế ra thần âm nến, linh khí quán chú đi vào. Ông! Thần âm nến ra, hào quang chiếu rọi, lập tức làm cho Lạc Thần Giản Kê núi rất nhiều sương mù, từng mảnh tán đi. Từng sợi thánh quang, mang theo nguyên thiên đế ý chí lực lượng, hướng về Tần Chấn Nam vọt tới. Cha ta được cứu rồi! Tần Hàm Thu kinh hỉ, chung quanh Tần gia các trưởng lão, cũng là mặt lộ vui mừng. Nghĩ thầm này thần âm nến khí tượng, như thế rộng rãi thần thánh, nghĩ đến có khả năng phá vỡ Tần Chấn Nam trong lòng bóng mờ. Chỉ thấy thần âm nến thánh quang, rơi vào Tần Chấn Nam trên thân về sau, một màn kinh người lại xuất hiện. Cái kia rộng rãi thánh quang, cũng không thể xua tan Tần Chấn Nam bóng mờ, càng không có thể làm cho hắn khôi phục tỉnh táo. Tần Chấn Nam tại tiếp xúc đến thánh hiện quang về sau, ngược lại phát ra càng thêm xé rách, càng thêm to rõ tiếng giống giận dữ. Ngũ quan vặn vẹo, cái kia to lớn gầm thét, rung khắp thiên sơn vạn khe. Không! Nguyên thiên đế, ngươi không trấn áp được ta. Tần Chấn Nam phát ra như dã thú gầm thét, gấp 10 lần điên cuồng giãy giụa, như là phong ma, cánh tay khẽ động từng đầu huyền hàn thần tỏa, làm cho huyền hàn thần tỏa bên trên rất nhiều cấm chế phủ văn, cũng bắt đầu nổ tung. Tiếp theo sát, một màn kinh khủng xuất hiện. Cùng huyền hàn thần tỏa tương liên một tòa ngọn núi. Bị Tần Chấn Nam điên cuồng khẽ động, một tòa ngọn núi răng rắc rung động, thế mà bị trực tiếp kéo đến sụp đổ, loạn thạch bay tứ tung, bụi mù cuồn cuộn. Thoáng chốc ở giữa, phương viên dãy núi sụp đổ, vô số chim muông chấn kinh. Tại sao có thể như vậy? Tần Hàm Thu cùng Tần gia chúng trưởng lão, cũng là triệt để choáng váng, không nghĩ tới thần âm nến hào quang, không những không thể trị liệu Tần Chấn Nam, phản mà đưa đến phản tác dụng. Nhưng Tần Chấn Nam trở nên càng thêm điên cuồng cùng nổi giận. Ta vì trung cực, chấp trưởng vô thượng. Nguyên thiên đế, ngươi còn che đậy không được ta tâm. Tần Chấn Nam ánh mắt như dã thú, hung mang lộ ra, nhìn chăm chú lấy Diệp Thần. Cảm thụ được Tần Chấn Nam cái kia ánh mắt hung hãn, Diệp Thần chỉ cảm thấy linh hồn đau nhức. Hưu. Tiếp theo sát, Tần Chấn Nam thân thể, đúng là như đạn pháo bay vụt tới. Dãy núi sụp đổ. Huyền hàn thần tỏa đã khốn không được hắn, ngược lại thành vũ khí của hắn. Hai tay của hắn vung lên, từng đầu huyền hàn thần tỏa, như thiên chi tỏa dây xích, điên cuồng hướng về Diệp Thần quật mà đi. Diệp Thần kinh hãi, vội vàng hướng lui về phía sau tránh. Tần gia rất nhiều trưởng lão, cuống quýt phi thân đi lên, bảo hộ Diệp Thần, ngăn cản được Tần Chấn Nam, dồn dập kêu lên. Gia chủ, mau tỉnh lại. Thí Thiên Thánh Tử là người một nhà. Ngươi không thể gây thương hắn.
Tần Chấn Nam cười ha ha, nói cái gì người một nhà, hắn là Nguyên Thiên Đế chó săn, nên giết. Các ngươi nếu là dám ngăn cản ta, các ngươi cũng phải chết. Dứt lời, Tần Chấn Nam hai tay cuồng vung, từng đầu xích sắt quét ngang Hoàn Vũ giết ra, chúng trưởng lão hoảng hốt, có người hoảng sợ né tránh, có người liều mạng ngăn cản, lại tại chỗ bị xích sắt đánh thành thịt vụn. Diệp Thần vẻ mặt chấn động, xem Tần Chấn Nam bộ dáng, cũng không giống là hoàn toàn đánh mất lý trí. Tương phản, đối phương ý thức hết sức tỉnh táo, chính là muốn nhằm vào hắn. Hưu. Tiếp theo sát, Tần Chấn Nam đột phá rất nhiều chúng lão phòng hộ, thiên đế khí bạo nổ, một quyền hướng về Diệp Thần oanh sát mà đi. Ma ban thiên lão quyết, hắc long trùng thiên. Một tiếng quát lên điên cuồng, Tần Chấn Nam toàn thân sát khí dâng trào, đúng là thi triển ra ma ban thiên lão quyết, như thiên hoang địa lão, vạn vật đều khô mục, từng sợi sát khí hội tụ thành hắc long, theo quả đấm của hắn, hung hăng bạo sát hướng Diệp Thần. Cha, không muốn. Trong lúc nguy cấp, Tần Hàm Thu đúng là đứng ra, ngăn tại Diệp Thần trước mặt. Tần Chấn Nam cái kia kinh thiên một quyền, kinh khủng hắc long, mắt thấy là phải đánh trúng nàng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tần Chấn Nam vẻ mặt hoảng hốt, vội vàng thu hồi nắm đấm. Thu quyền vội vàng, hắn vừa mới bùng nổ thao thiên uy năng, toàn bộ cắn trả đến trên người mình. Tần Chấn Nam kêu lên một tiếng đau đớn, ngũ tạng lục phủ truyền ra bạo liệt thanh âm, khóe miệng thẩm thấu ra máu tươi. Trên da khói đen dâng trào, toát ra từng đạo đốm đen, đó là ma ban thiên lão quyết cắn trả. Cha! Tần Hàm Thu thấy thế, giật nảy mình, vội vàng tới đỡ ở Tần Chấn Nam. Tần Chấn Nam khẽ cắn môi, đôi mắt vẻ mặt tại thống khổ cùng tỉnh táo ở giữa dãy giụa chìm nổi, trên người đốm đen lại không ngừng lan tràn, hắn toàn thân khói đen tỏa ra, trong mắt tỉnh táo đã sắp muốn luân hãm. Lăn đi! Tại luân hãm trước một sát, Tần Chấn Nam đẩy ra Tần Hàm Thu. Sau đó, hắn liền triệt để đánh mất lý trí, răng biến thành răng nanh, xuyên thấu bờ môi lộ ra, toàn thân khói đen cuồn cuộn, tầm mắt lần nữa nhìn chăm chú về phía Diệp Thần, mang theo lăng lệ sát ý. Uy tự quyết, cho ta trấn áp. Bất quá, lúc này Diệp Thần cũng không có ngồi chờ chết, mà là ra tay phản kích. Một đạo phù chiếu, theo Diệp Thần trong tay phóng thích mà ra, đó chính là đao phong nữ hoàng tại trước khi đi. Tặng đưa cho hắn uy tự quyết phù chiếu, phía trên mang theo đao phong nữ hoàng khí huyết ý chí. Ông, uy tự quyết phù chiếu phá không mà ra, hóa thành một tòa núi lớn, hung hăng hướng về Tần Chấn Nam chấn áp xuống. Vừa mới Tần Chấn Nam chịu với bản thân ma ban thiên lão quyết cắn trả, đã là nguyên khí tổn thương nặng nề, hiện nhận được Diệp Thần uy tự quyết chấn áp, lập tức liền không thể động đậy. Nhìn thấy Tần Chấn Nam bị áp chế, Tần Hàm Thu cùng chúng trưởng lão, hai mặt nhìn nhau, kinh ngạc chớ định. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, trong lòng lóe lên vô số suy nghĩ, bay xuống đến Tần Chấn Nam trước mặt. Bị trấn áp sau Tần Chấn Nam, trên mặt vẫn là hung ác điên cuồng vẻ mặt, thấy Diệp Thần tới gần, còn muốn há miệng cắn hắn. Diệp Thần lui lại một bước, lần nữa tế ra thần âm nến, tự thân linh khí quán chú đi vào. Thần âm nến nở rộ thánh quang, rơi vào Tần Chấn Nam trên thân. Không! Nguyên Thiên Đế. Tần Chấn Nam còn muốn giãy giụa, nhưng ở uy tự quyết chấn áp xuống, hắn lại là khó mà lại phản kháng. Chỉ thấy thần âm nến thánh quang, tắm thân thể của hắn, hào quang thấm vào, trên người hắn rất nhiều khói đen sát khí, dồn dập thối lui, đôi mắt dần dần trở nên trong veo, kịch liệt ho khan mấy lần, uệ ra một bãi máu đen, rốt cục tỉnh táo lại, không nữa điên cuồng. Nguyên Thiên Đế, là ngươi sao? Tần Chấn Nam đôi mắt ngắm nhìn Diệp Thần. Mặc dù đã không nữa điên cuồng, nhưng vẫn có chút mơ hồ bộ dáng, lại lấy vì Diệp Thần là Nguyên Thiên Đế. Ta không phải Nguyên Thiên Đế, ta là ngươi nữ nhi mời tới người, là tới cứu ngươi. Diệp Thần đạo. Phải không, ngươi tới cứu ta còn có thể cứu sao? Tần Chấn Nam khóe miệng giật giật, lộ ra một cái tự giễu nụ cười. Thần khổng lồ Titan hướng Diệp Thần đạo, Diệp Thí Thiên, ngươi hỏi mau hỏi hắn, cái kia bảy ác mộng trận là chuyện gì xảy ra? Bảy ác mộng trận liên quan đến sử thần bố cục, thần khổng lồ Titan hết sức nghĩ tìm hiểu rõ ràng. Chỉ cần Tần Chấn Nam có thể nói ra một chút đầu mối hữu dụng, hắn đều có thể đẩy ngược thiên cơ, bắt được sau lưng che giấu. Diệp Thần liền hỏi, trên người ngươi có bảy ác mộng trận khí tức, ngươi uống qua sử thần ác mộng suối chi thủy. Cái kia ác mộng suối chi thủy, Hoàng Thiên Đế uống qua, Đại Từ Thụ Hoàng cũng uống qua, Diệp Thần hết sức muốn biết.
Tần Chấn Nam có phải hay không cũng uống qua. Làm sao ngươi biết bảy ác mộng trận? Tần Chấn Nam cực kỳ kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Thần. Này bảy ác mộng trận, chính là phi thường cổ lão thần bí che giấu, hắn không nghĩ tới Diệp Thần thế mà biết. Diệp Thần thấy Tần Chấn Nam bộ dáng này, trong lòng hiểu rõ, nói, ngươi quả nhiên uống qua ác mộng suối chi thủy. Xem ra, ngươi có thể đi khiêu chiến ban thiên đế, là bởi vì uống qua ác mộng suối chi thủy, đạt được sử thần trợ lực, cho nên thực lực tăng nhiều. Diệp Thần đại khái là đoán được, ban thiên đế nhân vật bậc nào, Tần Chấn Nam bất quá là hắn đã từng nô lệ. Một cái nô lệ, lại có tư cách đi khiêu chiến ban thiên đế cái chủ nhân này, đây là 10 điểm ly kỳ sự tình. Tần Chấn Nam có thể làm được điểm này, hơn phân nửa là bởi vì uống xong ác mộng suối chi thủy, thực lực tăng vọt. Nghe được Diệp Thần suy đoán, Tần Chấn Nam lại là kinh ngạc, lại là ảm đạm, nói. Đúng, ta Tần gia, năm đó theo ban thiên đế thủ hạ chạy trốn ra ngoài về sau, ta vẫn muốn tự lập môn hộ, thoát khỏi ban thiên đế bóng mờ bao phủ. Trong lòng ta có mãnh liệt nguyện vọng, nghĩ đánh bại ban thiên đế. Thế gian có truyền thuyết, làm một người nguyện vọng đầy đủ nóng rực, liền có khả năng đạt được trung cực chi thần chúc phúc, khiến cho nguyện vọng thực hiện. Ta ngày đêm cầu nguyện, nguyện vọng của ta, cuối cùng kinh động đến chí cao thần linh. Chí cao thần linh buông xuống, hắn cho ta một chén nước suối, nói chỉ cần uống xong ly kia nước suối, ta liền có thể có được hạ gục ban thiên đế thực lực. Ta sau khi uống xong, quả nhiên thực lực tăng vọt, liền đi khiêu chiến ban thiên đế. Ta từng một lần áp chế ban thiên đế, nhưng, ban thiên đế thần thông nội tình chi sâu, vượt quá tưởng tượng. Hắn cuối cùng phản kích, đem ta hạ gục. Nói đến đây, Tần Chấn Nam thật sâu thở dài, thật sâu tiếc hận cùng bất đắc dĩ. Đã từng, hắn thật đúng là coi là, mình có thể hạ gục ban thiên đế. Đến cuối cùng, ban thiên đế mạnh mẽ, lại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn coi như một lần áp chế ban thiên đế, cuối cùng cũng bị lật bàn, luân lạc tới hôm nay kết cục này. Mà ban lại thiên đế, vẫn là cổ tinh môn bên trong, uy quyền thao thiên đại nhân vật, thanh danh hiển hách chư thiên. Ta suy tàn về sau, cuối cùng tỉnh táo, cái gọi là chí cao chi thần, nguyên lai là sử thần ngụy trang. Hắn lừa gạt ta, hắn cho ta uống xong nước suối, là trong truyền thuyết ác mộng suối chi thủy, nghe nói đầu nguồn tại bến bờ vũ trụ. Người uống xong ác mộng suối chi thủy, ngắn hạn bên trong, mặc dù có thể thực lực tăng vọt, nhưng cuối cùng chắc chắn lâm vào điên cuồng, đánh mất lý trí, muốn biến thành sử thần khôi lỗi. Sử thần có ác mộng suối chi thủy, cũng không nhiều, chỉ đủ 7 người uống, vô cùng chân quý, hắn chế tạo ra 7 ác mộng trận, là muốn theo chư thiên chọn lựa ra 7 cái cường giả, làm đến bọn hắn luân hãm, biến thành hắn khôi lỗi. Ta nhòm ngó thiên cơ, thấy cổ lão hoang thiên đế, đại từ thụ hoàng, đều từng một lần chịu 7 ác mộng trận làm phức tạp. Ta là con kiến hôi nhỏ bé nhân vật, sử thần cho ta uống xong ác mộng suối chi thủy, chẳng qua là lấy ta làm quân cờ, muốn dùng ta tay, đi hạ gục ban thiên đế. Hắn chân chính nghĩ khống chế người, là ban thiên đế. Bất quá, ban thiên đế mạnh hơn xa ta, coi như ta uống vào ác mộng suối chi thủy, cũng không phải địch thủ của hắn. Ta lạc bại về sau, sử thần chấn nộ, hắn bóng mờ, che đậy nội tâm của ta, ta đánh mất lý trí, một cho tới hôm nay, tại thần âm nến thánh quang tẩy lễ dưới, mới miễn cưỡng khôi phục tỉnh táo. Tần Chấn Nam lộ ra cười khổ, sờ lên trái tim của mình chỗ, lại nói. Chẳng qua là, trong cơ thể ta chảy xuôi theo ác mộng suối chi thủy năng lượng, là không thể nào tỉnh táo bao lâu, đoán chừng rất nhanh, ta liền sẽ một lần nữa lâm vào hắc ám. Ta là sử thần con rơi, hắn tại trên người của ta, phí phạm một phần vô cùng chân quý ác mộng suối chi thủy, chắc hẳn trong lòng cũng thống hận cực kỳ. Diệp thần đạo, sử thần ăn thiệt thòi lớn như thế, lại không có tổn thương các ngươi người Tần gia, thật sự là ly kỳ. Quả nhiên như Diệp thần đoán như vậy. Tần Chấn Nam cũng không là đại nhân vật gì, cùng đại từ thụ hoàng, hoang thiên đế, ban thiên đế đám người so sánh, bất quá là kẻ như run rế. Hắn năm đó có thể khiêu chiến ban thiên đế, là bởi vì có ác mộng suối chi thủy trợ lực. Sử thần muốn thông qua tay của hắn, hạ gục ban thiên đế, nhưng ác mộng suối chi thủy chảy xuôi đến ban thiên đế trên thân. Chỉ bất quá, ban thiên đế cũng là lợi hại, mạnh mẽ giết ngược lại Tần Chấn Nam, khiến cho sử thần kế hoạch thất bại. Trận này đánh cờ, sử thần bị thiệt lớn, nhưng thế mà nhường Tần gia tổn sống tới ngày nay,
cũng là hiếm lạ. Tại Diệp Thần trong ấn tượng, Sửu Thần có thể không sẽ nhân từ như thế. Tần Chấn Nam nói, Sửu Thần không có giết ta, là sợ tiết lộ thiên cơ, bị Ban Thiên Đế biết. Coi như cho tới hôm nay, Ban Thiên Đế cũng không biết ác mộng suối chi thủy sự tình. Sửu Thần còn không hề từ bỏ, hắn còn muốn khống chế Ban Thiên Đế, tiến tới trưởng khống cổ tinh môn. Hắn cuối cùng mục tiêu, là võ tổ. Chỉ cần hắn có thể trưởng khống cổ tinh môn, là có thể đi tới sụp đổ di tích cổ, đoạt xá võ tổ. Sửu Thần cũng không có cụ thể thân thể, khí tức của hắn quá mức ghê tởm đáng sợ, không có bất kỳ cái gì thân thể xác thịt, có thể chứa được hắn linh hồn. Không có thân thể, có một số việc, cuối cùng không thể thực hành được nữa. Thế gian này, chỉ có một người ngoại lệ, chỉ có một người thân thể, có thể chứa được Sửu Thần cái kia dơ bẩn đáng sợ linh hồn, cái kia chính là võ tổ. Võ tổ là thiên chiêu võ thần, hắn thân thể là thế gian tồn tại cường đại nhất. Đoạt xá võ tổ, liền là Sửu Thần mục tiêu. Chỉ có đoạt xá võ tổ, có thân thể, hắn có thể chân chính làm đến hội tụ hắc ám, nghiền ép chư thiên. Nếu là hắn có thân thể, chỉ sợ Nguyên Thiên Đế Hỏa Hồn Thiên Đế cộng lại, đều không phải là địch thủ của hắn. Cái này người, nhất định là chư thiên lớn nhất kiếp số. Đoạt xá võ tổ. Diệp Thần nghe Tần Chấn Nam, triệt để rung động. Nhân quả cuồn cuộn, thiên cơ phù hợp, Diệp Thần đầu như bị sét đánh, hắn biết, Tần Chấn Nam nói đều là thật. Sửu Thần mục tiêu, liền là đoạt xá võ tổ. Hắn nhọc lòng, tại Tần Chấn Nam trên thân phí phạm một phần chân quý ác mộng suối chi thủy, liền là muốn đi khống chế Ban Thiên Đế, lại đi khống chế cổ tinh môn, cuối cùng đoạt xá võ tổ. Tần Chấn Nam dài thở phào ra một hơi, nói tốt, Diệp Thí Thiên, ta đã nắm ta biết, toàn bộ nói cho ngươi biết, ngươi có khả năng giết chết ta rồi. Diệp Thần đạo, cái gì? Tần Chấn Nam cười khổ nói, ta sống đã không có ý nghĩa, trong cơ thể ta chảy xuôi theo ác mộng suối chi thủy, vĩnh viễn cũng không có khả năng bảo trì tâm trí thanh tỉnh, ta chẳng mấy chốc sẽ trong bóng đêm luân hãm. Ta không muốn trở thành một cái điên điên khùng khùng quái vật, ngươi vẫn là đem ta giết đi. Ta chết đi, ác mộng suối chi thủy cũng có thể đi theo tiêu tán. Diệp Thần lập tức yên lặng, lại không nghĩ rằng Tần Chấn Nam một lòng muốn chết. Thần khổng lồ Titan hoảng hốt vội nói, Diệp Thí Thiên, ngươi đừng giết hắn, trong cơ thể hắn có ác mộng suối chi thủy, ngươi nếu là giết hắn, cái kia nước suối năng lượng liền tán đi, chẳng thà nghĩ biện pháp đem cái kia ác mộng suối chi thủy năng lượng, rút lấy ra, có tác dụng lớn. Trong truyền thuyết ác mộng suối chi thủy, đầu nguồn tại bến bờ vũ trụ, vô cùng thần bí. Thần khổng lồ Titan cũng muốn lấy được ác mộng suối chi thủy, cẩn thận nghiên cứu, có lẽ đối phản kích Sửu Thần có ích. Này ác mộng suối chi thủy, còn có thể rút lấy ra. Diệp Thần hỏi. Thần khổng lồ Titan trầm giọng nói, ác mộng suối chi thủy tiến vào cơ thể người, liền cùng nhân thể máu tươi linh khí hỗn hợp, không còn sự phân biệt, mong muốn tịnh hóa rút lấy ra, gần như không có khả năng. Nhưng, mọi thứ luôn có biện pháp giải quyết, người trước giữ lại cái này Tần Chấn Nam tính mệnh. Nói như vậy, ác mộng suối chi thủy vào cơ thể về sau, liền không cách nào lại rút lấy ra, bởi vì đã cùng cơ thể người huyết dịch hỗn hợp, vô pháp tách rời lẫn nhau. Chính vì vậy, cho nên tại Tần Chấn Nam sau khi chiến bại, Sửu Thần chỉ coi hắn là thành con rơi, triệt để từ bỏ, cũng không có nếm thử đem ác mộng suối chi thủy rút ra. Trước mắt, thần khổng lồ Titan cũng không có tịnh hóa rút ra biện pháp, nhưng hắn cũng không thể nhường Tần Chấn Nam chết rồi, không phải thật là đáng tiếc. Diệp Thần gật đầu, trong lòng cũng hiểu rõ, hướng Tần Chấn Nam nói, tiền bối, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không để cho ngươi chết. Tần Chấn Nam cười khổ một tiếng, nói ta không chết thì có ích lợi gì. Một khi ta lâm vào điên, lại muốn bốn phía đả thương người, huyền hàn thần tỏa đã không khống chế được ta, thần âm nến thánh quang, kích thích ác mộng suối chi thủy lực lượng, thực lực của ta trở nên càng cường đại, một khi phong ma, hậu quả khó mà lường được. Diệp Thần sầm mặt lại. Cái này đích xác là phiền phức. Bây giờ Tần Chấn Nam trọng thương, coi như phong ma cũng không tạo được nhiều ít phá hư. Nhưng chờ thương thế hắn khỏi hẳn, hắn khởi sướng cuồng đến, chỉ sợ không ai có thể đỡ nổi. Tiền bối, người nhất định phải sống sót, người muốn là chết, người nữ thì làm sao bây giờ? Diệp Thần Trấn An nói ra, coi như phiền toái, hắn đều không thể nhìn Tần Chấn Nam chết. Tần Chấn Nam thân thể run lên. Tầm mắt nhìn về phía Tần Hàm Thu. Tần Hàm Thu cùng Tần gia chúng trưởng lão,
đứng ở đằng xa, cũng không có quấy rầy Diệp Thần cùng Tần Chấn Nam nói chuyện. Thu Nhi, Tần Chấn Nam nhẹ giọng kêu gọi, mắt trong mang theo to lớn không bỏ. Hắn nhất không bỏ xuống được, liền là nữ nhi của mình. Tần Hàm Thu nghe được phụ thân kêu gọi, Kiều Khu cũng hơi hơi phát run, đi lên phía trước. Diệp Thần đưa tay, ra hiệu Tần Hàm Thu đừng tiến lên. Tần Hàm Thu ngừng dừng chân lại, mắt trong mang theo một vệt thống khổ, rơi lệ. Trước mắt nàng Tần Chấn Nam, có thể nói là vô cùng chật vật, tóc tai rối bời, thân thể bị uy tự quyết đại sơn chân áp, mảy may cũng không thể động đậy. Diệp Thần nắm trong tay hết thảy, hắn tâm tư không ngừng chuyển động, suy tư biện pháp giải quyết. Thần khổng lồ Titan nói, dẫn hắn hồi trở lại thần âm điện đi. Thần âm điện thế giới bên trong, có cửu thương cổ hoàng lưu lại trảm ma bảo kiếm. Dùng cái kia nắm trảm ma bảo kiếm, đoán chừng là có thể trấn áp hắn. Mặc dù này loại trấn áp, vô cùng thảm liệt cùng thống khổ, nhưng ít ra có khả năng bảo tồn tính mạng hắn, cũng sẽ không để hắn nổi điên đả thương người. Chúng ta về sau sẽ chậm rãi nghĩ biện pháp, giải quyết ác mộng suối chi thủy phiền toái. Diệp Thần nghe thần khổng lồ Titan kiến nghị, chấn động trong lòng, nhớ tới lần đầu đi thần âm điện thời điểm, nhìn thấy cái kia nắm trảm ma bảo kiếm. Cái kia nắm trảm ma bảo kiếm, là cửu thương cổ hoàng lưu lại, đại biểu cho trật tự, có thể trấn áp tà ma, vô cùng to lớn, bây giờ nghiêng cắm ở thần âm điện thế giới trên mặt đất. To lớn như vậy trảm ma bảo kiếm, nếu là dùng tới trấn áp Tần Chấn Nam, cái kia người sau chắc chắn phải thừa nhận thao thiên thống khổ. Tiền bối, ta có cái biện pháp, có thể trước hết để cho ngươi sống sót, mà lại sẽ không để cho ngươi lâm vào phong ma, liền là thống khổ một điểm. Diệp Thần chậm rãi mở miệng, nói với Tần Chấn Nam trảm ma bảo kiếm sự tình. Tần Chấn Nam ngẩn ngơ, chỉ một thoáng nhìn thấy một màn thiên cơ hình ảnh, thấy được trảm ma bảo kiếm to lớn cùng bằng bạc. Đó là cửu thương cổ hoàng lưu lại kiếm, y nguyên mang theo viễn cổ trật tự. Nếu như hắn bị thanh kiếm này trấn áp, trong cơ thể hắn ác mộng suối chi thủy sát khí, cũng sẽ bị một thể trấn áp, hắn sẽ không lại lâm vào phong ma, ý thức có khả năng một mực bảo trì tỉnh táo. Nhưng này tỉnh táo, lại càng nguy hiểm hơn, hắn muốn một mực tỉnh táo thừa nhận trấn áp khổ sở. Cũng tốt, mặc dù thống khổ một điểm, nhưng ít ra ta có thể còn sống, còn có thể nhìn một chút nữ nhi của ta. Tần Chấn Nam cười khổ, hắn biết sẽ rất thống khổ, nhưng hắn tình nguyện chịu khổ, cũng không muốn cùng nữ nhi sinh tử ngăn cách. Diệp Thần trầm mặc xuống, hắn không biết làm sao nói với Tần Hàm Thu. Bởi vì cái này kế hoạch, thực sự quá thống khổ. Diệp Thí Thiên, người gọi nữ nhi của ta tới, ta cùng với nàng tâm sự. Tần Chấn Nam biết Diệp Thần không mở miệng được, liền thiếu đạo. Diệp Thần im lặng gật đầu, quay đầu hướng Tần Hàm Thu ánh mắt ra hiệu, chính mình bỏ đi. Tần Hàm Thu cuống quýt chạy tới, ngồi xổm xuống nắm phụ thân tay, rơi lệ kêu lên cha. Tần Chấn Nam thiếu đạo, Thu Nhi, đừng lo lắng, cha không có việc gì, này không còn sống không? Ngươi cùng Diệp Thí Thiên công tử, cùng một chỗ mang ta đi thần âm điện đi. Ngay sau đó, Tần Chấn Nam đem kế hoạch đơn giản báo cho Tần Hàm Thu. Tần Hàm Thu nghe được phải dùng trảm ma bảo kiếm trấn áp phụ thân, rất đỗi chấn động, khóc lắc đầu nói, không, cha, không được. Tần Chấn Nam cười khổ nói, chỉ có này pháp, Thu Nhi, chỉ cần không cùng ngươi tách ra, lại thống khổ cha cũng là có thể tiếp nhận. Chờ Diệp Thí Thiên công tử, về sau chiến thắng Sửu Thần, cha liền tự do. Tần Hàm Thu rơi lệ, chiến thắng Sửu Thần, nơi nào có dễ dàng như vậy. Nhưng, trong lúc trước mắt, nàng cũng không có biện pháp khác. Thương nghị cố định, Diệp Thần, Tần Hàm Thu, liền dẫn Tần Chấn Nam, đi tới thần âm điện. Tần gia có 10 cái trưởng lão, đi theo đi tới, đều là sắc mặt nghiêm túc. Diệp Thần đạo, các ngươi người Tần gia, chờ qua trận, cũng có thể di chuyển đến thần âm điện thế giới, mượn nhờ thần âm nến hào quang, có thể chống cự ban thiên đế hồn ấn bóng mờ. Trước mắt, người Tần gia còn không có thoát khỏi ban thiên đế bóng mờ bao phủ, rất nhiều người trong linh hồn, đều có ban thiên đế lưu lại hồn ấn. Này hồn ấn, cho người Tần gia mang đến to lớn tra tấn cùng thống khổ. Nghĩ triệt để phá giải, nhất định phải đánh chết ban thiên đế. Nhưng trước mắt, muốn giết ban thiên đế, rõ ràng không phải cái gì chuyện dễ. Diệp Thần nghĩ tới giải quyết biện pháp, liền là nhường người Tần gia di chuyển tới, tìm kiếm thần âm nến bảo hộ. Tần Hàm Thu im lặng gật đầu, thần âm nến lực lượng, nàng là được chứng kiến.
có thần âm nến che chở lời, Tần gia cũng có an sinh. Đoàn người trở lại thần âm điện thế giới, Tần Chấn Nam nhìn xem này mảnh mịt mờ bão cát thế giới, bỗng nhiên vẻ mặt nghiêm nghị, đồng tử co vào, nói, Ban Thiên Đế tại đây bên trong. Nghe được Tần Chấn Nam, Diệp Thần ngẩn người, nói, người nói cái gì? Tần Chấn Nam hoảng sợ lui lại mấy bước, nói, Ban Thiên Đế tại đây bên trong, mảnh thế giới này, có khí tức của hắn. Diệp Thần nhướng mày, ngưng thần cảm ứng, duy nhất có thể bắt được hắc ám khí tức, chỉ có trọng thương ẩn núp loạn ma sa trùng, lại không cảm nhận được mặt khác khí tức tồn tại. Tiền bối, người có phải hay không xuất hiện ảo giác rồi? Diệp Thần hỏi. Tần Chấn Nam chém đinh chặt sắt nói, không, Ban Thiên Đế chính là ở đây, ta sẽ không cảm ứng sai, nơi này có khí tức của hắn. Diệp Thần sầm mặt lại, Ban Thiên Đế cũng không phải cái gì hời hợt thế hệ, là nhân vật hết sức mạnh, nếu là hắn tiềm phục tại nơi này, đích thật là một cái nguy hiểm to lớn. Tiền bối xin yên tâm, nơi này dù sao cũng là thần âm điện địa bàn, coi như Ban Thiên Đế tại đây bên trong, cũng không lật được trời. Diệp Thần trấn an nói. Tần Chấn Nam ho khan mấy lần, thần sắc tái nhợt, vẻ mặt rất khó coi, nói. Ác mộng suối chi thủy sát khí nhanh muốn phát tác, người trước đem ta trấn áp, bằng không ta sợ ta sẽ mất khống chế. Tần Hàm Thu rơi lệ kêu lên, cha. Diệp Thần tâm bên trong run lên, cũng biết việc này không nên chậm trễ, lúc này gọi đến thần âm điện tất cả trưởng lão, bản tóm tắt chuyện lúc trước, còn nói Ban Thiên Đế khả năng ẩn núp trong bóng tối. Cầm đầu đại trưởng lão nói, điện chủ xin yên tâm, chúng ta một mực tại đề phòng. Loạn ma sa trùng còn không có giải quyết, cho nên thần âm điện một mực không có buông lỏng cảnh giác, coi như Ban Thiên Đế thật buông xuống, bọn hắn cũng có thể đối kháng. Nếu là Ban Thiên Đế không tiếc đại giới, vạch mặt, tối đa cũng liền là lưỡng bại câu thương xuống tràng, không có khả năng tùy tiện áp chế thần âm điện. Mà đại trưởng lão xưng hô Diệp Thần vì điện chủ, là thật coi hắn là thành thần âm điện lĩnh chủ. Diệp Thần im lặng, cũng không có cự tuyệt, biết đến trình độ này, hắn cũng chỉ có thể đón lấy thần âm điện quyền hành. Đại trưởng lão lại nói, điện chủ, người muốn lợi dụng Trảm Ma Bảo Kiếm, trấn áp ác mộng túy, trước hết bố trí tế đàn, hướng huyết kiêu ngục hoàng tế cáo, miễn cho mạo phạm viễn cổ thần linh. Diệp Thần kỳ dị nói, huyết kiêu ngục hoàng lại là người nào? Đại trưởng lão nói, chính là Trảm Ma Bảo Kiếm rèn đúc người. Nghe nói hắn là bạn của Cửu Thương Cổ Hoàng, từng muốn phụ trợ Cửu Thương Cổ Hoàng, thành lập một cái hoàn mỹ thế giới, nhưng sau này không biết sao, hắn mất tích, cho tới hôm nay, chư thiên cơ hồ không có hắn dấu vết lưu lại. Nhưng, chúng ta thần âm điện biết, huyết kiêu ngục hoàng là chân thật tồn tại đại nhân vật, vì để tránh cho mạo phạm hắn, tại vận dụng hắn Trảm Ma Bảo Kiếm trước, chúng ta vẫn là trước tế tự một phiên. Diệp Thần rất là ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng nghiêng cắm ở thần âm điện trong thế giới Trảm Ma Bảo Kiếm, là Cửu Thương Cổ Hoàng đúc thành, nhưng nguyên lai là bạn của Cửu Thương Cổ Hoàng, huyết kiêu ngục hoàng chế tạo. Vị kia huyết kiêu ngục hoàng, nếu là bạn của Cửu Thương Cổ Hoàng, cái kia nghĩ đến cũng là một vị kinh thiên động địa đại năng. Tốt, vậy chúng ta trước hết tế tự huyết kiêu ngục hoàng. Diệp Thần gật đầu nói. Oanh long long. Đúng lúc này, Diệp Thần bỗng nhiên thấy. Luân hồi mộ địa thế mà truyền ra dị động, có một khối mộ bia hơi hơi chấp lóe. Cỗ này dị động, lại không phải nguồn gốc từ Cửu Thương Cổ Hoàng mộ bia, mà là phảng phất cùng huyết kiêu ngục hoàng nhân quả tương quan. Chẳng lẽ huyết kiêu ngục hoàng, lại có thể là luân hồi trong mộ địa đại năng? Diệp Thần giật nảy cả mình, đao phong nữ hoàng sau khi đi, hắn luân hồi mộ địa chính là trống rỗng, nếu có mới đại năng thức tỉnh, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Chẳng qua là hắn không nghĩ tới, vị này mới đại năng, lại có thể là huyết kiêu ngục hoàng. Thần âm điện trong thế giới, to lớn Trảm Ma Bảo Kiếm, nghiêng cắm ở trên mặt đất, bão cát đầy trời, bảo kiếm cũng là có rất nhiều loang lổ vết gì. Diệp Thần tới gần Trảm Ma Bảo Kiếm thời điểm, thấy trong cơ thể luân hồi mộ địa chấn động, càng kịch liệt, tựa hồ huyết kiêu ngục hoàng thật muốn thức tỉnh. Vị này huyết kiêu ngục hoàng, đến cùng là vị như thế nào tồn tại? Vì cái gì ta nhớ hắn tên thời điểm, lại hiện ra vũ hoàng cổ đế mặt chết. Diệp Thần tâm bên trong thấy lo lắng. Này thân phận của huyết kiêu ngục hoàng, khẳng định so hắn trong tưởng tượng, còn muốn phức tạp quỷ bí. Bởi vì, hắn rõ ràng nghĩ đến tên huyết kiêu ngục hoàng, trong lòng lại hiện ra vũ hoàng cổ đế bộ dáng, như u linh vung đi không được, 10 điểm quỷ dị,
giống như huyết kiêu ngục hoàng cùng vũ hoàng cổ đế ở giữa, có cái gì nan giải sâu xa giống như. Thần âm điện tất cả trưởng lão, tại trảm ma bảo kiếm phụ cận, dựng tốt tế đàn, chuẩn bị kỹ càng tế phẩm, bố trí tốt tế tự nghi thức. Lại có thật nhiều thần âm điện cường giả, tại bốn phía thủ vệ, đề phòng loạn ma sa trùng xâm phạm. Tần Chấn Nam, Tần Hàm Thu hai cha con, còn có rất nhiều người Tần gia nhóm, nhìn xem cái kia to lớn trảm ma bảo kiếm, đều là sợ mất mật. Thanh kiếm này, là trật tự chi kiếm, nếu như bị này kiếm chân áp, cái kia chỉ sợ không phải kiện dễ chịu sự tình. Cha, không bằng chúng ta về nhà đi. Tần Hàm Thu rơi lệ, không đành lòng phụ thân chịu khổ, muốn mang Tần Chấn Nam rời đi. Tần Chấn Nam cười khổ lắc đầu, nói, không có chuyện gì, Thu Nhi. Đến một bước này, đã không có khả năng rời đi. Diệp Thần hít sâu một hơi, liền tại dưới tế đàn, đốt hương vẩy rượu tế bái. Thần âm điện đại trưởng lão cao giọng nói, huyết kiêu ngục hoàng trên trời có linh, hôm nay vận dụng ngươi trảm ma bảo kiếm, còn mời lão nhân ra người đừng nên trách. Tế cáo hoàn tất, đại trưởng lão hướng Diệp Thần nhìn một cái, ra hiệu có khả năng bắt đầu. Diệp Thần gật gật đầu, vung tay lên, linh khí phóng thích mà ra, quán chú đến trảm ma bảo kiếm bên trong. Oanh long long, to lớn trảm ma bảo kiếm, tại Diệp Thần linh khí thôi động dưới, lập tức vụt lên từ mặt đất. Cổ lão trật tự kiếm ánh sáng, tại trong thiên địa lập lòe, mặc dù tuế nguyệt trải qua nhiều năm, y nguyên có rung động lòng người khí phách. Theo một kiếm này phía trên, Diệp Thần phảng phất nhìn thấy cổ lão nhân hoàng trật tự. Là cửu thương cổ hoàng mong muốn bình định chư thiên, thành lập thanh bình thế giới trật tự. Tần Chấn Nam nhìn xem cái kia vụt lên từ mặt đất, treo cao tại thiên cự kiếm, ánh mắt lóe lên đắng chát, bất đắc dĩ, dứt khoát, không bỏ các loại cảm xúc, hắn nhanh chân đi thẳng về phía trước, lại quay đầu nhìn Tần Hàm Thu liếc mắt, nói. Thu Nhi, cha đi, người tốt nhất bảo trọng. Dứt lời, Tần Chấn Nam liền đi tới cái kia trảm ma bảo dưới thân kiếm, quỳ trên mặt đất. Không. Tần Hàm Thu rơi lệ, muốn đi qua kéo về phụ thân, nhưng bị Tần gia chúng trưởng lão giữ chặt. Diệp Thần biết dùng trảm ma bảo kiếm, chấn áp Tần Chấn Nam, mặc dù tàn nhẫn, nhưng là bây giờ duy nhất biện pháp. Tiếp theo sát, Diệp Thần không do dự, ngón tay một khuất, to lớn trảm ma bảo kiếm, oanh long long từ phía chân trời bạo rơi mà xuống, cuối cùng hung hăng đem Tần Chấn Nam ép trên mặt đất. Tần Chấn Nam thân thể bị xỏ xuyên. Trong chốc lát thừa nhận khó mà hình dung to lớn thống khổ, cả người hướng lòng đất lõm đi vào. Tạ ơn ngươi, Diệp Thí Thiên. Tần Chấn Nam lộ ra một nụ cười khổ, mặc dù vô cùng thống khổ, nhưng ít ra, theo trảm ma bảo kiếm chấn xuống, cái kia cỗ bàng bạc trật tự kiếm khí, cũng là thuận lợi chế trụ trong cơ thể hắn rất nhiều tà khí, ác mộng suối chi thủy sát khí, không cách nào lại phát tác. Hắn có khả năng một mực duy trì tỉnh táo thừa nhận thống khổ, rất khốc liệt. Nhưng ít ra hắn sẽ không lại mất phương hướng. Cha! Tần Hàm Thu tránh ra khỏi chúng trưởng lão trói buộc, chạy đến phụ thân bên người, nhìn xem Tần Chấn Nam cái kia bị xỏ xuyên đóng đinh trên mặt đất thân thể, nàng khóc không thành tiếng. Tần Chấn Nam tại to lớn đau đớn khổ sở phía dưới, híp mắt, khóe miệng mang theo cười khổ, cũng nói không ra lời. Bỗng nhiên, Tần Chấn Nam con mắt trừng lớn, kinh ngạc nhìn lên bầu trời, phảng phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Ong ong ong. Trên bầu trời, một hồi to lớn khí lưu vù vù tiếng truyền đến. Diệp Thần cũng cảm nhận được dị dạng, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy loạn ma sa trùng to lớn che trời thân ảnh, trùng cánh chấn động lấy, gió lốc bao phủ, cương khí gào thét phô thiên. Lần trước chiến đấu, loạn ma sa trùng hiến tế tự thân khí huyết, gọi ra 10 đuôi hư ảnh, nhưng cuối cùng vẫn là lạc bại. Bây giờ khí tức của nó, đã suy yếu rất nhiều. Còn không có khôi phục nguyên khí, nhưng xoay quanh tại trên bầu trời, y nguyên mang cho Diệp Thần to lớn áp bách. Nói đúng ra, cỗ áp bức này, cũng không phải tới từ loạn ma sa trùng, mà là đến từ nó trên sống lưng đứng đấy một người. Đó là một cái không tính là già lão giả, khoác lên trường bào, áo choàng bên trên bò đầy quỷ dị loang lổ dấu vết, khắp khuôn mặt là đốm đen, nhưng tầm mắt phá lệ sắc bén. Hắn vừa xuất hiện. Bầu trời liền bị mảnh lớn mảnh nhỏ bóng mờ bao phủ, không rõ cùng quỷ bí khí tức gào thét tuôn ra đáng, tựa hồ muốn cho dài đằng đắng. Gió thổi lên mái tóc dài của hắn, tóc dài hạ hiện ra tóc đỏ, khiến cho người lo lắng. Ban Thiên Đế. Diệp Thần nhìn xem lão giả này, chỉ một thoáng dùng mình. Lão giả này,
lại chính là cổ tinh môn ngũ đại thiên đế một trong, mà Ban Thiên Lão Quyết sáng tạo giả, Ban Thiên Đế. Tần Chấn Nam không có cảm ứng sai, Ban Thiên Đế thật giấu ở mảnh thế giới này, giờ phút này hiện thân ra tới. Diệp Thần nhìn kỹ lại, liền thấy Ban Thiên Đế thân ảnh, mông lung, cũng không phải là chân thân, chẳng qua là một cái bóng mờ. Nhưng coi như chẳng qua là một cái bóng mờ, mang cho Diệp Thần uy áp, cũng là vô cùng mãnh liệt, hắn phảng phất muốn nghẹt thở. Này mảnh thần âm điện thế giới, là đã từng cửu thương cổ hoàng lãnh địa, Ban Thiên Đế tựa hồ có cái gì kiêng kỵ, cũng không có nhường chân thân buông xuống, nhưng hàng hạ một cái bóng mờ, cũng đủ làm cho lòng người kinh ngạc. Một đạo Ban Thiên Đế hư ảnh, dĩ nhiên không tính đáng sợ. Nhưng lại thêm loạn ma sa trùng, tình huống kia lại khác biệt. Loạn ma sa trùng vĩ thú khí, hoàn mỹ cùng Ban Thiên Đế hư ảnh, dung hợp lại cùng nhau. Tại loạn ma sa trùng khí tức quán trú, Ban Thiên Đế đạo hư ảnh này thực lực, chỉ sợ sẽ không thật sự thân kém đi nơi nào. Đề phòng. Thần âm điện rất nhiều cường giả, lập tức đề phòng, bao quanh vây quanh ở Diệp Thần bên người, e sợ cho hắn bị thương tổn. Ha ha, không cần khẩn trương, ta chỉ là muốn cùng Diệp Thí Thiên tâm sự thôi. Ban Thiên Đế lạnh nhạt mở miệng, tầm mắt ngắm nhìn Diệp Thần. Diệp Thí Thiên, ta nhận Sử Thần ủy thác, nghĩ hỏi lại ngươi một tiếng, có chịu hay không gia nhập Sử Thần tộc? Diệp Thần đồng tử co vào, nói, Ban Thiên Đế, ngươi đã đầu phục Sử Thần. Theo Tần Chấn Nam trong miệng, Diệp Thần biết, Sử Thần vẫn luôn nghĩ khống chế Ban Thiên Đế, tiến tới trưởng khống cổ tinh môn, từ đó đoạt xá võ tổ. Vì thực hiện kế hoạch này, Sử Thần nhọc lòng, tại Tần Chấn Nam trên thân bố cục, dụ hoặc hắn uống xong ác mộng suối chi thủy, muốn cho cái kia ác mộng suối chi thủy, cuối cùng chảy xuôi động Ban Thiên Đế trên thân. Sáng tạo ra ma Ban Thiên Lão Quyết Ban Thiên Đế, là phi thường đặc thù tồn tại. Đạo tâm của hắn bảo bọc từng tầng một đốm đen cùng bóng mờ, coi như là Sử Thần, nghĩ mê hoặc Ban Thiên Đế đạo tâm, cũng cần trước đột phá tầng kia tầng bóng mờ, vô cùng phiền phức. Nhưng bây giờ xem Ban Thiên Đế bộ dáng, hắn đạo tâm tựa hồ đã bị Sử Thần công phá. Ban Thiên Đế khóe miệng lại làm giấy lên cười lạnh, nói, không phải đầu nhập vào, không ai có tư cách để cho ta đầu nhập vào. Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta cũng không có bị Sử Thần mê hoặc. Hắn còn mê hoặc không được ta chẳng qua là cùng hắn hợp thôi, hắn muốn cho ngươi gia nhập Sử Thần tộc, liền nhờ ta tới hỏi một chút. Diệp Thần có chút dùng mình, hợp tác. Hắn nghĩ tới Bá Đao Thương Lôi, nghĩ đến Ô Liên Đạo Tổ. Bất luận cái gì bị Sử Thần mê hoặc người, đều sẽ cho là mình là tỉnh táo, thậm chí cho là mình nhặt được tiện nghi, có thể lợi dụng Sử Thần. Bây giờ nhìn Ban Thiên Đế bộ dáng, Diệp Thần thật sâu hoài nghi. Ban Thiên Đế khả năng cũng bị Sử Thần mê hoặc. Nếu quả như thật là như thế này, vậy thì phiền toái. Một khi Sử Thần khống chế Ban Thiên Đế, tiến tới khống chế cổ tinh môn, cái kia võ tổ rất có thể muốn bị đoạt xá. Ban Thiên Đế ánh mắt vô cùng tỉnh táo cùng sắc bén, trước mắt xem không ra bất kỳ bị mê hoặc bộ dáng, tiếu đạo, như thế nào, người có bằng lòng hay không gia nhập Sử Thần tộc. Diệp Thần trầm giọng nói, nếu như ta nói không đâu. Ban Thiên Đế nói, ngươi không có khả năng cự tuyệt, ở trước mặt ta, không ai dám nói một cái không chữ. Lời nói này hạ xuống, Ban Thiên Đế toàn thân khí tức sục sôi, bộc phát ra thao thiên thiên đế khí, bóng mờ che trời, hắc ám pháp tắc dây xích nổ lên, xoạt kéo sâu xuyên qua hư không, thời gian pháp tắc phảng phất bị ép chặt đứt, thiên địa lâm vào đứng im, khiến cho người nghẹt thở. Mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, hôm nay ta nhất định phải dẫn ngươi đi thấy Sử Thần. Ban Thiên Đế mắt lộ ra hung quang, hắn chịu Sử Thần ủy thác đến đây, chính là muốn bức Diệp Thần gia nhập Sử Thần tộc. Loạn ma sa trùng, hóa ta trường bào, vô thượng ma tôn, che áp thiên địa. Từng đợt kinh thiên ngâm sướng, theo Ban Thiên Đế trong miệng phát ra. Một màn quỷ dị xuất hiện, chỉ thấy cái kia loạn ma sa trùng, toàn thân vặn vẹo chấn động, thế mà hóa thành từng sợi nguyên thủy vĩ thú khí. Sau đó, cái kia từng sợi vĩ thú khí lại hội tụ tại Ban Thiên Đế trên thân, hóa thành một bộ trường bào, phía trên in ma văn cùng hỗn loạn tinh thần, thậm chí còn mơ hồ có một đạo mười đuôi đồ đằng hư ảnh, để cho người ta nhìn thoáng qua, liền muốn đạo tâm sụp đổ, lâm vào điên cuồng. Giờ khắc này Ban Thiên Đế, triệt để cùng loạn ma sa trùng hòa làm một thể, như là hóa thành chư thiên tối vi vô thượng ma tôn, từ trên không trung bay tập mà xuống, từng đầu ma đạo pháp tắc thần liên bắn mạnh mà ra, hướng phía Diệp Thần đánh tới.
muốn đem hắn buộc chặt, trực tiếp mang đi, đi gặp mặt Sửu Thần. Bảo hộ điện chủ. Thần Âm Điện chúng cường giả hô to, vội vàng tế ra rất nhiều thần thông pháp bảo, cuồng nhiên như sóng triệu oanh tạc hướng Ban Thiên Đế. Nhưng, Ban Thiên Đế khóe miệng nhe răng cười, lại là không sợ chút nào, trực hướng về Diệp Thần xung đi, như vào chỗ không người. Cái kia rất nhiều thần thông phép thuật, oanh tạc ở trên người hắn, lại kinh không dậy nổi mảy may gợn sóng. Hắn tuy không phải bản thể, chẳng qua là một cái bóng mờ, nhưng cùng loạn ma sa trùng dung hợp, thực lực cũng cùng bản thể không sai biệt lắm, cực kỳ cường hãn vô địch. Ba ba ba, Ban Thiên Đế vùng đánh ma đạo thần liên, đem phía trước từng cái thần âm điện cường giả, toàn bộ quất đến máu thịt be bét, tiếng kêu rên liên hồi. Diệp Thần sầm mặt lại, cấp tốc lui lại. Lúc này, ở trong cơ thể hắn vạn hoa đồng huyễn tưởng thế giới bên trong, Thân Hạc cảm thấy được hắn gặp nguy hiểm, lập tức phi thân mà ra. Xoạt, bạch quang lấp lánh, Thân Hạc liền xuất hiện ở Diệp Thần bên người, trong tay cầm kiếm, ngăn cản được Ban Thiên Đế bay kích mà đến ma đạo thần liên. Diệp Thần chứa chấp nàng, nàng có thể không thể nhìn Diệp Thần xảy ra chuyện. Nhanh lên! Diệp Thí Thiên, người hồi trở lại thần âm điện tránh tránh, để ta ở lại cản hắn. Khí tức của hắn, chống đỡ không được bao lâu. Thân Hạc khẽ cắn môi, có thể mẫn duệ bắt được, Ban Thiên Đế cùng loạn ma sa trùng dung hợp trạng thái, cũng không thể kéo dài quá lâu. Chỉ cần có thể kìm chân thời gian, nàng liền có giết ngược lại cơ hội. Dù sao nói cho cùng, bây giờ nàng phải đối mặt, cũng không phải là Ban Thiên Đế chân thân, chẳng qua là một cái bóng mờ thôi. Diệp Thần còn không có trả lời, Ban Thiên Đế lại cười lạnh nói. Tiểu cô nương, chỉ sợ ngươi ngăn không được ta mấy chiêu. Mà Ban Thiên Lão quyết, Thiên Hoàng Thiên Lão, một thể tịch diệt. Chỉ thấy Ban Thiên Đế bàn tay lớn gào thét mà ra, từng tầng một bóng mở cùng khói đen, điên cuồng bao phủ hướng Thân Hạc. Thân Hạc biến sắc, chỉ cảm thấy bàng bạc khói đen gào thét tới, làn da của nàng, đúng là toát ra từng tầng một đốm đen, cả người phải nhanh lâm vào khô mục biến chất mặt trái trạng thái, liền đạo tâm đều sinh ra dao động. Không tốt. Thân Hạc hoảng hốt, biết Ban Thiên Đế lợi hại, gấp vội rút thân lui lại, liền liền hô hấp điều tức, xua tan đi cái kia mà Ban Thiên Lão quyết ăn mòn ảnh hưởng. Nhưng, nàng một lui lại, Diệp Thần liền triệt để bại lộ tại Ban Thiên Đế trước mặt. Ban Thiên Đế cười gằn, bàn tay lớn xuất kích, ách hướng Diệp Thần cổ. Không tốt. Thân Hạc kinh hãi muốn chết, muốn đi qua cứu viện, nhưng đã không còn kịp rồi. Diệp Thần thấy Ban Thiên Đế bàn tay lớn đánh tới, cũng là con ngươi co vào, toàn thân lông tơ dựng thẳng, cảm nhận được cực đoan nguy hiểm, tâm niệm cao tốc chuyển động, liền muốn triệu hoán huyết long lực lượng, liều mạng một lần. Nhưng mà ở thời điểm này, Diệp Thần lại thấy luân hồi mộ chấn động, có một khối mộ bia, bộc phát ra vô cùng sáng chói huyết sắc quang mang, một cỗ cuồng bạo năng lượng, điên cuồng tràn vào hắn toàn thân bên trong. Trong nháy mắt, Diệp Thần như có thần trợ, tay cầm nâng lên. Một trưởng liền hướng về Ban Thiên Đế vỗ tới. Thanh liên chống trời pháp. Diệp Thần hét to, tại luân hồi mộ địa trợ lực dưới, toàn thân linh khí sục sôi, sau lưng trèo chống một gốc thanh liên, một trưởng đánh lui Ban Thiên Đế. Thanh liên đạo tổ truyền thừa bí pháp, thanh liên chống trời pháp bùng nổ, khổng lồ thanh liên xanh liệt thần âm điện thế giới bầu trời, từng sợi thanh tịnh chạm nhiên thần hy mang khí, xỏ xuyên qua hư không tầng mây khuếch tán mà ra, ánh chiếu chư thiên. Ban Thiên Đế rất nhiều âm u khí tức, cuồn cuộn khói đen, tại thanh liên chống trời mà lên về sau, toàn bộ tán loạn mà đi. Cái gì? Cỗ lực lượng này? Ban Thiên Đế lộ ra kinh hãi biểu lộ, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Thần, hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Thần khí tức, lại ở trong chớp mắt, nổ tung nhiều như vậy. Tại cái kia xanh thiên thanh liên hào quang chiếu rọi, hắn toàn thân suy suy rung động, khói đen tỏa ra. Sắp vô pháp duy trì cùng loạn ma sa trùng dung hợp trạng thái. Thân Hạc, Tần Hàm Thu, thần âm điện mọi người cũng là kinh hãi, không nghĩ tới Diệp Thần lại đột nhiên bùng nổ lợi hại như vậy. Diệp Thần tâm bên trong vui mừng không thôi, liền thấy luân hồi mộ địa bên trong, có một đạo huyết kiêu đồ đằng phóng lên tận trời, cuồng bạo tinh hồng khí huyết gợn sóng cuồn cuộn như nước thủy triều, một cái gương mặt lạnh lùng, trang nghiêm uy nghiêm nam tử, theo một khối trên bia mộ nổi lên. Nay là gì thế, ngươi là người phương nào? Cái kia lạnh lùng nam tử, người khoác huyết kiêu trường bào, mặc dù mượn lực cho Diệp Thần, nhưng là bản năng cử chỉ, sợ hãi Diệp Thần bị đánh giết, liên lụy hắn cũng muốn diệt vong.
hắn mới vừa từ mộ bia bên trong khôi phục, còn hết sức mờ mịt, thậm chí không biết thân phận của Diệp Thần. Ta gọi Diệp Thần, là ở kiếp này luân hồi chi chủ, tiền bối liền là huyết kiêu ngục hoàng. Diệp Thần hỏi, há, ngươi là luân hồi chi chủ, vì sao ta tại ngươi trên thân, không cảm giác được ma ngục mệnh tinh khí tức? Lạnh lùng nam tử tầm mắt như điện, nhìn chăm chú lấy Diệp Thần. Ma ngục mệnh tinh, luân hồi thất tinh thứ 6 viên mệnh tinh. Diệp Thần mơ hồ cảm giác được chân tướng, cái kia ma ngục mệnh tinh, tựa hồ liền là luân hồi thất tinh thứ 6 tinh. Luân hồi thất tinh, long đằng, liệt nhật, đêm tối, thiên hỏa, thần giáp, ma ngục, thiên đế, này ma ngục mệnh tinh, đại biểu cho địa ngục ma điện, là người sau khi chết trật tự thế giới. Chân chính luân hồi thiên quốc, cũng không phải là chúng sinh vĩnh hằng, cũng sẽ có sinh linh chết đi, tại ma ngục chung luân hồi. Diệp Thần trước kia cũng không biết, thứ 6 viên mệnh tinh cụ thể ảo diệu, bởi vì thái ẩn bí, tại hắn tu vi còn không có đầy đủ trước, sớm biết cũng không có gì tốt chỗ. Hiện tại lại lần nữa đại năng khẩu bên trong biết được, Diệp Thần tinh thần có một cỗ mãnh liệt sa đọa cảm giác, phảng phất cả người đã rơi vào vô biên vô tận ma giới địa ngục, tại trong bể khổ trầm luân, không được siêu thoát. Dùng hắn thần đạo cảnh 3 tầng trời thực lực tới nói, ma ngục mệnh tinh nhân quả, đối với hắn vẫn là quá hung mãnh. Đúng vậy, nguyên lai viên này mệnh tinh, ngươi còn không có thức tỉnh. Lạnh lùng nam tử nhìn chằm chằm Diệp Thần, xem thấu tu vi của hắn. Đúng, tại hạ tu vi nông cạn, ngược lại để tiền bối chê cười. Diệp Thần đạo. Lạnh lùng nam tử tầm mắt lấp lánh, từ trên người Diệp Thần, nhòm ngó đến bên ngoài đủ loại thiên cơ, thở dài một hơi, nói. Cái kia cũng không trách người được, nguyên lai hôm nay cái thế giới này, thế mà như thời đại viễn cổ như vậy hỗn loạn. Chư thiên các phái tranh chấp, sử thần, hồn thiên đế đều còn chưa có chết, ma vật quỷ dị hoành hành, mộ chủ, người có thể đỉnh lấy trùng điệp áp lực, tu luyện tới hôm nay tình trạng này, cũng thuộc về thực không dễ, thậm chí muốn bị bức phải giả chết. Diệp Thần đạo, tiền bối đã nhòm ngó đến thế giới bên ngoài rồi. Lạnh lùng nam tử nói, chính là, ta vì huyết kiêu ngục hoàng, tại cửu thương cổ hoàng tô tỉnh trước, ta sẽ phụ trợ ngươi, mộ chủ. Đáng tiếc cửu thương cổ hoàng còn đang ngủ say. Vị này mới thức tỉnh đại năng, quả nhiên chính là bạn của cửu thương cổ hoàng, huyết kiêu ngục hoàng, hắn nhìn chăm chú lấy cửu thương cổ hoàng còn yên lặng mộ bia, ngơ ngẩn xuất thần. Diệp Thần đạo, tại hạ tu vi còn chưa đủ để thức tỉnh cửu thương cổ hoàng. Cửu thương cổ hoàng là viễn cổ vị thứ nhất nhân hoàng, thần hồn của hắn năng lượng là 10 điểm bằng bạc, dùng Diệp Thần thần đạo cảnh tu vi, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Nếu như cửu thương cổ hoàng lúc này tô tỉnh, sợ rằng sẽ cho Diệp Thần mang đến to lớn áp bách. Ít nhất, Diệp Thần muốn đạt tới thiên nguyên cảnh về sau, mới có thể thuận lợi cùng cửu thương cổ hoàng câu thông. Huyết kiêu ngục hoàng gật gật đầu, nói, bên ngoài ban thiên đế làm loạn, may mắn chẳng qua là một cái bóng mờ, ta truyền cho ngươi một môn thần thông, ngươi trước đem hắn diệt sát, sau đó trấn ẩn náo loạn ma sa trùng, chúng ta mới hảo hảo tâm sự. Đang khi nói chuyện, huyết kiêu ngục hoàng cong ngón búng ra, một đạo đen kịt ma quang bắn vào Diệp Thần trong óc. Oanh! Chỉ một thoáng, Diệp Thần đạt được bàng bạc năng lượng quán trú, cảm ngộ đến một môn tuyệt diệu thần thông thuật pháp. Đây là... Diệp Thần cảm thụ được trong đầu thuật pháp, giống như thần thông, lại như pháp bảo, hắn nhìn thấy một tòa rộng rãi cung điện hư ảnh, cung điện vùng trời có luân hồi chi bàn tại chuyển động, răng rắc chuyển động luân hồi chi bàn, phảng phất có thể nghiền nát người thần hồn. 10 điểm khủng bố. Môn thần thông này, gọi ngục hoàng tà cung, là tòng ma ngục mệnh tinh lưu truyền tới đồ vật, ta là thờ phụng ma ngục mệnh tinh con dân. Thời đại viễn cổ, ta có thể độc bộ một phương, chính là bởi vì có ma ngục mệnh tinh tí hữu. Mộ chủ, người ma ngục mệnh tinh còn không có thức tỉnh, ta không biết ngươi có thể nắm giữ môn thần thông này, ngươi lại mượn dùng lực lượng của ta, thử một lần. Huyết kiêu ngục hoàng nói. Nguyên lai hắn liền là ma ngục mệnh tinh tín đồ, một thân tu vi lực lượng, đều là dựa vào tại thời đại viễn cổ, cúi chào ma ngục mệnh tinh đoạt được. Tốt! Diệp Thần tinh thần bánh xe phụ hồi trở lại trong mộ địa ra tới, chỉ cảm thấy toàn thân huyết mạch sôi sục, lực lượng sục sôi. Huyết kiêu ngục hoàng linh khí năng lượng, như trường giang hoàng hà, ở trong cơ thể hắn lao nhanh không ngừng, mang cho hắn vô tận lực lượng. Hắn vừa mới cùng huyết kiêu ngục hoàng trao đổi. Là dùng tinh thần ý niệm, hết thảy đều tại trong chớp mắt, bên ngoài chỉ mới qua thời gian mấy hơi thở thôi.
Ban Thiên Đế thừa nhận Xanh Thiên Thanh Liên thần hy áp chế, thân thể suy suy rung động, chính là vô cùng khó chịu thời điểm. Loạn ma sa trùng, hòa vào người ta. Tại đây áp chế dưới, Ban Thiên Đế vành mắt tận nứt, nhưng không có nửa điểm lùi bước, vừa nắm quyền, ngược lại điên cuồng đi sâu dung hợp loạn ma sa trùng khí tức. Phần phật, chỉ một thoáng, một nhọn màn kinh khủng xuất hiện, chỉ thấy sau lưng Ban Thiên Đế, thế mà bạo phát ra 7 đầu to lớn cái đuôi, ma khí cuồn cuộn, quét ngang thiên địa càn khôn. Hắn tại Xanh Thiên Thanh Liên bao phủ xuống, không cùng loạn ma sa trùng chia cắt, ngược lại đi sâu dung hợp, cũng không sợ đạo tâm của mình sẽ bị vĩ thú khí tức ăn mòn, thật là điên cuồng. Hắn tuôn ra thất vĩ, liền thánh khiết Xanh Thiên Thanh Liên, đều bị hắn quỷ dị khí tức phá hủy, hóa thành cho bụi. Diệp Thí Thiên, ngươi uy hiếp quá lớn. Ta không cần ngươi gia nhập Sửu thần tộc, ta muốn ngươi chết. Ban Thiên Đế trong mắt lướt qua hung mang, sau lưng thất vĩ trùng thiên, người như quái vật, phong ma, bàn tay lớn cuốn lên ma khí thủy triều, cách không hướng về Diệp thần bạo sát xuống tới. Bất hủ phong bia, rơi. Diệp thần gọi ra bất hủ phong bia, to lớn bia đá theo trong hư không chấn xuống, ngăn trở Ban Thiên Đế một trường, thậm chí chấn đối phương lui về phía sau mấy bước. Luân hồi thiên phú, bản mệnh thuật pháp, ngục hoàng tà cung, cho ta chấn áp. Tiếp theo sát, Diệp thần nhìn chuẩn cơ hội, thi triển ra vừa mới huyết kiêu ngục hoàng, truyền thụ cho hắn thần thông bí pháp. Huyết kiêu ngục hoàng linh khí lực lượng, cũng là tại quanh người hắn sôi trào, cuồng bạo gào thét. Chỉ thấy từng sợi sâu lắng kinh khủng ma khí, theo Diệp thần trong cơ thể dâng trào mà ra. Cỗ này ma khí, xâm nghiêm đến đáng sợ, như lai từ tuyên cổ địa ngục, một bạo dũng mãnh tiến ra, liền có vô số ma thần quỳ lạy ngâm sướng, thi sơn huyết hải đầy đất thảm liệt khí tượng hiển hiện. Chư thiên thế giới, vô tận vũ trụ, vạn cổ thời không hư ảnh, tại trong hư không hiển hiện, lại toàn bộ hướng đi tịch diệt, tại vô gian trong địa ngục trầm luân, bị đánh nhập luân hồi. Trong thiên địa tất cả, mặc kệ là thiên đạo pháp tắc, vẫn là vũ trụ tinh không, sơn hà đại địa, chúng sinh vạn linh, đều muốn về luân hồi quản thúc, tại già đi chết đi về sau, liền thiên địa nhật nguyệt đều muốn đi vào luân hồi. Luân hồi có sinh cùng tử một mặt, sinh một mặt, liền là thần thánh hạo đáng, kim quang sáng chói luân hồi thiên quốc. Chết một mặt, liền là vô gian địa ngục, có tội người chịu thẩm phán, trải qua luân hồi khổ sở. Này vô gian địa ngục, còn có rất nhiều thi sơn huyết hải, núi đao biển lửa, tu la bạch cốt, vô tận oán linh, muôn vàn ma thần, đều là ma ngục mệnh tinh hiển hóa. Ma ngục mệnh tinh, là ma đạo cực hạn, nghiền ép thế gian hết thảy ma đạo. Diệp thần mặc dù còn không có thức tỉnh ma ngục mệnh tinh, nhưng hắn đạt được ngục hoàng tà cung thần thông truyền thừa, lại mượn dùng huyết kiêu ngục hoàng lực lượng, cũng có thể bộc phát ra ma ngục mệnh tinh một tia uy lực. Ngục hoàng tà cung, liền cùng kinh khắc phương tọa như thế, đã là thần thông, cũng là pháp bảo thần khí, là trấn thủ ma ngục cung điện. Chỉ thấy Diệp thần bộc phát ra cuồn cuộn ma khí, cấp tốc cửa hàng tán thiên địa, làm cho này mảnh thần âm điện thế giới, hóa thành núi thây luyện ngục thế giới. Tại luyện ngục thế giới bên trong, một tòa to lớn hùng vĩ, tượng trưng cho chết chi trật tự cung điện, mang theo thao thiên tà sương mù cùng âm sát khí tức, phụt lên từ mặt đất, chính là ngục hoàng tà cung. Ong ong ong, ngục hoàng tà cung bắn ra vạn đạo ma hy, vô số ma thần hướng về tòa cung điện kia, quỳ bái. Ban Thiên Đế khí tức, lại thêm loạn ma sa trùng vĩ thú khí, cùng tòa kia to lớn hắc ám cung điện so sánh, lại như cùng đom đóm nhỏ bé, không đáng giá nhắc tới. Đó là cái gì? Giờ khắc này, luôn luôn cao ngạo Ban Thiên Đế kinh hãi, nhìn xem tòa kia ngục hoàng tà cung, hắn thấy thật sâu rung động, phảng phất cả người linh hồn, đều muốn bị hút vào. Tại ngục hoàng tà cung phía trên, còn lơ lửng một đường to lớn luân hồi chi bàn, đang ở oanh long long thong thả chuyển động. Luân hồi chi bàn, vốn là luân hồi thần thông, lục đạo luân hồi pháp khí tượng hiển hóa, nhưng bây giờ, lại là tại ngục hoàng tà cung phía trên, hiển hóa ra ngoài. Có thể nghĩ, này ngục hoàng tà cung, đến cỡ nào hung hãn bá đạo, thế mà có thể trực tiếp hiển hóa luân hồi chi bàn. Ngục hoàng tà cung mạnh mẽ, cường đại đến có khả năng thu nạp chư thiên hết thảy sinh linh, lại đem sinh linh quăng vào luân hồi chi bàn bên trong, say nghiền xé rách hắn linh hồn, đánh vào lục đạo luân hồi. Suy suy suy, Ban Thiên Đế cả người, liền bị ngục hoàng tà cung lôi kéo qua đi. Điều đó không có khả năng, Diệp Thí Thiên, đây không phải lực lượng của ngươi. Sau lưng ngươi là ai,
là ai mượn lực cho ngươi, còn muốn mai táng ta? Ban Thiên Đế chấn nộ kinh dị, cái kia Ngục Hoàng Tà Cung cửa lớn, đã mở ra, như u minh ác quỷ miệng lớn, thân thể của hắn hoàn toàn không chịu khống chế, muốn hướng Ngục Hoàng Tà Cung bên trong bay đi. Diệp Thần muốn mai táng hắn, phải dùng Ngục Hoàng Tà Cung, đưa hắn linh hồn thôn phệ, lại tiễn đến luân hồi chi bàn bên trong say nghiền. Ban Thiên Đế kinh hãi nổi giận, liền liền xuất thủ, từng đạo ấn quyết hóa thành cuồn cuộn Thiên Đế thác nước, oanh long long gào thét mà ra, muốn đem Ngục Hoàng Tà Cung phá hủy. Nhưng, Ngục Hoàng Tà Cung lù lù bất động, mặc cho Ban Thiên Đế thủ đoạn trồng chất, đều không thể phá hư một chút. Hừ, cái này Ban Thiên Đế, nếu như là hắn chân thân buông xuống, ta có lẽ sẽ có mấy phần kiêng kỵ. Nhưng một cái bóng mờ, còn không có tư cách ở trước mặt ta cản rỡ. Luân hồi mộ địa bên trong, huyết kiêu Ngục Hoàng khinh thường hừ lạnh một tiếng, đối với mình thực lực, rất có tự tin. Thần hồn của huyết kiêu Ngục Hoàng năng lượng, phóng thích đến cực hạn, bàng bạc linh khí điên cuồng quán trú vào Diệp Thần kinh mạch, Diệp Thần chỗ gọi ra Ngục Hoàng Tà Cung, cũng là bộc phát ra càng thêm rộng rãi ma khí. Diệp Thần cả người, giống như là trong địa ngục chúa tể, muốn xẻ thịt hết thảy sinh linh. Hắn vung tay lên, Ban Thiên Đế thân thể, liền không còn có bất luận cái gì sức phản kháng, bị hút vào Ngục Hoàng Tà Cung bên trong. Răng rắc răng rắc. Sau đó, Ngục Hoàng Tà Cung phía trên, luân hồi chi bàn ra tốc chuyển động, điên cuồng say nghiền Ban Thiên Đế thân thể. Trong một chớp mắt, Ban Thiên Đế này đạo phân thân, liền bị sống sờ sờ say nghiền thành bột phấn. Thấy luân hồi chi bàn cái kia đáng sợ uy lực, Diệp Thần mừng rỡ không thôi. Nói đúng ra, đây là Ngục Hoàng Tà Cung lực lượng. Luân hồi chi bàn, là Ngục Hoàng Tà Cung uy năng hiển hóa. Ngục Hoàng Tà Cung, môn thần thông này, là tòng ma ngục mệnh tinh lưu truyền tới thần thông, uy năng cường đại đến đủ để diệt sát Thiên Đế mức độ. Ban Thiên Đế này đạo phân thân, hoàn toàn ngăn cản không nổi, tại chỗ liền bị say nghiền diệt sát. Thấy hóa thành bột phấn Ban Thiên Đế, Thân Hạc, Tần Hàm Thu, Tần Gia Chư trưởng lão, Thần Âm Điện chúng trưởng lão, hiểu đều là vô cùng kinh hãi, hoàn toàn không thể tin được một màn trước mắt. Tuy nói Ban Thiên Đế chẳng qua là phân thân, nhưng cùng loạn ma sa trùng dung hợp về sau, thực lực cũng là phi thường cường hãn, nhưng thế mà ngăn không được Diệp Thần nghiền ép. Diệp Thần sau lưng thực lực, đến cùng đáng sợ đến cỡ nào? Tiền bối, thành công. Diệp Thần nhìn thấy Ban Thiên Đế phân thân hủy diệt, cũng là vui mừng quá đỗi, sơ bộ nhận thức đến huyết kiêu Ngục Hoàng cường hãn. Huyết kiêu Ngục Hoàng, cũng chỉ bất quá ma ngục mệnh tinh tín đồ thôi, nếu là Diệp Thần về sau có thể thức tỉnh ma ngục mệnh tinh, quản chi là nghiền ép hết thảy vô địch. Không, còn không có. Huyết kiêu Ngục Hoàng thanh âm mang theo một vệt ngưng trọng. Diệp Thần khẽ giật mình, nhìn về phía trong hư không luân hồi chi bàn, liền thấy Ban Thiên Đế thân thể hóa thành bụi phấn về sau, còn có một cỗ khí tức, cũng không có bị ép diệt. Đó là loạn ma sa trùng khí tức. Loạn ma sa trùng cùng Ban Thiên Đế dung hợp, tại Ban Thiên Đế thành cho về sau, nó cũng không có đi theo tiêu vong, mà là ương ngạnh đối kháng luân hồi say nghiền. Này loại vĩ thú, năng lượng nội tình cực kỳ thâm hậu, mặc dù luân hồi ngàn kiếp tra tấn, cũng khó có thể ma diệt căn nguyên của nó. Bất quá, không ngừng chuyển động luân hồi chi bàn, lại mang cho loạn ma sa trùng thống khổ to lớn, nó tại trong luân hồi, không ngừng phát ra tiếng kêu thê thảm. Vĩ thú, này loại trong truyền thuyết yêu nghiệt, thật đúng là bị người chế tạo ra tới. Yêu nghiệt như thế, mong muốn ép diệt, cũng không phải chuyện dễ. Mộ chủ, người trước đem nó thu lại. Huyết kiêu Ngục Hoàng tầm mắt chớp động, cũng thấy vĩ thú năng lượng nội tình cường hãn, cho dù là hắn, trong thời gian ngắn cũng khó có thể ép diệt. Đúng. Diệp Thần đem chọn tòa Ngục Hoàng Tà Cung, thu hồi vạn hoa đồng huyễn giới bên trong, lại để cho Thân Hạc trở về, hỗ trợ trông giữ loạn ma sa trùng. Này loạn ma sa trùng, liền bị Diệp Thần tạm thời bắt giữ. Thần Âm Điện thế giới ma khí, triệt để tán đi, thiên địa khôi phục thanh tịnh. Tần gia cùng Thần Âm Điện đám người, đều là như mộng như ảo. Điện chủ uy vũ, thần công cái thế, chí tôn vô thượng, độc bá thiên hạ. Mấy cái Thần Âm Điện trưởng lão, liên tục tán thưởng. Bọn hắn còn tưởng rằng, Ban Thiên Đế buông xuống về sau, Thần Âm Điện sẽ có tai họa ngập đầu, không nghĩ tới Diệp Thần đột nhiên bùng nổ, càng đem Ban Thiên Đế phân thân diệt sát đi, lại bắt giữ loạn ma sa trùng, giải quyết một cái to lớn tai họa ngầm. Từ nay về sau,
thần âm điện xem như triệt để thanh bình, không còn có bất luận cái gì ma khí tai họa ngầm. Diệp Thần cười cười, kỳ thật này đều dựa vào huyết kiêu ngục hoàng trợ lực, bất quá hắn cũng không thể bại lộ. Đều là đại gia công lao. Diệp Thần khách khí ôm một cái quyền. Mối nguy giải quyết, Diệp Thần liền dẫn đội trở về thần âm điện Sơn Môn. Tần Hàm Thu lại không hề rời đi, lưu lại làm bạn phụ thân của nàng. Mấy cái Tần gia trưởng lão, cũng trở về đi thông chi Tần gia tộc nhân, muốn lần lượt di chuyển tới thần âm điện. Này mảnh thần âm điện thế giới, sau này sẽ là Diệp Thần lãnh địa, thần âm điện cùng Tần gia các con dân, đều thành tín đồ của hắn, đối với hắn cung phụng cúng bái, hắn cũng sẽ chúc phúc bảo hộ. Thần âm điện bên trong, Diệp Thần còn có một cái phiền não, cùng chúng trưởng lão thương nghị. Ta muốn tạo quang minh chi tâm, cần âm dương giao hòa, rèn đúc âm văn. Bây giờ, ta đã có lục đạo âm văn, còn kém âm thi, âm diễm, âm linh ba đạo. Các ngươi đều chuyển hóa làm người, không nữa có âm khí, ta nên như thế nào chế tạo âm văn? Diệp Thần tế ra quang minh chi tâm, phía trên đã có lục đạo âm văn, còn kém ba đạo, liền nhưng chân chính làm đến âm dương giao hòa, tại quang minh chi tâm bên trên thành lập vững chắc trật tự. Chúng trưởng lão hai mặt nhìn nhau, một người nói ra. Loạn ma sa trùng từng thôn vệ ta thần âm điện không ít cao thủ, điện chủ, ngươi chỉ cần đem loạn ma sa trùng triệt để diệt sát, liền có thể rút ra nó khí tức trong người, thu hoạch được âm thi, âm diễm hai đạo âm văn. Diệp Thần cau mày nói, diệt sát loạn ma sa trùng sao? Loạn ma sa trùng năng lượng căn nguyên, so Diệp Thần trong tưởng tượng còn muốn ngoan cố. Kỳ thật, tại ngục hoàng tà cung bên trong, chịu đủ tra tấn khổ sở loạn ma sa trùng, cũng muốn chết đi, cũng muốn lấy được giải thoát. Nhưng nó lại không chết được. Thất vĩ năng lượng nội tình, là cực kỳ khủng bố, coi như là loạn ma sa trùng muốn tự sát, nó cũng không giết chết chính mình. Loại cấp bậc này vĩ thú, quá khó giết chết rồi, khí tức cùng thiên địa tương liên, chỉ cần thiên địa thời không bất diệt, cơ hồ sẽ không phải chết. Tựa như tám đuôi kim ô tước, năm đó nguyên thiên đế coi như hàng lâm xuống. Cũng khó có thể triệt để diệt sát tám đuôi, chỉ có thể đem phong ấn đến tiểu mộng trong cơ thể. Thất vĩ loạn ma sa trùng năng lượng, mặc dù không có tám đuôi khủng bố như vậy, nhưng nghĩ muốn tiêu diệt, cũng là vô cùng gian nan. Diệp Thần muốn diệt giết loạn ma sa trùng, rút ra âm thi, âm diễm khí tức, cũng không phải cái gì chuyện dễ. Thần âm điện trưởng lão nói, như thế nào diệt sát loạn ma sa trùng, liền xem điện chủ bản lãnh của ngươi. Đến mức cái cuối cùng âm linh tộc, cái kia là phi thường thần bí tồn tại, chúng ta cũng biết không nhiều. Chúng ta thần âm điện, duy nhất biết đến manh mối, liền là Thủy Mẫu Đế Cơ. Thủy Mẫu Đế Cơ cái này người, có lẽ cùng âm linh tộc có quan hệ. Diệp Thần tầm mắt ngưng tụ, nói Thủy Mẫu Đế Cơ sao? Thủy Mẫu Đế Cơ, cũng không phải cái gì nhân vật bình thường, mà là thiên đấu sát thần cuồng nhiệt nhất nóng rực tín đồ, năm đó từng khổ tâm thai nghén ra thiên sát tinh. Diệp Thần không nghĩ tới, cuối cùng này âm linh tộc, thế mà sẽ cùng Thủy Mẫu Đế Cơ có quan hệ. Tốt, ta biết rồi, đa tạ. Diệp Thần gật đầu, hướng các trưởng lão biểu thị nói lời cảm tạ. Đến giờ khắc này, hắn rốt cuộc biết cửu âm toàn bộ manh mối. Hắn quang minh chi tâm, đã có lục đạo âm văn, còn kém âm thi, âm diễm, âm linh ba đạo. Âm thi thần văn cùng âm diễm thần văn, có thể từ trên người loạn ma sa trùng rơi tay. Cuối cùng âm linh thần văn, manh mối tại Thủy Mẫu Đế Cơ trên thân. Diệp Thần cũng không lo lắng, muốn tìm cầu âm linh thần văn trước, hắn ít nhất phải trước giải quyết hết loạn ma sa trùng. Vạn Hoa Đồng huyễn giới. Diệp Thần tiến vào huyễn giới bên trong, liền thấy cái kia ngục hoàng tà cung, tọa lạc tại huyễn giới phương xa, nguy nga rộng rãi, ma khí dâng lên, to lớn luân hồi chi bàn, tại cung điện vùng trời lơ lửng, răng rắc chuyển động. Có bén nhọn tiếng kêu thảm thiết thê lương, theo cái kia luân hồi chi bàn truyền ra. Chính là loạn ma sa trùng kêu thảm, nó còn thừa nhận đáng sợ tra tấn. Thân Hạc cùng Tiểu Mộng, ngay tại ngục hoàng tà cung bên ngoài, ngước nhìn cái kia đáng sợ luân hồi chi bàn. Đại ca ca, này côn trùng muốn gọi tới khi nào? Tiểu Mộng thấy Diệp Thần tới, liền hỏi. Diệp Thần cười một thoáng, mắt thấy hướng luân hồi chi bàn. Nghe loạn ma sa trùng cái kia tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hắn cũng không khỏi không bội phục, bị tra tấn lâu như vậy, còn có sức lực kêu to, năng lượng nội tình đích thật là thâm hậu, cũng khó trách lúc trước có thể dùng máu tươi vì hiến, gọi ra 10 đuôi hư ảnh.
huyết long, ra đi. Diệp thần gọi ra huyết long, có thể thôn vệ hết cái kia loạn ma sa trùng sao. Huyết long phi thân mà ra, mắt nhìn hướng tại luân hồi chi bàn bên trong, giấy ruộ trầm luân gào thét loạn ma sa trùng, tại cảm thụ một chút loạn ma sa trùng khí thức về sau, nó liền lộ ra khó giải quyết biểu lộ, lắc lắc đầu, nói. Rất khó, chủ nhân, ta trước kia thôn vệ vĩ thú năng lượng, cũng chỉ là miễn cưỡng tiêu hóa, lại thôn vệ, thân thể ta không chịu đựng nổi. Phải không? Diệp thần nhíu mày, liền huyết long đều không chịu đựng nổi, chuyện kia liền trở nên phiền toái đi lên. Suy nghĩ một chút, Diệp thần gọi ra phù quỷ mẫu xào huyệt, hắc ám to lớn xào huyệt, đem chọn tòa ngục hoàng tà cung bao bọc. Hắn đem loạn ma sa trùng, theo luân hồi chi bàn chuyển rời đến phù quỷ mẫu xào huyệt bên trong, tạm thời phong ấn, cũng miễn cho nó kêu to, tranh cãi thân hạc cùng tiểu mộng. Thân hạc cô nương, người trước thay ta trông giữ này vĩ thú, ta về sau sẽ chậm rãi nghĩ biện pháp luyện hóa nó. Diệp thần hướng thân hạc đạo. Thân hạc nhẹ nhàng gật đầu, nói yên tâm, ta sẽ xem trọng nơi này. Có thân hạc trông giữ, Diệp thần liền rất yên tâm, lúc này theo vạn hoa đồng huyễn giới bên trong ra tới, tinh thần lại câu thông luân hồi mộ địa, hướng huyết kiêu ngục hoàng dò hỏi. Tiền bối, người có thể có biện pháp nào, có thể luyện hóa xúc sinh kia? Huyết kiêu ngục hoàng trầm ngâm một hồi, nói thất vĩ năng lượng thâm hậu, nghĩ muốn tiêu diệt luyện hóa, không hề dễ dàng, trừ phi ngươi có thể thắp sáng thiên hỏa mệnh tinh. Diệp thần tầm mắt ngưng lại, nói thiên hỏa mệnh tinh sao? Huyết kiêu ngục hoàng nói, đúng vậy, mộ chủ, ngươi luân hồi thất tinh, thức tỉnh đến quá chậm, liên thiên hỏa mệnh tinh cũng còn không có thắp sáng, khắp nơi chịu cản tay. Tại luân hồi trong thất tinh, thiên hỏa mệnh tinh, là một cái to lớn đường ranh giới. Viên này mệnh tinh, nếu có thể thắp sáng, ngươi liền có thể chấp trưởng vô thượng thiên hỏa chi lực, phần thiên liệt địa, luyện hóa vạn vật, vô cùng cường hãn. Một khi thiên hỏa mệnh tinh thức tỉnh, ngươi chỉ cần bắn ra một luồng hỏa diễm, liền đủ để đem loạn ma sa trùng thiêu chết, tiến tới luyện hóa hấp thu năng lượng của nó. Nghe được huyết kiêu ngục hoàng, Diệp thần con mắt cũng là nhanh chóng sáng lên. Thiên hỏa mệnh tinh, hắn vẫn luôn suy nghĩ việc sáng lên thức tỉnh, đáng tiếc chậm chạp làm không được. Đến bây giờ, thắp sáng thiên hỏa mệnh tinh, đã lửa xém lông mày, Diệp thần không thể đợi thêm nữa. Xem ra, ta là thời điểm đi thái hoang cổ giới một chuyến. Suy nghĩ việc trời sáng hỏa mệnh tinh, viêm thiên đế thần thể là then chốt. Tại thái hoang cổ giới bên trong, liền có viêm thiên đế một đầu chân trái. Chỉ cần có thể cầm tới chân trái, Diệp thần là có thể sơ bộ thắp sáng thiên hỏa mệnh tinh. Nếu là có thể cầm tới cuối cùng đầu, triệt để tập hợp tề viêm thiên đế thần thể, thiên hỏa mệnh tinh liền có thể hoàn toàn thắp sáng. Mộ chủ, người muốn đi thái hoang cổ giới sao? Huyết kiêu ngục hoàng hỏi. Diệp thần đạo, đúng thế. Huyết kiêu ngục hoàng nói, vậy ngươi cẩn thận một chút, tận lực tránh đi chu mục thần người. Ta bây giờ tô tỉnh, chu mục thần đoán chừng không phát hiện được, dù sao luân hồi mộ địa là cực đặc thù tồn tại, bên ngoài bắt không đến bất luận cái gì thiên cơ. Thế nhưng, người vận dụng ngục hoàng tà cung, vẫn là có thể đưa tới chu mục thần chú ý, cần phải cẩn thận. Diệp thần đạo, chu mục thần. Tiền bối, đúng, người cùng chu mục thần ở giữa, có phải hay không có cái gì ân oán? Ta nhìn người thời điểm, trong lòng cuối cùng sẽ hiện ra vũ hoàng cổ đế mặt chết. Diệp thần tâm bên trong có loại nghi vấn, lại có chút kinh dị cảm giác quỷ dị. Mặc dù đến bây giờ, hắn nhìn xem huyết kiêu ngục hoàng thời điểm, cũng hầu như là không hiểu liên tưởng đến vũ hoàng cổ đế, 10 điểm quỷ dị. Huyết kiêu ngục hoàng thần sắc xông lên một vệt thê lương, đôi mắt suy nghĩ phân loạn, phảng phất lâm vào cổ lão trong hồi ức. Thật lâu, hắn mới mở miệng nói chuyện, ngữ khí mang theo to lớn tang thương cùng khủng bố, nói. Người nói vũ hoàng cổ đế, nhưng thật ra là đà đế cổ thần A. Hai người này, bây giờ đã đúc nóng làm một thể. Mà đà đế cổ thần thân thể, ban đầu liền là thân thể của ta. Nghe nói như thế, Diệp thần một mặt mộng, không rõ ràng cho lắm, nói cái gì. Huyết kiêu ngục hoàng cười khổ một tiếng, nói ta sinh ra từ thời đại viễn cổ, từng là bạn của cửu thương cổ hoàng, nhưng mắt của ta xem thế giới này, hỗn loạn không ngớt, cửu thương cổ hoàng nghĩ thành lập thống nhất trật tự, là tuyệt đối không thể sự tình. Ta chuẩn bị hai bộ thạch quan, dự định cùng cửu thương cổ hoàng tự phong thân thể, tránh né bên ngoài thảm liệt chiến loạn chém giết, chờ chư thiên bình định xuống tới,
lại mở quan tài xuất thế. Nhưng, cửu thương cổ hoàng cự tuyệt ta, hắn còn muốn lấy nhất thống chư thiên, thành lập một cái hoàn mỹ thế giới. Ta rơi vào đường cùng, chỉ có rời đi hắn, chính mình đem chính mình thân thể, phong ấn đến trong thạch quan, ẩn giấu đi. Ta định ra nhân quả luật, chỉ cần chư thiên thành lập bình ổn trật tự, ta liền sẽ mở quan tài xuất thế. Cuối cùng, thời đại viễn cổ kết thúc, theo chư thiên cổ thần trong chém giết ra 9 vị mạnh mẽ thần linh, bọn hắn liền là cửu thần. Chư thiên không có thành lập thống nhất trật tự, mà là do cửu thần điểm trị, trật tự cũng tính ổn định. Ta nhân quả luật có hiệu lực, thạch quan tự động mở ra, ta tỉnh lại. Nhưng, ta vừa tỉnh dậy, liền lọt vào người đánh lén, một thanh kiếm quán xuyên trái tim của ta. Diệp thần tâm bẩn không hiểu thiết chặt, nói, là ai đánh lén ngươi? Huyết kiêu ngục hoàng nói, là Chu Mục Thần. Hắn không biết từ nơi nào biết ta thạch quan hạ lạc, thế mà một mực trông coi, liền đợi đến ta xuất thế. Ta vừa xuất thế, chính là hồ đồ mờ mịt thời điểm, hắn thừa cơ đánh giết, ta không có chút nào chuẩn bị. Hắn lấy ra rìu, muốn chém đứt tay chân của ta. Còn muốn dùng chùy cùng cái đục, đục mở đầu lâu của ta, đem ta tủy não móc ra. May nhờ ta tu vi nội tình cũng tính thâm hậu, coi như lọt vào hắn đánh giết, vô số tuyến thời gian đoạn diệt, cuối cùng cũng miễn cưỡng trốn thoát. Nhưng, ta đã nhận trọng thương, vô pháp phản kích, tiếp xuống liền là dài đằng đẵng đào mệnh chi lộ. Ta không biết ta chạy trốn bao lâu, tránh né truy sát né bao nhiêu thời gian. Ta chỉ biết là, cuối cùng ta vẫn là đào thoát có điều, Chu Mục Thần truy sát đến trước mặt ta, đem ta triệt để giết chết. Tay chân của ta, ta xương cốt, ta gân mạch, ta tủy não cùng máu tươi, toàn bộ bị hắn thu cắt ra, đầu nhập sấy khô trong lò. Hắn lợi dụng nhục thể của ta vì tài liệu chính, đúc tạo ra được một tôn quỷ dị thần linh. Diệp Thần hít sâu một hơi, tê cả da đầu, nói, đà đế cổ thần. Huyết kiêu ngục hoàng nói, đúng vậy, hắn tạo thành tạo nên thần linh, liền là đà đế cổ thần. Hắn lợi dụng đà đế cổ thần, chung kết cửu thần vận mệnh, thành lập được chính mình trật tự, đà đế thiên tông từng một lần xưng bá kỷ nguyên, hắn là phía sau màn hắc thủ, đà đế cổ thần chẳng qua là con cờ của hắn. Bất quá, sau này theo Hồng Quân lão tổ, võ tổ đám người quật khởi, đà đế cổ thần độc bá thời đại, cũng đã kết thúc. Cho tới hôm nay, chư thiên thế lực cát cứ, lại là như thời đại viễn cổ như vậy, hỗn chiến chém giết. Ngươi muốn cẩn thận Chu Mục Thần, nếu là hắn biết thần hồn của ta vẫn tồn tại, thậm chí ký thác ở trên thân thể ngươi, hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Thần nghe xong Huyết Kiêu Ngục Hoàng, rung động thật sâu. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, Chu Mục Thần rèn đúc đà đế cổ thần, sử dụng tài liệu chính, kỳ thật liền là Huyết Kiêu Ngục Hoàng máu thịt. Huyết Kiêu Ngục Hoàng máu thịt, bị đúc tạo thành đà đế cổ thần, bây giờ cùng Vũ Hoàng cổ đế hòa làm một thể. Cho nên, Diệp Thần đang nhìn Huyết Kiêu Ngục Hoàng thời điểm, trước mắt chắc chắn sẽ có ảo giác, phảng phất thấy được Vũ Hoàng cổ đế mặt chết. Diệp Thần tê cả da đầu, nào nghĩ tới ngày xưa đà đế cổ thần thân thể, kỳ thật liền là đến từ Huyết Kiêu Ngục Hoàng. Hắn trong cõi u minh bắt được thiên cơ, thấy được Chu Mục Thần, từng đao tách rời xẻ thịt Huyết Kiêu Ngục Hoàng hình ảnh. Hình ảnh kia quá huyết tinh, vô cùng thê thảm. Huyết Kiêu Ngục Hoàng năm đó, thừa nhận rồi khó có thể tưởng tượng to lớn tra tấn. Nói thật, ta có chút hối hận, mộ chủ. Nếu như ta năm đó, tiếp tục đuổi theo cửu thương cổ hoàng, nhiều nhất bất quá chết ở trên chiến trường, cũng sẽ không như thế biệt khuất thảm liệt, bị Chu Mục Thần tách rời cắt chém. Huyết Kiêu Ngục Hoàng cười khổ, hắn chết, liền là tâm kết của hắn. Hắn bị chết hết sức thống khổ cùng thảm liệt. Trước khi chết lại một mực chịu Chu Mục Thần truy sát, thừa nhận cực đoan kinh khủng cùng dày vò. Diệp Thần im lặng, thở dài, thiên hành kiện, quân tử dùng không ngừng vươn lên. Tiền bối, đều đi qua. Về sau, ta sẽ thay người báo thù. Nghe Diệp Thần, Huyết Kiêu Ngục Hoàng mừng rỡ, nói tốt. Mộ chủ, hy vọng tương lai người có một ngày, có thể diệt sát Chu Mục Thần, thành lập luân hồi thiên quốc, chế tạo ra một cái thời đại mới. Không không thời không thời gian mạch lạc, đại khái có khả năng phân chia 4 cái thời kỳ. Thứ một thời kỳ, liền là thời đại viễn cổ, không không lúc nào không còn không có thành lập, rất nhiều cổ thần tranh bá thời kỳ. Cái thứ hai thời kỳ, liền là cửu thần thời đại, cửu thần theo cổ thần tranh bá kịch liệt trong chém giết quật khởi, cuối cùng thống trị không không lúc nào không. Cái thứ ba thời kỳ, liền là thống một thời đại,
Chu Mục Thần đã sáng tạo ra Đà Đế Cổ Thần, Chung Kết Cửu Thần, đem chọn cái không không lúc nào không, đặt vào Đà Đế Thiên Tông bản đồ, Đà Đế Cổ Thần trở thành chí cao ý chí, uy nghiêm trải rộng chư thiên vạn giới. Cái thứ tư thời kỳ, liền là hiện thời đại tranh chi thế, Võ Tổ, Hồng Quân Lão Tổ đám người quật khởi, còn có Cổ Tinh Môn, Tử Thần Giáo đoàn nhóm thế lực quật khởi, dao động Đà Đế Cổ Thần thống trị. Mà Đà Đế Cổ Thần, vì mai táng luân hồi, cũng hao phí quá nhiều tâm huyết, dẫn đến thế lực giảm xuống. Lại theo luân hồi trận doanh quật khởi, bây giờ không không lúc nào không, liền thành một cái thế lực khắp nơi tranh bá đại tranh chi thế, là loạn thế. Huyết Kiêu Ngục Hoàng chỉ hy vọng, Diệp Thần có thể kết thúc loạn thế, thành lập luân hồi thiên quốc, xây dựng thời đại mới, chân chính thành lập được vạn thế vĩnh hằng trật tự. Vạn thế vĩnh hằng trật tự, Diệp Thần không dám nghĩ. Hiện tại, hắn chỉ muốn mau sớm thắp sáng thiên hỏa mệnh tinh, luyện hóa loạn ma sa trùng. Thái hoang cổ giới, là thắp sáng thiên hỏa mệnh tinh then chốt. Đồng thời, Diệp Thần nghĩ phá khai thái thản tròm sao phong cấm, hoang thiên đế hậu nhân, cũng là nơi mấu chốt. Không hề nghi ngờ, hắn bước kế tiếp, chính là muốn đi thái hoang cổ giới. Theo thần khổng lồ Titan trong miệng, Diệp Thần đã rõ ràng biết, cái kia thái hoang cổ giới tọa độ. Nhưng, Diệp Thần cũng không có vội vã đi tới. Bởi vì, hắn dự cảm đến, cái kia thái hoang cổ giới, tồn tại kinh thiên nguy hiểm, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Vẫn là trước cùng hoang lão thương lượng một chút. Hoang lão cũng xem như hoang thiên đế hậu nhân, Diệp Thần muốn cùng hắn tìm hiểu một thoáng thái hoang cổ giới che giấu, nếu như hoang lão còn đuổi theo làm người dẫn đường, vậy liền không thể tốt hơn. Ngay sau đó, Diệp Thần xử lý tốt thần âm điện mọi việc về sau, cùng mọi người cáo biệt, liền rời đi thần âm điện thế giới, đi tới hoang lão chỗ thần kiếm đế quốc. Đi vào thần kiếm đế quốc, Diệp Thần có thể thấy, tại thần kiếm đế quốc trung ương, cổ kiếm trong mộ hoang, có một luồng máu màu xám cột khói, phóng lên tận trời. Theo cái kia máu màu xám cột khói bên trong, Diệp Thần bắt được một cỗ mãnh liệt phẫn nộ cùng oán niệm. Đó là kiếm tử tiên trần phẫn nộ. Cổ kiếm mộ hoang, là kiếm tử tiên trần lãnh địa. Ban đầu, kiếm tử tiên trần là muốn hiến tế thiên nữ, rèn đúc siêu phẩm thiên kiếm. Nhưng không ngờ, tại Diệp Thần giả chết về sau, thiên nữ lại đi thượng hoàng thiên cung bái tế, thậm chí một đi không trở lại, nói muốn vì Diệp Thần thủ mộ ngàn năm. Kiếm tử tiên trần nổi giận, thiên nữ có thể là hắn đúc kiếm tài liệu, hắn hao phí vô số tâm huyết tài nguyên, đi bồi dưỡng thiên nữ. Thiên nữ đi, hắn đúc kiếm kế hoạch, liền triệt để thất bại. Mà nghĩ đoạt lại thiên nữ, chỉ có cùng luân hồi trận doanh vạch mặt. Bây giờ kiếm tử tiên trần, rõ ràng còn không có đầy đủ quyết tâm, muốn cùng Nhậm Phi Phàm, Phật Tổ, Thân Độ Uyển Nhi đám người khai chiến. Cho nên, Diệp Thần có thể thấy tại cổ kiếm mộ hoang bên trên, tích tụ lấy kiếm tử tiên trần to lớn oán khí cùng phẫn nộ. Thiên nữ không có bị hắn đúc kiếm liền tốt, chờ ta công khai thân phận, ta sẽ để cho thiên nữ tiến vào luân hồi thiên quốc, trở thành con dân của ta. Diệp Thần cười cười, tầm mắt một lần nữa đặt ở thần kiếm đế quốc bên trong. Thần kiếm đế quốc tuần thú người, thấy Diệp Thần thân ảnh về sau, liền dồn dập ra tới tra hỏi. Luân hồi người thừa kế Diệp Thí Thiên, đặc biệt tới bái phỏng hoang tổ hoang tử ở tiền bối. Diệp Thần khách khí ôm quyền, cho thấy ý đồ đến, đáng tiếc còn không thể bại lộ thân phận của luân hồi chi chủ, hắn là dùng thân phận của Diệp Thí Thiên, gặp mặt hoang lão. Thỉnh các hạ chờ một lát, ta đi thông truyền một tiếng. Một cái tuần thú người thấy thế, cuống quýt vào bên trong thông truyền. Luân hồi chi chủ đã chết, Diệp Thí Thiên liền là luân hồi đạo thống người thừa kế, cũng có thể trở thành tân nhiệm luân hồi chi chủ, bọn hắn tự nhiên không dám sơ suất. Chỉ chốc lát sau, cái kia tuần thú người trở về, trên mặt mang theo vẻ khổ sở, hướng Diệp Thần đạo. Diệp đại nhân, ngượng ngùng. Hoàng tổ đại nhân nói, hắn không muốn gặp ngươi, còn nói. Gọi ngươi cút đi, có bao xa lăn bao xa, ngươi. Ngươi không có tư cách thay thế luân hồi chi chủ. Nghe nói như thế, Diệp Thần lập tức ngẩn ngơ. Hắn này mới tỉnh ngộ, hiện tại hắn là Diệp Thí Thiên, không phải Diệp Thần. Chỉ dựa vào thân phận của Diệp Thí Thiên, hắn cùng hoang lão ở giữa, cũng không có quen như vậy. Muốn dò xét thái hoang cổ giới huyền bí, thậm chí muốn gọi hoang lão làm người dẫn đường, đó là si tâm vọng tưởng. Được a, quấy dày. Diệp Thần cười khổ một tiếng, đành phải cáo biệt rời đi, trở lại thượng hoàng thiên cung bên trong,
dự định cùng Nhậm Phi Phàm thương lượng một chút. Nhậm Phi Phàm trấn thủ Thượng Hoàng Thiên Cung, Diệp Thần tiến vào hắn tiểu thế giới, gặp được hắn. Bây giờ Nhậm Phi Phàm vẫn có chút tiểu tụy, luân hồi sách cấm kỵ lực lượng cắn trả, khiến cho hắn cho tới bây giờ đều còn không có khôi phục nguyên khí. Nói thật, Diệp Thần cũng không muốn quấy rầy hắn, nhưng muốn dò xét Thái Hoang cổ giới huyền bí, cũng chỉ có hỏi thăm Nhậm Phi Phàm. Diệp Thần đem chính mình muốn đi Thái Hoang cổ giới, tìm kiếm Viêm Thiên Đế chân trái, còn có phá khai Thái Thản tròm sao phong cấm sự tình, đơn giản nói với Nhậm Phi Phàm một lần. Nếu là có thể đạt được Viêm Thiên Đế chân trái, Diệp Thần là có thể sơ bộ thắp sáng Thiên Hỏa Mệnh Tinh, chuyện này với hắn phi thường trọng yếu, Thiên Hỏa Mệnh Tinh là luyện hóa loạn ma sa trùng then chốt. Đến mức Thái Thản tinh tòa, càng là đối với kháng sử thần nơi mấu chốt. Ngươi muốn đi Thái Hoang cổ giới? Nhậm Phi Phàm lông mày nhẹ trao lại. Đúng, Nhậm tiền bối, ta muốn hỏi hỏi ngươi, thế giới kia tình huống, ta dự cảm thấy có lớn vô cùng nguy hiểm. Diệp Thần đạo. Nhậm Phi Phàm trầm ngâm một hồi, bấm ngón tay suy tính, nói, ngươi dự cảm là thật, nếu là ngươi tùy tiện tiến vào Thái Hoang cổ giới, sẽ chỉ bị vô tận hung thú xé nát. Cái kia Thái Hoang cổ giới, phân chia thành tử vực cùng Hoang Thiên Thần Quốc, Hoang Thiên Thần Quốc là chân chính phồn hoa địa phương, mà tại Hoang Thiên Thần Quốc bên ngoài, thì là vô biên vô tận tử vực, vô số mạnh mẽ cổ lão hung thú hoành hành. Hoang Thiên Đế chân chính đích hệ huyết mạch, đều sinh hoạt tại Hoang Thiên Thần Quốc bên trong, ngươi trực tiếp đi qua, không có khả năng tiến vào Hoang Thiên Thần Quốc, sẽ chỉ bước vào tử vực, sau đó bị phô thiên cái địa hung thú xé nát. Diệp Thần đồng tử co rụt lại, lẩm bẩm nói, Hoang Thiên Thần Quốc, tử vực. May mắn hắn cẩn thận, không có tùy tiện nhích người, này Thái Hoang cổ giới, quả nhiên không có hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhậm Phi Phàm đạo, nói thật, ta không quá tán thành ngươi đi Thái Hoang cổ giới, bởi vì Hoang Thiên Thần Quốc người, cực độ bài ngoại, bọn hắn thậm chí liền Hoang Tự Tại đều gạt bỏ, Hoang Tự Tại trở lại không không lúc nào không về sau, từng muốn trở về Hoang Thiên Thần Quốc, nhưng bị vô tình cự tuyệt. Diệp Thần giật mình, nói, bọn hắn liền hoang lão đều gạt bỏ. Nhậm Phi Phàm đạo, đúng vậy, người muốn từ Hoang Thiên Thần Quốc người trong tay, đòi hỏi đến chỗ tốt gì, cơ hồ là chuyện không thể nào, công khai muốn sẽ không có kết quả gì, có lẽ chỉ có thể dùng luân hồi sách cải biến quá khứ, nhưng đại giới lại quá lớn. Nói đến đây, Nhậm Phi Phàm cũng là nhíu chặt lông mày, thật sâu cảm nhận được khó giải quyết. Hắn biết Hoang Thiên Thần Quốc bài ngoại, Diệp Thần muốn tìm cầu cái gì Viêm Thiên Đế chân trái, phá khai Thái Thản tròm sao phong cấm, cơ hồ không có khả năng, trừ phi dùng luân hồi sách cải biến quá khứ. Nhưng làm như thế, đại giới cực kỳ to lớn, khả năng được không bù mất. Hắn trong lúc nhất thời, cũng không có thích đáng biện pháp. Diệp Thần đạo, thế mà như thế khó giải quyết sao? Nhậm Phi Phàm đạo, đúng vậy, Hoang Thiên Đế năm đó sau khi ngã xuống, hắn hậu nhân mất đi bảo hộ. Huyết mạch lực lượng cấp tốc suy yếu, muốn theo cổ thần biến thành tán thần. Ngươi phải biết, tại hết thảy trong chủng tộc, tán thần là yếu ớt nhất tồn tại, thậm chí liền không không lúc nào không bản thân hắc ám, đều không ngăn cản được. Mãi đến thiên đế kim luân hào quang, phổ chiếu chư thiên về sau, tình huống mới có chỗ giảm bớt. Nhưng ở Hoang Thiên Đế ngã xuống niên đại đó, sử thần chính là vô cùng bừa bãi tàn phá thời điểm, thiên đế kim luân hào quang cũng bị che giấu. Tán thần nhất mạch không có đạt được bất luận cái gì bảo hộ. Diệp Thần gật đầu, cũng là hiểu rõ. Cái gọi là tán thần nhất mạch, kỳ thật đã từng đều là cổ thần, chẳng qua là huyết mạch lực lượng suy yếu, liền theo cao quý cổ thần, biến thành tầng dưới chót tán thần. Nhậm Phi Phàm nói tiếp, năm đó Hoang Thiên Đế ngã xuống, hoang tộc thành tán thần hậu, đứng trước nguy cơ sinh tử. Tại nguy cơ sinh tử trước mắt, hoang tộc người chia làm hai phái. Một phái chủ trương đi tới thế giới hiện thực, thoát đi không không thời không hắc ám hỗn loạn. Một phái khác, thì chủ trương không tiếc bất cứ giá nào, lưu tại không không lúc nào không, cho dù chết, cũng không thể rời nhà. Chủ trương lưu lại phái này, đều là Hoang Thiên Đế đích hệ huyết mạch, tính tình quật cường ngạo khí cực kỳ, thà chết chứ không chịu khuất phục. Mà chủ trương rời đi một phái kia, liền là hoang lão bọn hắn, huyết mạch độ tinh khiết kém chút, là Hoang Thiên Đế chi thứ. Diệp Thần gật gật đầu, nói, lưu lại hoang tộc người, thành lập Hoang Thiên Thần Quốc. Nhậm Phi Phàm đạo, đúng vậy, bọn hắn kiên thủ Thái Hoang cổ giới, cũng tại cực đoan ác liệt hoàn cảnh bên trong, còn sống sót, thành lập Hoang Thiên Thần Quốc, chế tạo ra phồn hoa ổn định trật tự. Tất cả những thứ này hết thảy,
trật tự sau lưng người xây dựng, Hoang Thiên Thần Quốc chúa tể, là một cái gọi Hoang Phi Vũ Cơ nữ nhân, nàng là Hoang Thiên Thần Quốc nữ đế, nghe nói còn là Hoang Thiên Đế chắt gái, năm đó chính là nàng chủ trương gắng sức thực hiện lưu lại. Vị này nữ đế tính tình vô cùng cao ngạo, người muốn cầu nàng ra tay làm chuyện gì, vậy thì thật là khó hơn lên trời. Hoang Phi Vũ Cơ. Diệp Thần nhẹ nhàng nhớ kỹ cái tên này, trong lòng ẩn có xúc động, có một loại dự cảm mãnh liệt, mình muốn cầm tới Viêm Thiên Đế chân trái, còn có phá khai Thái Thản Tròm Sao Phong cấm, cái này Hoang Phi Vũ Cơ, đều là nhân vật mấu chốt. Bất kể như thế nào, ta cũng không thể tại đây bên trong làm chờ lấy, ta nghĩ đi gặp vị kia Hoang Phi Vũ Cơ, thử thời vận, dù cho trong lúc này có to lớn nguy hiểm, ta cũng muốn đi. Diệp Thần nắm chặt lại quyền, nói. Nhậm Phi Phàm trầm ngâm, nói ta biết Lôi Thần Thiên Tôn Thanh Vân Thương Hội, cùng Hoang Thiên Thần Quốc có chút sâu xa, mà lại Lôi Thần Thiên Tôn, liền là Hoang Phi Vũ Cơ vì số không nhiều bằng hữu một trong, có lẽ ngươi có thể đi hỏi một chút Lôi Thần Thiên Tôn, xem có hay không tiến vào Hoang Thiên Thần Quốc, gặp mặt Hoang Phi Vũ Cơ cơ hội. Lôi Thần Thiên Tôn Ân Tố Chân, là Diệp Thần Hồng Nhan một trong, tại Diệp Thần sau khi giả chết, Ân Tố Chân đưa nàng Thanh Vân Thương Hội Tổng Bộ, cũng di chuyển đến Thượng Hoàng Thiên Cung, bảo vệ luân hồi trận doanh. Thanh Vân Thương Hội, là không không lúc nào không sáu đại thương hội một trong, nắm giữ lấy rất nhiều tài nguyên cùng tình báo, địa vị hết sức quan trọng. Có Thanh Vân Thương Hội vào ở, luân hồi trận doanh căn cơ, cũng là vững chắc rất nhiều. Diệp Thần tâm nghĩ khẽ động, nếu như có thể thông qua Thanh Vân Thương Hội quan hệ, tiến vào Hoang Thiên Thần Quốc, gặp mặt Hoang Phi Vũ Cơ, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Tốt, ta đi hỏi một chút Ân cô nương. Diệp Thần rời đi Nhậm Phi Phàm tiểu thế giới, liền đến Thượng Hoàng Thiên Cung bên trong, Thanh Vân Thương Hội trụ sở, thỉnh cầu bái phỏng Lôi Thần Thiên Tôn Ân Tố Chân. Diệp Thần không có bại lộ thân phận của mình, vẫn là dùng thân phận của Diệp Thí Thiên bái phỏng. Ân Tố Chân nghe được là Diệp Thí Thiên bái phỏng, xuất phát từ lễ tiết, cũng là đi ra. Chỉ gặp nàng một thân màu tím váy bào, da thịt tuyết trắng, khí chất 10 điểm ung dung hoa quý. Diệp Thần con mắt hơi sáng, nhìn thấy Ân Tố Chân tu vi khí thức, so với trước lại cường đại hơn nhiều, rõ ràng thực lực tiến một bước khôi phục. Nhưng trong mơ hồ, Diệp Thần lại thấy, Ân Tố Chân tu vi, đã đến bình cảnh, rất khó lại đột phá, nghĩ khôi phục lại đỉnh phong thời điểm, vậy cơ hồ là người si nói mộng. Đỉnh phong thời điểm Ân Tố Chân, là cửu thần một trong, đỉnh cấp thiên đế. Nghĩ thành tựu loại kia địa vị, thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Bây giờ nàng, rõ ràng đã không có cơ hội, lại lần nữa về đỉnh phong, bởi vì thuộc về nàng thời đại, đã qua. Ân Tố Chân tự nhiên cũng biết điểm này, cho nên có thể thủ tại Thượng Hoàng Thiên Cung, vì luân hồi trận doanh trợ lực, nàng cũng đã thỏa mãn. Đáng tiếc là, Diệp Thần chết đi, lại làm cho nàng vô cùng ảm đạm, chỉ cảm thấy con đường phía trước bao la mờ mịt, bây giờ cũng chỉ là thấy đi bộ bước thôi. Diệp Thí Thiên, người tìm đến ta làm gì? Ân Tố Chân hỏi. Lôi Thần tiền bối, ta muốn đi Hoang Thiên Thần Quốc, nghe nói ngươi cùng Hoang Thiên Thần Quốc nữ đế Hoang Phi Vũ Cơ, giao tình không cạn, không biết có thể thay ta dẫn kiến. Diệp Thần đạo. Ân Tố Chân nhướng mày, nói, ngươi muốn gặp Hoang Phi Vũ Cơ. Diệp Thần đạo, đúng vậy, ta có một ít nghi hoặc, chỉ có Hoang Phi Vũ Cơ ra tay, mới có thể cởi ra. Ân Tố Chân đạo, phải không? Hoang Phi Vũ Cơ đích thật là ta đã từng bằng hữu, nhưng chúng ta cắt đứt liên lạc. Đã có rất nhiều năm. Nàng thành lập Hoang Thiên Thần Quốc thời điểm, ta chính là Lôi Thần đỉnh phong, cho nàng rất nhiều trợ giúp, nhưng sau này ta ngã xuống, cùng nàng quan hệ cũng gãy mất. Diệp Thần đạo, Lôi Thần tiền bối, người cũng không cách nào thay ta dẫn kiến sao? Cái kia thật đúng là khó giải quyết. Ân Tố Chân suy nghĩ một chút, nói ta Thanh Vân Thương Hội, đã từng có cái truyền tống trận, là có thể truyền tống đi Hoang Thiên Thần Quốc, nhưng sau này đã bị phá hủy tổn hại. Ngươi thật nghĩ đi Hoang Thiên Thần Quốc, ta có khả năng nếm thử giúp ngươi chữa trị truyền tống trận, ngươi đi đến Hoang Thiên Thần Quốc về sau, báo tên của ta, không ai dám làm khó dễ ngươi. Tại Ân Tố Chân trong mắt, Diệp Thí Thiên kế thừa luân hồi đạo thống, cho nên nàng đối trước mắt Diệp Thí Thiên, cũng là có chút khách khí chiếu cố. Diệp Thần nghe được có truyền tống trận, lập tức mừng rỡ, nói, vậy thì tốt, đa tạ Lôi Thần tiền bối. Thái Hoang cổ giới mịt mờ vô biên. Đại bộ phận cương vực, đều là hung thú hoành hành tử vực, tùy tiện tiến vào, chỉ có một con đường chết. Có thể có truyền tống trận đi Hoang Thiên Thần Quốc,
tránh cho tiêm nhiễm tử vực, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Ngươi đi theo ta. Ân Tố Chân hướng Diệp Thần vẫy tay, liền rời đi Thượng Hoàng Thiên Cung. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, đi theo Ân Tố Chân xuất phát, đi tới cái kia tổn hại truyền tống trận. Ân Tố Chân đầu ngón tay vung lên, lôi đao chảm phá không gian pháp tắc, phá không mà đi, mang theo Diệp Thần một đường tiến lên. Rất nhanh, Ân Tố Chân liền mang theo Diệp Thần, đi vào một chỗ hoang phế thế giới bên trong. Chỗ này hoang phế thế giới, liền là một bụi cỏ mộc không sinh phế tích, khắp nơi tường đổ, phong xa lý vùi lấp lấy bạch cốt. Từ nơi này xử thế giới, dõi mắt nhìn lại, có thể thấy chân trời phương xa, là một tòa to lớn thần điện sơn môn, còn có một thanh kinh thiên cổ kiếm, sáp thiên mà đứng. Nơi này tựa hồ là thiên khư thần điện phụ cận A. Diệp Thần kinh hãi, cảm nhận được nguy hiểm to lớn khí tức. Phương xa thần điện sơn môn, chính là thiên khư thần điện sơn môn. Cái kia nắm sáp thiên cổ kiếm, liền là trong truyền thuyết chí cao thần khí, thiên tội cổ kiếm. Mặc dù cách xa nhau ước vạn dặm, nhưng Diệp Thần vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được, thiên tội cổ kiếm bàng bạc xâm nghiêm khí tức, cực kỳ khủng bố. Diệp Thần trăm triệu không nghĩ tới, Ân Tố Chân thế mà sẽ dẫn hắn tới thiên khư thần điện sơn môn phụ cận. Nghiêm chỉnh mà nói, nơi này chính là Chu Mục Thần cùng Vũ Hoàng Cổ Đế địa bàn, một khi bị phát hiện, Diệp Thần cùng Ân Tố Chân đều phải chết ở chỗ này, không có chút nào may mắn khả năng. Ân Tố Chân lại tuyệt không hoảng, lạnh nhạt nói, đúng vậy, nơi này khoảng cách thiên khư thần điện, cũng không xa. Nơi này, là ta đã từng lãnh thổ, sau này ta ngã xuống, liền bị thiên khư thần điện chiếm đoạt. Xem, cái kia chính là có thể đi hoang thiên thần quốc truyền tống trận. Nàng chỉ xa xa một ngọn núi, tại trên đỉnh núi, đang có lấy một cái truyền tống trận tồn tại, như tế đàn cao ngất trang nghiêm. Diệp Thần ngưng mắt xem xét, cũng nhìn thấy cái kia truyền tống trận tồn tại, bất quá đã phá hư làm tổn thương. Ân Tố Chân đạo, truyền tống trận này, nhưng thật ra là ta tự tay phá hủy, chủ yếu là sợ thiên khư thần điện người, truyền tống đi hoang thiên thần quốc, cho hoang thiên thần quốc mang đến tai họa ngập đầu. Hiện tại ta có khả năng thay ngươi chữa trị. Nói xong, nàng liền mang theo Diệp Thần, hướng về đỉnh núi bên trên truyền tống trận đi đến. Cái kia truyền tống trận là nàng tự tay phá hủy, nàng tự nhiên có trùng kiến năng lực. Diệp Thần nhìn về chân trời phương xa, thiên khư thần điện sơn môn, lại là lo lắng, nói, sẽ không bị thiên khư thần điện người phát hiện a. Ân Tố Chân mỉm cười nói, yên tâm, không có chuyện gì, sẽ không có người tới này bên trong, nơi này đã là phế tích, địa mạch đều bị đánh sập, còn có ai sẽ nhàm chán như vậy tới. Ta cũng sẽ che lấp thiên cơ, bảo đảm sẽ không có người phát hiện khí tức của chúng ta. Nàng đầu ngón tay vung lên, từng đạo ấn quyết đánh ra, ẩn trốn vào hư không bên trong, che đậy nơi này hết thảy khí thế. Diệp Thần gật đầu, trong lòng cũng tin tưởng Ân Tố Chân, về sau người tính cách, đương nhiên sẽ không tùy tiện tìm đường chết. Hai người hướng đi đỉnh núi, đi vào trước truyền tống trận. Ân Tố Chân ngồi xổm người xuống, sờ lên tràn đầy vết rách truyền tống trận, tầm mắt lướt qua một tia mê ly, lộ ra hồi ức chi ý. Sau đó, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, tựa hồ đã tiêu tan, lấy ra một ít linh thạch, khoáng vật, nguyên ngọc, mã não các loại tài liệu, chất đống tại truyền tống trận một bên, liền chuẩn bị bắt đầu chữa trị. Nhưng bỗng nhiên, trên mặt nàng biểu lộ, lâm vào cứng đờ, tầm mắt phát lạnh, nói có người đến rồi. Đang nghe Ân Tố Chân lời nói trong nháy mắt, Diệp Thần vẻ mặt cũng là nhất biến, cảm nhận được có người tới khí thức, vô ý thức coi là kinh động đến thiên khư thần điện cường giả. Ân Tố Chân tế ra hai tấm ẩn nấp phù, đem chính mình cùng Diệp Thần khí thức, triệt để ẩn núp, lại lôi kéo Diệp Thần cánh tay, trốn đến một bên trong bụi cây. Tại hai người ẩn giấu tốt về sau, lại thấy dưới núi, có một người mặc đạo bào, gương mặt âm lệ lão giả, nhanh chân đi đến trên núi, tại sườn núi chỗ khoanh chân ngồi xuống. Là Vũ Hoàng Cổ Đế. Diệp Thần cùng Ân Tố Chân nhìn nhau, đều là kinh ngạc, người đến lại có thể là thiên khư thần điện điện chủ, Vũ Hoàng Cổ Đế. Tuy nói tại thiên khư thần điện bên trong, phía sau màn chân chính chúa tể, là Chu Mục Thần. Nhưng, Vũ Hoàng Cổ Đế làm danh nghĩa bên trên điện chủ, lại đúc nóng đà đế cổ thần thân thể, hắn cũng là hết sức quan trọng tồn tại, không thể khinh thường. Hai người lại không nghĩ rằng, Vũ Hoàng Cổ Đế thế mà sẽ đến nơi này. May mắn, xem Vũ Hoàng Cổ Đế bộ dáng,
cũng không có phát hiện Diệp Thần cùng Ân Tố Chân. Chỉ thấy Vũ Hoàng Cổ Đế khoanh chân ngồi, tế ra một bức quyển trục bản vẽ. Diệp Thần xa xa xem xét, thấy trên bản vẽ in một đầu không thể diễn tả quỷ dị cự thú, có chừng 10 đầu cái đuôi, lập tức con ngươi co vào, hướng Ân Tố Chân đạo, là 10 đuôi thần thú chế tạo bản vẽ. Chỉ thấy Vũ Hoàng Cổ Đế bưng lấy 10 đuôi thần thú chế tạo bản vẽ, trong mắt tràn đầy hung quang, tự lẩm bẩm. Chu Mục Thần, người muốn lấy ta làm quân cờ, đó là người si nói mộng. Ta Vũ Hoàng Cổ Đế người thế nào, không có bất kỳ người nào có tư cách lấy ta làm quân cờ. Mệnh ta do ta lấy được 10 đuôi thần thú chế tạo bản vẽ, mặc dù không có khả năng thật tái tạo một đầu 10 đuôi ra tới, nhưng ta có khả năng triệu hoán vĩ thú. Cửu Vĩ A, trở về đi, ta là người quân phụ, trở về quân phụ bên người, nhanh chóng nghe lệnh, nhanh chóng trở về. Chỉ cần ngươi chịu cùng ta hợp lại, chúng ta có khả năng trấn áp Chu Mục Thần, chúa tể thiên khư thần điện, tái hiện ngày xưa chí cao ý chí phong quang, ha ha ha. Vũ Hoàng Cổ Đế giống như là phong ma, tóc tai rối bời, vành mắt tận nứt, phát ra triệu hoán. Hắn thế mà tại triệu hoán cửu vĩ. Tại rất nhiều vĩ thú bên trong, duy nhất có thể xác định không có có chủ nhân, liền là cửu vĩ. Cửu vĩ, cũng là hết thảy vĩ thú bên trong, cường đại nhất hung hãn một đầu. Cửu vĩ mặc dù đi theo Dạ Hàn bên người, nhưng cũng không có nhận Dạ Hàn làm chủ, nó còn không có thần phục bất luận cái gì người. Cho nên, Vũ Hoàng Cổ Đế liền muốn triệu hoán cửu vĩ, trở thành cửu vĩ chủ nhân. Nếu là hắn có thể được đến cửu vĩ trợ lực, hoàn toàn chính xác có cơ hội lật bàn, thoát khỏi khôi lỗi vận mệnh, không hề bị bất luận người nào bài bố. Cửu vĩ, là đà đế cổ thần sáng tạo. Mà Vũ Hoàng Cổ Đế, đã cùng đà đế cổ thần hòa làm một thể, hắn liền là đà đế cổ thần bản thân. Nói cách khác, hắn liền là cửu vĩ quân phụ. Diệp Thần cùng Ân Tố Chân, thấy Vũ Hoàng Cổ Đế mưu toan triệu hoán cửu vĩ, như si như cuồng bộ dáng, nội tâm đều là chấn động. Nếu là Vũ Hoàng Cổ Đế có thể thành công, cái kia thiên khư thần điện bên trong, sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu. Bất quá, triệu hoán cửu vĩ, rõ ràng không phải chuyện dễ. Vũ Hoàng Cổ Đế tiếng gọi âm phát ra về sau, cái kia 10 đuôi thần thú quyển trục bản vẽ, run rẩy dữ dội dâng lên, phía trên 10 đuôi thần thú đổ đằng, nổi lên khói đen, giống như có đồ vật gì muốn xuất hiện. Nhưng giá hắc sương mù, rất nhanh liền biến mất xuống, không còn có âm thanh. Dạ Hàn, ngươi muốn ngăn trở ta. Ngươi dám ngăn trở ta. Ta là sư phụ ngươi, ngươi tên nghịch đồ này, nhanh chóng thả về cửu vĩ, ta có khả năng tha cho ngươi khỏi chết. Vũ Hoàng Cổ Đế lại phát ra âm thanh, tràn ngập phẫn nộ, tựa hồ triệu hoán nhận lấy cản trở. Cái kia tất nhiên là Dạ Hàn cản trở. Dạ Hàn ngay tại cửu vĩ bên người, coi như cửu vĩ nguyện ý trở về, Dạ Hàn cũng tuyệt đối không chịu phóng thích. Diệp Thần cùng Ân Tố Chân, tướng liếc mắt một cái, mơ hồ thấy Vũ Hoàng Cổ Đế cùng Dạ Hàn, tại cách không đấu pháp, ý chí va chạm. Cũng may mà địa phương này, là một vùng phế tích, pháp tắc tĩnh lặng. Bằng không, Vũ Hoàng Cổ Đế cùng người khác đấu pháp khí thức, đã sớm muốn tiết lộ ra ngoài, bị lớn Chu gia tộc người thăm dò, đưa tới họa sát thân, thuận tiện cũng sẽ liên lụy Diệp Thần cùng Ân Tố Chân. Rằng có một lúc lâu, Vũ Hoàng Cổ Đế tựa hồ không thể trấn áp Dạ Hàn, kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng rịn ra máu tươi, lẩm bẩm, Dạ Hàn, ngươi dám chống lại ý chí của ta, chờ tương lai của ta quật khởi, là tử kỳ của ngươi. Vũ Hoàng Cổ Đế hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại cũng không thể tránh được, đang chửi mắng một phiên về sau, hắn liền thu hồi 10 đuôi thần thú bản vẽ quyển trục, quay người rời đi. Tại xác định Vũ Hoàng Cổ Đế đi thật về sau, Diệp Thần cùng Ân Tố Chân, mới tự ẩn nấp trong trạng thái ra tới. Này Vũ Hoàng Cổ Đế, quả nhiên không cam tâm chịu Chu Mục Thần bài bố. Diệp Thần đạo, Ân Tố Chân đạo, may mắn hắn không có phát hiện chúng ta, bất quá nơi này, không phải nơi ở lâu, ta lập tức chữa trị truyền tống trận, đưa ngươi rời đi, ngươi trở về thời điểm, nếu như vẫn là muốn dựa vào truyền tống trận trở về, liền sớm kêu gọi ta tới đón ngươi. Nàng không yên lòng Diệp Thần một người đi tới đi lui, nơi này dù sao cũng là Thiên Khư Thần Điện phụ cận địa bàn, một khi bị Thiên Khư Thần Điện phát hiện, vậy liền nguy hiểm. Đúng, đa tạ Lôi Thần tiền bối thương trợ. Diệp Thần chắp tay nói tạ. Ân Tố Chân gật gật đầu, lúc này ký kết thủ quyết, đem rất nhiều khoáng vật ngọc thạch, toàn bộ hòa tan thành một đoàn, hóa thành linh dịch, đổ vào đến tổn hại truyền tống trận bên trong,
trong miệng nói lẩm bẩm. Đại lượng linh dịch đổ vào đến truyền tống trận về sau, cái kia tổn hại truyền tống trận dần dần tỏa sáng máy mới, từng đầu vết rách được chữa trị hoàn thành, vầng sáng bắn ra. Rất nhanh, cái kia truyền tống trận liền đại khái chữa trị hoàn thành. Tốt, ngươi đi đi. Ta cho ngươi một đạo phù chiếu hộ thân, ngươi cẩn thận một chút. Truyền tống trận này, dù sao quá lâu vô dụng, ta sợ xảy ra cái gì sai lầm, một phần vạn không có truyền tống đến Hoang Thiên Thần Quốc, mà là truyền tống đi chết vực, ngươi liền phiền toái. Có ta phù chiếu hộ thân, ngươi ít nhất có thể bảo chứng an toàn. Tại chữa trị hoàn thành truyền tống trận về sau, Ân Tố Chân vươn tay, bước ra tinh huyết, ngưng tụ ra một tấm máu tươi phù chiếu, giao cho Diệp Thần hộ thân. Này máu tươi phù chiếu, ngưng tụ ra về sau, sắc mặt nàng cũng là nhanh chóng lâm vào tái nhợt. Diệp Thần cầm qua phù chiếu, nhìn xem nàng mặt tái nhợt gò má, cũng là hơi có chút thương tiếc, nói, Lôi Thần tiền bối, vất vả ngươi. Hắn theo bản năng đưa tay, sờ lên Ân Tố Chân gương mặt. Ân Tố Chân lập tức đại chấn, đẩy ra Diệp Thần tay, như giật điện sau lui ra, cả giận nói, ngươi làm gì, ngươi dám đụng ta. Diệp Thần sững sờ, này mới tỉnh ngộ, chính mình bây giờ thân phận, không phải Diệp Thần, mà là Diệp Thí Thiên. Ân Tố Chân phẫn nộ nói, ta cảnh cáo ngươi, không muốn chân tay lóng ngóng. Thế gian này, ngoại trừ đã chết đi luân hồi chi chủ bên ngoài, không có bất kỳ người nào, có tư cách đụng vào ta. Diệp Thần đạo, đúng, Lôi Thần tiền bối, là tại hạ đường đột. Ân Tố Chân vẻ mặt hơi chậm, nói tốt, ngươi đi đi, lần sau chú ý một chút. Diệp Thần tâm bên trong lại là bất đắc dĩ, lại là có chút cảm động. Ít nhất, tại hắn cái này luân hồi chi chủ sau khi mất đi, Ân Tố Chân còn ghi nhớ lấy hắn, đáng tiếc hắn còn không thể tùy tiện bại lộ thân phận. Lôi Thần tiền bối, ta đi đây, cáo từ. Diệp Thần cung kính chắp tay, sau đó đạp vào truyền tống trận, một vệt thần quang bao phủ lại hắn, trực tiếp đưa hắn truyền tống đi. Ân Tố Chân nhìn xem Diệp Thần bóng lưng rời đi, ngốc ngốc nói, cái này Diệp Thí Thiên, cùng Diệp Thần thật giống a. Diệp Thần đạp vào truyền tống trận về sau, không gian xung quanh pháp tắc cấp tốc lưu chuyển, một hồi to lớn trời đất quay cuồng, tại bốn phía chấn động xé rách. Xem bộ dáng này, truyền tống tựa hồ muốn xảy ra ngoài ý muốn a. Diệp Thần tâm bên trong run lên, vận công hộ thể, chỉ sợ sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Mấy hơi thở về sau, truyền tống kết thúc, Diệp Thần lại phát hiện, chính mình xuất hiện ở giữa không trung, chung quanh cũng không có đối ứng truyền tống trận, hắn giống như là nửa đường bị vứt ra, thẳng tắp hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Không tốt, quả nhiên xảy ra ngoài ý muốn. Diệp Thần tâm đầu chìm xuống, vội vàng ngự khí tung bay rơi xuống đất, cuối cùng không có có thụ thương. Tại cước đạp thực địa về sau, Diệp Thần nhìn xung quanh thế giới. Đây là một mảnh khô héo thế giới, bốn phía hoa cỏ cây cối, đều là ốm yếu bộ dáng, chỗ chảy xuôi dòng suối nước sông, cũng mang theo vẩn đục chất bẩn, không có một chút trong veo. Bầu trời là u ám màu sắc, 10 điểm đè nén. Dõi mắt trông về phía xa, cũng không nhìn thấy có cái gì phong cảnh, khắp nơi đều là khô héo cùng hỗn loạn, thiên địa pháp tắc rất hỗn loạn, không có cái gì trật tự. Nơi này, không phải Hoang Thiên Thần Quốc, là tử vực. Diệp Thần biến sắc, bấm ngón tay tính toán, lập tức liền phát hiện, chính mình ngồi truyền tống trận, hoàn toàn chính xác truyền đưa đến Thái Hoang cổ giới, nhưng cũng không có thuận lợi đến Hoang Thiên Thần Quốc. Hoang Thiên Thần Quốc, tại Thái Hoang cổ giới trung ương, quốc gia bên ngoài cương thổ, liền toàn bộ là hung thú hoành hành tử vực ác địa. Diệp Thần không có truyền tống đến Hoang Thiên Thần Quốc, lại là đi rơi xuống tử vực bên trong. Hoang Thiên Thần Quốc, đại khái là tại cái phương hướng này. Diệp Thần tầm mắt nhìn về phía bắc, mơ hồ cảm giác được một cỗ trật tự khí tức. Cái kia trật tự khí tức, tất nhiên là đến từ Hoang Thiên Thần Quốc. Tử vực hỗn loạn mà nguy hiểm, Diệp Thần chỉ nghĩ mau rời khỏi, lúc này một đường hướng bắc, hướng phía Hoang Thiên Thần Quốc bay vút đi. Thái Hoang cổ giới cương thổ vô biên, theo Diệp Thần vị trí, đi đến Hoang Thiên Thần Quốc, sợ cũng có mấy ngàn vạn dặm xa xôi. Diệp Thần phi cướp một hồi, liền nghe đến một hồi to lớn hót vang âm thanh, từ không trung truyền đến. Chỉ thấy một đầu mọc ra cánh khổng lồ hùng ưng, từ không trung xẹt qua, bỏ ra kinh khủng bóng mờ. Phương xa, cũng mơ hồ truyền đến không ít thú giống thanh âm, làm người sợ hãi. Này Thái Hoang cổ giới tử vực, nhưng thật ra là thời đại viễn cổ một khối tịnh thổ,
năm đó chư thần loạn chiến, rất nhiều hung thú sinh linh, tránh họa trốn đến chỗ này. Nơi này, là rất nhiều viễn cổ hung thú tị nạn chỗ, sau này bị Hoang Phi Vũ Cơ, dẫn theo hoang tộc người, mạnh mẽ tiêu diệt toàn bộ hung thú, vượt mọi chông gai, đoạt được một khối lãnh địa, tại tầng tầng hung thú vây quanh dưới, thành lập nên Hoang Thiên Thần Quốc rực rỡ trật tự. Vị kia Hoang Phi Vũ Cơ quyết đoán cùng thủ đoạn, đáng giá ca ngợi, Diệp Thần cũng muốn đi gặp nàng. Nhưng, muốn gặp Hoang Phi Vũ Cơ, hắn nhất định phải đi ra tử vực, đi tới Hoang Thiên Thần Quốc. Diệp Thần đi không bao xa, cách đó không xa bên trong dãy núi, liền lao ra một đầu trăm trượng cự thú, hình dạng như mãnh hổ, chân đạp tường vân, gào thét chạy như điên lấy lao ra, kéo ra huyết bồn đại khẩu, liền hướng về Diệp Thần đánh giết mà đi. Diệp Thần lập tức thấy nghẹt thở, Thái Hoang cổ giới tử vực bên trong hung thú, xa so với bên ngoài cường hãn, không thể khinh thường, cũng khó đối phó. Thanh Liên Pháp, thiên ý giết người đao. Diệp Thần lui lại mấy bước, lại nhanh chóng ra tay, tay phải bóp quyết, dẫn động thiên địa linh khí cùng đại đạo pháp tắc khí tức, hóa ra một đạo đao mang, từ phía chân trời bạo rơi mà xuống, như thần như ma, chém thẳng cái kia mãnh hổ cự thú. Cái này thiên ý giết người đao, là Thanh Liên đạo tổ truyền thừa một trong, mượn thiên đạo lực lượng giết người, 10 điểm hung hãn mãnh liệt, giết người như cắt cỏ. Cái kia cuồng sông mà đến mãnh hổ cự thú, đột nhiên lọt vào Diệp Thần đao mang chém giết, kêu lên một tiếng đau đớn, thân eo bị tại chỗ chặt đứt, trăm trượng to lớn thân thể, lập tức liền chia làm hai nửa, máu tươi cuồn cuộn, hội tụ thành từng cái dòng suối. Rất tốt, xem ra bằng vào ta thực lực, đối phó viễn cổ hung thú, vậy cũng đầy đủ. Diệp Thần gật đầu, đối với mình thực lực có chút hài lòng, chỉ có thần đạo cảnh ba tầng trời hắn, có thể trong nháy mắt bùng nổ như thế, có thể xưng nghịch thiên. Chém giết mãnh hổ cự thú về sau, Diệp Thần liền muốn rời đi, tiếp tục hướng Hoang Thiên Thần Quốc tiến đến. Nhưng, hắn lại thấy, đi lại trở nên chật vật, chung quanh giống như có từng tầng một tường không khí, tại ngăn trở cước bộ của hắn. Nhân quả luật. Không là, là khí tràng. Diệp Thần cảm thụ được không khí chung quanh tường khốn ngăn, vô ý thức cho là có nhân quả gì luật hạn chế, nhưng cẩn thận một cảm ứng, liền phát hiện không phải nhân quả luật, mà là tầng tầng khí tràng. Hung thú khí tràng. Hắn vừa mới chém giết mãnh hổ cự thú, tươi mùi máu thả ra ngoài, đúng là kinh động đến dãy núi ở giữa từng con mạnh mẽ hung thú. Những cái kia mạnh mẽ hung thú, còn không hiện thân, bọn chúng khí tràng, liền từng tầng một chồng đẩy đi tới, tràn ngập bốn phía, như sóng triều áp bách. Diệp Thần hô hấp đều có chút trệ tắc nghẽn, rất nhanh liền nghe được bốn phương tám hướng, truyền đến trận trận hung thú tiếng gầm gừ. Không cần lâu nay, Diệp Thần liền thấy đếm không hết hung thú, từng con thân thể to lớn đến đáng sợ, như di chuyển như núi cao, hướng về nơi đây cất bước đi tới. Đào Ngột, Thao Thiết, Quỳ Ngưu, Ly Long, Bạo Hổ, Lôi Trạch Dê các loại, đếm không hết viễn cổ hung thú, tạo thành một đám thú triều, đang tại áp sát Diệp Thần. Hết thảy hung thú, đôi mắt đều mang tinh hồng hung mang, đang nhìn Diệp Thần thời điểm, thật giống như đang nhìn con mồi mỹ vị. Hấp dẫn bọn họ tới, không chỉ là tới cái kia mãnh hổ cự thú máu tươi, còn có Diệp Thần bản thân khí tức. Giống, kinh thiên thú giống, một hồi tiếp một hồi, bao phủ đại địa bụi mù, che khuất bầu trời. Cuồng bạo hung thú khí tràng, đã sớm đem Diệp Thần phụ cận sơn nhạc, rừng rậm, cây cối, toàn bộ xoắn nát phá hủy, dưới chân hắn đại địa cũng nứt ra. Nếu như không phải hắn thể chất đầy đủ cường hoành, hắn hiện tại, khả năng cũng đã bị rất nhiều hung thú khí tràng, nghiền nát thành thịt vụn. Chạy! Thấy nhiều như vậy hung thú gào thét tới, Diệp Thần tê cả da đầu, luân hồi nguyên thể mở ra, chạy hùng hục. Rất nhiều hung thú cuồng bạo truy sát, đạp vỡ đại địa. Có không ít hung thú, từ trong miệng nổ bắn ra kinh khủng hung quang, xỏ xuyên qua hư không, trực hướng Diệp Thần phóng tới. Thiên ma cổ bảo, ngự. Diệp Thần vội vàng gọi ra thiên ma cổ bảo, hóa thành chiến bào, che đắp lên trên người. Từng đạo hung sát cột sáng, hung hăng bắn ở trên người hắn, may mà hắn phản ứng kịp thời, gọi ra thiên ma cổ bảo phòng ngự, bằng không, thân thể chắc là phải bị quán xuyên. Nhưng dù vậy, hắn cũng là thấy làn da đau nhức, một hồi như tê liệt đau đớn. Nếu như chẳng qua là một đầu viễn cổ hung thú, Diệp Thần còn có thể đối phó. Nhưng, mấy chục con hung thú, bay vọt tới, coi như là hắn, cũng thấy vô cùng khó giải quyết. Lôi thần phù chiếu, sắc. Trong lúc nguy cấp,
Diệp Thần cũng không dám lưu thủ, lập tức tế ra ân tố chân cho máu tươi của hắn phủ chiếu, linh khí quán chú đi vào. Ông! Oanh long long! Phủ chiếu nổ tung, lập tức dẫn nổ kinh thiên lôi điện, bầu trời hóa thành đen nhánh, mật phân ngập đầu, từng đầu sấm sét màu tím, như rồng như rắn, điên cuồng theo giữa bầu trời kia chém giết xuống. Rất nhiều truy sát Diệp Thần hung thú, nhận đầy trời lôi điện chém giết, da lông biến thành màu đen, toàn thân run rẩy, phát ra trận trận thê lương gào lên đau xót, vô cùng chật vật lui lại chạy trốn mà đi. Trong nháy mắt, vừa mới còn vô cùng hung hãn, thể phải đem Diệp Thần xé nát thôn vệ rất nhiều hung thú, tại Diệp Thần lôi điện phủ chiếu tuôn ra về sau, liền dồn dập cụp đuôi chạy. Diệp Thần trên thân thể, cũng nhiều thêm một tầng lôi điện chúc phúc, từng đầu tia điện lốp bốp lóng lánh, trên da cũng có đạo đạo lôi ấn. Lôi thần thiên tôn uy năng, quả nhiên là hung mạnh a, xem ra ân cô nương khôi phục thực lực đến không sai. Diệp Thần nhìn xem này lôi điện phủ chiếu lực sát thương to lớn, cũng là mừng rỡ không thôi. Ân tố thật không hổ là đã từng cửu thần một trong, coi như thực lực hôm nay, so ra kém đỉnh phong thời điểm, nhưng cũng là vô cùng hung hãn, tại đánh lui hung thú sau khi, còn có thể mang cho Diệp Thần chúc phúc. Diệp Thần tiếp tục hướng về Hoang Thiên Thần Quốc tiến đến. Trên người hắn còn mang theo lôi thần chúc phúc, tử vực bên trong hung thú, đối này lôi điện chúc phúc lực lượng, tựa hồ rất có kiêng kỵ, cũng không dám chủ động xâm hại Diệp Thần. Diệp Thần không tiếp tục nhận tổn thương gì, lại là phi thường thuận lợi, liền vượt qua xa khoảng cách xa, cuối cùng thoát ly tử vực, thấy phía trước một tòa thật to thần quốc đường nét. Đó chính là Hoang Thiên Thần Quốc bản đồ, cùng tử vực thê lương hoang vu khác biệt, Hoang Thiên Thần Quốc khắp nơi đều là cung điện hùng vĩ cùng lâu vũ. Mặc dù cùng Diệp Thần cách xa nhau còn có chút xa xôi, không nhìn thấy trong đó sinh hoạt con dân, nhưng theo cái kia quy hoạch chỉnh tề kiến trúc đến xem, này nhất định là một tòa tràn ngập trật tự pháp tắc quốc gia. Cuối cùng đi vào Hoang Thiên Thần Quốc. Diệp Thần tâm tình có chút xúc động, tuy nói hắn cũng không biết, như thế nào cùng vị kia cao cao tại thượng nữ đế, Hoang Phi Vũ Cơ câu thông, nhưng xe đến trước núi ắt có đường, hắn chỉ muốn trước bước vào Hoang Thiên Thần Quốc lại nói. Bây giờ Diệp Thần trên người lôi điện chúc phúc, theo thời gian cũng đang yếu bớt. Một khi mất đi lời chúc phúc, hắn liền muốn độc thân trước mặt tử vực trong đồng hoang, vô cùng vô tận hung thú. Nhưng mà, làm Diệp Thần đi vào Hoang Thiên Thần Quốc bên ngoài, đã thấy đến toàn bộ quốc gia, đều bị một tầng to lớn bảng bạc tinh bích hệ bao lại. Tầng này tinh bích hệ, từng đạo pháp tắc phù văn lấp lánh, một mực bao phủ lại Hoang Thiên Thần Quốc, cũng bảo hộ lấy toàn bộ quốc gia. Không nhận lấy cái chết vực cùng hung thú xâm hại. Nhưng, tầng này tinh bích hệ tồn tại, lại như một đạo màn sắt, đã cách trở Diệp Thần bước chân. Diệp Thần sầm mặt lại, đưa tay sờ lên trước mặt tinh bích hệ, liền thấy pháp tắc nghiêm mật, không gì phá nổi. Thế mà còn có một tầng tinh bích hệ ngăn đón. Luân hồi thiên kiếm, phá. Diệp Thần rút ra luân hồi thiên kiếm, hít sâu một hơi, linh khí quán trú tại trên thân kiếm, kiếm mang bùng lên. Nhất kiếm hướng về tinh bích hệ chém xuống. Nhưng mà, lại không có bất kỳ cái gì chạm kích phong phú cảm giác truyền đến, Diệp Thần cảm thấy mình kiếm, phảng phất chạm tại không khí phía trên, cánh tay hắn đều bởi vậy thoát lực, xương cốt răng rắc vang lên một thoáng. A! À, Diệp Thần lấy làm kinh hãi, thu hồi kiếm, đưa tay sờ sờ, phát hiện mình có thể sờ đến tinh bích hệ tồn tại, liền như là một tầng vòng bảo hộ. Nhưng, khi hắn có nghĩ phá hư xúc động, huy kiếm chảm vỗ xuống, cái kia tinh bích hệ lại quỷ dị thành huyễn tượng, hắn chỉ bổ trong không khí. Khi hắn dùng sức nắm quyền, huy quyền oanh kích, cũng giống là đánh vào bông vải bên trong. Có gì đó quái lạ. Diệp Thần tầm mắt chớp động, thậm chí là không để ý tiêu hao, rút ra thôn vũ đao, bạt đao chảm kích. Nhưng, thôn vũ đao sắc bén vô cùng phong mang, nhưng không có bắn chúng bất luận cái gì mục tiêu. Ngay tại trước mắt hắn tinh bích hệ. Hắn hết lần này tới lần khác chém vào không đến. Là ảo giác. Thật là lợi hại huyễn tưởng pháp tắc. Diệp Thần nhìn ra mánh khóe, này tinh bích hệ cấu tạo rất khéo léo, chân huyễn xen lẫn, nhìn từ bề ngoài có thể sờ được, nhưng khi nhận công kích thời điểm, tinh bích hệ liền sẽ trốn vào trong huyễn tưởng, khiến cho người không có chỗ xuống tay, lợi hại hơn nữa thủ đoạn công kích, đều chỉ sẽ kích trong không khí, không phát huy ra hiệu quả gì. Vạn hoa đồng huyết nhãn, huyễn tưởng phá diệt. Diệp Thần tâm nghĩ chuyển động, không do dự, lập tức lại mở ra vạn hoa đồng huyết nhãn, mong muốn phá mất tinh bích hệ sau lưng huyễn tưởng pháp tắc. Nhưng đột nhiên, hắn thấy một cỗ mãnh liệt nguyền rủa khí tức,
gào thét tới, muốn ăn mòn ánh mắt của hắn. Cỗ nguyền rủa này, mang theo chí cao thiên đế uy nghiêm, vô cùng mạnh mẽ. Diệp thần chấn kinh, vội vàng thu liếm lại vạn hoa đồng huyết nhãn, lui về phía sau mấy bước, sắc mặt nghiêm túc nhìn trước mắt này tinh bích hệ, lẩm bẩm. Lại còn có thiên đế nhân quả luật nguyền rủa. Tầng này tinh bích hệ, cấu tạo quá xảo diệu, cấp độ quá phức tạp đi. Chân thực cùng huyễn tưởng xen lẫn biến hóa, sau lưng thậm chí còn mang theo chí cao thiên đế tự tay bày ra nguyền rủa, bất luận cái gì cố gắng phá hư tinh bích hệ người, đều lại nhận thiên phạt tra tấn, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Cỗ nguyền rủa này lực lượng, nếu như Diệp thần không có cảm ứng sai, đúng là nguồn gốc từ Hoang Thiên Đế. Hoang Thiên Đế khí tức, đang bảo vệ lấy Hoang Thiên Thần Quốc, bất luận cái gì bên ngoài lực lượng, nếu như không có đạt được cho phép, đều khó có khả năng tiến vào Hoang Thiên Thần Quốc bên trong. Dùng Diệp thần thực lực, dĩ nhiên không có khả năng áp chế Hoang Thiên Đế ý chí. Có ai không? Bất đắc dĩ, Diệp thần từ bỏ phá hư tinh bích hệ suy nghĩ, bởi vì căn bản là không có cách phá vỡ, hắn vận đủ trung khí, kêu to lên, hy vọng có thể cùng Hoang Thiên Thần Quốc người câu thông, đạt được cơ hội tiến vào. Nhưng, tại tinh bích hệ phụ cận, liền quỷ ảnh đều không có một đầu. Diệp thần tiếng gọi ầm ĩ xa xa truyền ra, lại không có đạt được bất kỳ đáp lại nào, giữa đất trời, chỉ có một mình hắn, trong gió ngổn ngang. Chẳng lẽ liền không có đi vào biện pháp? Diệp thần mày nhíu lại gấp, suy nghĩ tính toán. Cũng không biết trải qua bao lâu, Diệp thần nghe được một hồi tiếng bước chân. Hắn ngẩng đầu một cái, lại thấy Hoang Thiên Thần Quốc bên này, có hai tên vệ binh, áp lấy một cái áo vải nam tử đi ra. Cái kia áo vải nam tử liền cùng tù phạm một dạng, bẩn thỉu, quần áo tả tơi, mặt mũi tràn đầy uể oải u ám vẻ mặt. Có người tới. Diệp thần mừng rỡ. Chỉ thấy cái kia hai tên vệ binh, áp lấy cái kia áo vải nam tử, liền đem hắn ném ra tinh bích hệ bên ngoài. Này tinh bích cha hệ có thể ra không thể tiến vào, bao phủ lại toàn bộ Hoang Thiên Thần Quốc, người ngoài vào không được, nhưng bên trong người có khả năng tùy tiện ra tới. Ném mất cái kia áo vải nam tử về sau, cái kia hai tên vệ binh, xoay người rời đi, toàn trình mắt cũng không nhìn thẳng Diệp thần liếc mắt. Uy, hai vị đại ca, chờ một chút. Diệp thần kêu lên. Cái kia hai tên vệ binh quay đầu, hơi không kiên nhẫn nhìn xem Diệp thần, một người trong đó nói. Thế nào, là Hoàng Yến gia thuộc người nhà A, hắn bị đào thải, dẫn hắn về nhà đi, tranh thủ năm sau lại đi vào. Chỉ cái kia áo vải nam tử, đem Diệp thần xem như là thân nhân. Nói xong câu đó, cái kia hai tên vệ binh lại muốn đi. Diệp thần kêu lên, ta không phải cái gì gia thuộc người nhà, ta là bạn của Lôi Thần Thiên Tôn, muốn cầu kiến Hoang Phi Vũ Cơ nữ đế. Cái kia hai tên vệ binh, nghe được Diệp thần, sửng sốt một chút, sau đó cười ha ha, một người nói ra. Nữ đế đại nhân chí tôn vô thượng, người một cái thần đạo cảnh sâu kiến, có tư cách gì cầu kiến? Cũng không sợ bị nữ đế đại nhân uy áp nghiền chết sao? Bạn của Lôi Thần Thiên Tôn, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi muốn tiến vào Hoang Thiên Thần Quốc, trước thông qua được hoang tộc thí luyện lại nói. Nói xong, hai vệ binh cười lớn, cũng không để ý tới nữa Diệp thần, xoay người rời đi. Tuy nói Diệp thần trang phục, thoạt nhìn có chút cổ quái, còn mang theo mặt nạ, nhưng trong mắt bọn hắn, Diệp thần tu vi, cuối cùng chỉ có thần đạo cảnh ba tầng trời, kẻ như run rế, còn không có tư cách bước vào Hoang Thiên Thần Quốc. Diệp thần khó được nhìn thấy Hoang Thiên Thần Quốc người, không ngờ đối phương lại hoàn toàn đúng hắn nhắm mắt làm ngơ, không khỏi sầm mặt lại. Ngươi không phải hoang tộc người. Ngay lúc này, vừa mới bị ném ra tới áo vải nam tử, khôi phục một chút khí lực, lung la lung lay giãy giụa lấy đứng người lên, có chút hiếu kỳ nhìn Diệp thần liếc mắt. Hắn lại là một thoáng nhận ra, Diệp thần cũng không phải là hoang người trong tộc, trên thân không có hoang tộc khí tức. Diệp thần con ngươi ngưng tụ, nhìn về phía cái này áo vải nam tử, bỗng nhiên cũng là thấy, người sau trên người khí tức, có chút không thể tầm thường so sánh, thế mà cùng Viêm Thiên Đế tồn tại nhân quả sâu xa. Cẩn thận biết được lời, Diệp thần liền phát hiện, cái này áo vải nam tử, lại tựa hồ là Viêm Thiên Đế hậu đại. Ngươi cũng không phải hoang tộc người a, ngươi cùng Viêm Thiên Đế quan hệ thế nào? Diệp thần trầm giọng hỏi, hắn nghĩ muốn tìm Viêm Thiên Đế chân trái, cái này áo vải nam tử, tựa hồ là một đường manh mối. Áo vải nam tử kinh hãi, nói, ngươi làm sao biết Viêm Thiên Đế? Hắn nhìn từ trên xuống dưới Diệp thần,
sau đó phảng phất bắt được cái gì, Trấn Kinh kinh ngạc liên tiếp lui về phía sau, nói. Ngươi là luân hồi chi chủ. Trên người của ngươi, có viêm thiên đế lão tổ thần thể, đùi phải của hắn, hai tay, thiên đế thân, đều đã cùng ngươi dung hợp. Ngươi là luân hồi chi chủ. Không đúng, luân hồi chi chủ đã chết à. Luân hồi chi chủ đạt được viêm thiên đế truyền thừa, rất nhiều người đều cảm giác được việc này, áo vải nam tử cũng không ngoại lệ. Giờ phút này, từ trên người Diệp Thần, hắn cảm giác được viêm thiên đế thần thể khí tức. Nhưng ở trong ấn tượng của hắn, luân hồi chi chủ đã mất đi, còn cử hành long trọng tang lễ. Diệp Thần bất động thanh sắc, nói ta gọi Diệp Thí Thiên, là luân hồi đạo thống người thừa kế, ngươi là ai? Cái kia áo vải nam tử lẩm bẩm nói. Nguyên lai người chính là trong truyền thuyết kế thừa đạo thống Diệp Thí Thiên. Hắn lấy lại bình tĩnh, cũng nghĩ tới, tại luân hồi chi chủ sau khi mất đi, một cái gọi Diệp Thí Thiên nam tử, kế thừa đạo thống, rất nhiều người cũng biết. Ta gọi Hoàng Yến, là viêm thiên đế hậu đại, từng lệ thuộc vào anh chủng thế gia, sau này quy thuận hoang tộc. Áo vải nam tử tự giới thiệu mình, tên gọi Hoàng Yến. Ta nghĩ, chúng ta có khả năng hiện kết giao bằng hữu. Dù sao, ngươi là viêm thiên đế lão tổ công nhận người. Hoàng Yến thái độ, cũng biến thành khách khí dâng lên. Bởi vì, Diệp Thần có thể dung hợp viêm thiên đế thần thể, mà không có lọt vào gạt bỏ, vậy liền cho thấy, hắn đã được đến viêm thiên đế tán thành. Diệp Thần nhìn xem hắn bẩn thỉu, quần áo tả tơi, toàn thân dơ bẩn, khí tức còn mang theo hư nhược bộ dáng, nói, ngươi trạng thái rất kém cỏi, ta trước giúp ngươi khôi phục. Dứt lời. Diệp Thần sử cái huyễn thuật chuyển hóa thủ đoạn, nhưng Hoàng Yến rách nát bẩn thỉu quần áo, chuyển hóa thành màu xanh da trời sạch sẽ đạo bào, rối bời tóc vén lên búi tóc, toàn thân dơ bẩn diệt hết, lại lợi dụng bát quái thiên đan thuật, thoáng khôi phục hắn hư nhược nguyên khí. Trong chốc lát, vừa mới vẫn là suy yếu đổi phế Hoàng Yến, lập tức liền trở nên tinh thần sung mãn dâng lên, thần thái sáng láng. Hoàng Yến cảm nhận được tự thân biến hóa, lập tức mừng rỡ. Nói, đa tạ Diệp công tử xuất thủ tương trợ. Nếu không chê, ta liền gọi ngươi một tiếng Diệp đại ca. Diệp đại ca, xin nhận ta cúi đầu. Hoàng Yến kích động hướng về Diệp Thần kho người bái tạ, Diệp Thần vừa ra tay, hắn liền biết lợi hại. Mặc dù theo mặt ngoài xem, Diệp Thần tu vi chỉ có thần đạo cảnh 3 tầng trời, nhưng trên thực tế, hắn đối các loại pháp tác trưởng khống thủ đoạn, khả năng so bình thường thiên nguyên cảnh võ giả còn muốn lợi hại hơn. Ít nhất so Hoàng Yến lợi hại. Ngươi làm sao bị người ném ra rồi? Diệp Thần gật gật đầu, cũng không có cự tuyệt Hoàng Yến hảo ý, nhìn lại Hoàng Thiên Thần Quốc liếc mắt, vừa mới Hoàng Yến, liền là bị người từ bên trong ném ra. Nghe Diệp Thần, Hoàng Yến có chút xấu hổ, nói, khục. Diệp đại ca, là như vậy, Thái Hoàng cổ giới hàng năm cử hành một lần hoàng tộc thí luyện, trong ngoài đều cử hành. Hoàng Thiên Thần Quốc nội bộ bên trong, thí luyện không hợp cách người. Liền bị ném đến bên ngoài tử vực bên trong đi. Mà tử vực bên trong, có thể thông qua hoang tộc thí luyện, là có thể bước vào Hoang Thiên Thần Quốc. Mỗi năm bên trong, nội bộ người bị đào thải, thường thường muốn so bên ngoài tiến vào người, muốn nhiều ra mấy lần. Cho nên, tử vực bên trong hoang tộc người, là càng ngày càng nhiều, sinh hoạt càng gian nan. Ai, ta nhưng bất hạnh bị đào thải, bị ném đi ra tới. Diệp Thần thoáng hiểu rõ. Cao mày nói, người ngoài kia muốn tiến vào Hoang Thiên Thần Quốc, có phải hay không hết sức gian nan? Hoàng Yến nói, dĩ nhiên, Diệp đại ca, ngươi là muốn tiến vào Hoang Thiên Thần Quốc, yết kiến Hoang Phi Vũ Cơ Nữ Đế. Diệp Thần đạo, đúng vậy. Hoàng Yến đoán được cái gì, nói, người nghĩ yết kiến Hoang Phi Vũ Cơ Nữ Đế, cái kia tất nhiên là muốn cầu nàng nắm Viêm Thiên Đế chân trái giao cho ngươi. Diệp Thần đạo, Viêm Thiên Đế chân trái. Ngay tại Hoang Phi Vũ Cơ trong tay. Hoàng Yến nói, đúng vậy à, năm đó ta cùng tộc nhân của ta, còn không có đầu nhập vào hoang tộc thời điểm, liền là anh chủng thế người trong nhà, sau này thực sự vô pháp tại bên ngoài dừng chân, liền đem Viêm Thiên Đế lão tổ giao cho chúng ta bảo quản một đầu chân trái, hiến tặng cho Hoang Phi Vũ Cơ nữ đế, cầu được nàng bảo hộ, cũng được trao cho hoang tộc tổ ấn, từ đó thành hoang tộc người. Nhưng, Hoang Phi Vũ Cơ chỗ đích hệ huyết mạch, bài ngoại cực kỳ nghiêm trọng, đối với chúng ta này chút quy thuận không phải thuần huyết người, kỳ thị vô cùng nghiêm trọng. Chúng ta toàn tộc từng ở tại Hoang Thiên Thần Quốc, nhưng sau này hàng năm thí luyện, đều có thật nhiều tộc nhân bị làm khó dễ, cuối cùng không hợp cách bị đào thải, bị ném tới tử vực bên trong đi.
Cho tới bây giờ, chúng ta toàn tộc người, cơ bản đều là tại tử vực bên trong ở lại, ta là cái cuối cùng bị ném ra người. Nói xong lời cuối cùng, Hoàng Yến cũng không khỏi đến cười khổ. Hắn cùng tộc nhân của hắn, đem Viêm Thiên Đế chân trái, hiến tặng cho Hoàng Phi Vũ Cơ, nguyên bản còn muốn đạt được an ổn bảo hộ, nhưng không nghĩ tới, Hoàng Phi Vũ Cơ lại là 10 điểm bài ngoại, đem bọn hắn từng cái ném ra Hoàng Thiên Thần Quốc. Này hiện Hoàng Phi Vũ Cơ, không giảng đạo lý a. Diệp Thần nhíu nhíu mày, cũng là thấy Hoàng Phi Vũ Cơ tính tình tàn nhẫn, qua sông đoạn cầu không lưu tình chút nào. Hắn muốn từ Hoàng Phi Vũ Cơ trong tay, đòi hỏi đến chỗ tốt gì, vậy thì thật là muôn vàn khó khăn. Xuyệt, im lặng, Diệp đại ca, đừng nói lung tung, nữ đế đại nhân thật là tốt, chẳng qua là bị Bàng Thiên Sư che đậy thôi. Hoàng Yến thật sâu thở dài, lắc lắc đầu nói, được rồi, ta đã cùng ta cha thương lượng xong, nếu là ta bị đào thải, liền về nhà bên trong đi. Diệp đại ca, ngươi muốn cùng ta cùng nhau về nhà sao? Diệp Thần cau mày nói, các ngươi còn có tiến vào Hoàng Thiên Thần Quốc biện pháp. Hoàng Yến suy nghĩ một chút, nói, ngươi muốn vào Hoàng Thiên Thần Quốc, chỉ có trước thông qua hoàng tộc thí luyện, đây là biện pháp duy nhất, xông vào là không được, ngươi không có khả năng đánh vỡ nữ đế đại nhân bày ra tinh bích hệ, dù sao này tinh bích cấm chế sau lưng, còn có Hoàng Thiên Đế thủ hộ, không có khả năng bị kích phá. Diệp Thần tự nhiên biết này tinh bích hệ lợi hại, cảm thấy cũng chặt đứt mạnh mẽ xông tới tâm tư, nói. Ta một ngoại nhân, cũng có thể tham gia hoàng tộc thí luyện sao? Hoàng Yến trầm ngâm một thoáng, nói, người ngoài là không được, nhất định phải là hoàng tộc người. Ta nhìn ngươi là quyết tâm muốn vào Hoàng Thiên Thần Quốc, ta cũng là có thể giúp ngươi một chút. Trong nhà của ta có một tòa tế đàn, có thể hướng Hoàng Thiên Đế cầu nguyện, từ đó thu hoạch được hoàng tộc tổ ấn chúc phúc ấn ký. Có này đạo ấn ký, ngươi có khả năng ngắn ngủi trở thành hoàng tộc người, tham gia thí luyện. Chờ ngươi thuận lợi bước vào Hoàng Thiên Thần Quốc về sau, lại quang minh thân phận cũng không muộn. Dùng ngươi luân hồi người thừa kế thân phận, dự đoán nữ đế đại nhân cũng không dám khinh thường. Hoàng Yến biết, Diệp Thần cùng hắn lão tổ tông Viêm Thiên Đế hữu duyên, cho nên cũng muốn trợ giúp Diệp Thần. Diệp Thần nhíu mày hỏi, cái kia hoàng tộc thí luyện độ khó như thế nào? Hoàng Yến nói, Diệp đại ca, người kế thừa Viêm Thiên Đế lão tổ đạo thống, nghĩ đến cái kia hoàng tộc thí luyện, tất có thể thuận lợi thông qua. Đi, ta trước mang ngươi hồi trở lại nhà ta bộ lạc, này tránh thú phù ngươi mang ở trên người, có thể tránh đi hung thú xâm nhập. Hoàng Yến lại móc ra hai cái phù lục, một tấm giao cho Diệp Thần, một tấm chính mình cầm lấy. Này phù lục gọi tránh thú phù, thái hoàng cổ giới tử vực hung thú rất nhiều, nếu như không có tránh thú phù bảo vệ lời, vậy liền sẽ trêu chọc vô cùng vô tận hung thú tập kích, tu vi cao đi nữa cũng ngăn không được. Ừm, Diệp Thần gật đầu, cầm lấy tránh thú phù, liền cùng Hoàng Yến cùng rời đi. Trước mắt hắn cũng không có tiến vào Hoàng Thiên Thần Quốc biện pháp, đành phải đi trước Hoàng Yến gia tộc bộ lạc nhìn một chút, lại tính toán sau. Hai người tại tử vực trong bão cát tiến lên, có tránh thú phù bảo hộ, quả nhiên không có xúc động bất luận cái gì hung thú, một đường an toàn bình ổn. Chẳng qua là, tử vực pháp tắc hỗn loạn, trong không khí mang theo quỷ dị sát khí, tại đi gần nửa ngày về sau, Diệp Thần cùng Hoàng Yến, liền không được không dừng lại chỉnh đốn, điều trị khí tức. Hai người ngồi xếp bằng, yên lặng nghỉ ngơi. Bỗng nhiên ở giữa, Hoàng Yến mở to hai mắt, mang theo một vệt không thể tưởng tượng nổi cùng vẻ ngưng trọng, nhìn về phía phương xa. Làm sao vậy? Diệp Thần dọc theo hắn ánh mắt nhìn lại cái gì cũng không nhìn thấy, cũng không có cảm nhận được có cái gì khí tức nguy hiểm, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có chết vực bão cát hô hô thanh âm. Có người muốn giết ta. Hoàng Yến ra mặt run lên, lại hiện ra một tia thê lương vẻ mặt. Người nào? Diệp Thần hỏi. Hoàng Yến cười khổ một tiếng, nói, là ta nhị ca, Hoàng Hằng, hắn đoán chừng là sợ ta trở lại trong bộ lạc, sẽ đoạt vị trí của hắn đi. Tại hồi bộ rơi phải qua trên đường, hắn đã bày ra mai phục, mong muốn chặn giết ta, mặc dù cực lực che giấu sát cơ, nhưng ta tu luyện thiên hỏa hồng liên quyết, đạo tâm như hồng liên tinh khiết, mẫn duệ dị thường, vẫn là bắt được sát khí của hắn. Diệp Thần sầm mặt lại, không nghĩ tới Hoàng Yến trong gia tộc, tồn tại phân tranh, hắn huynh trưởng lại muốn bắt giết hắn. Đã có mai phục, vậy chúng ta là đường vòng đi. Diệp Thần hỏi. Hoàng Yến cười khổ lắc lắc đầu nói, lượn quanh không ra, đó là phải qua đường.
Dừng một chút, hắn lại dẫn điểm kỳ vọng nhìn xem Diệp Thần, nói, đúng rồi, Diệp đại ca, ngươi là Viêm Thiên Đế lão tổ truyền nhân, có lẽ có khả năng do ngươi ra mặt, hòa giải ta cùng ta nhị ca phân tranh, ta một lòng tu luyện, cũng không cố ý cùng hắn tranh quyền đoạt lợi. Diệp Thần cau mày nói, muốn ta ra mặt điều đình. Hoàng Yến gật đầu nói, đúng, Diệp đại ca, bây giờ cũng chỉ có ngươi ra mặt. Nếu như ngươi chịu ra mặt, hỗ trợ điều đình, ta có thể đem cái này cho ngươi. Nói xong, Hoàng Yến móc ra một khối tinh thạch, đưa cho Diệp Thần. Khối này tinh thạch, óng ánh sáng long lanh, mặt ngoài tuyên khắc lấy đạo văn, nhìn kỹ lại, liền có thể thấy tại tinh thạch bên trong, thế mà in một bóng người. Bóng người kia, chính là trong truyền thuyết, Hoàng Thiên Đế thân ảnh. Tinh thạch này, bên trong có Hoàng Thiên Đế thân ảnh, Diệp Thần mắt thường nhìn lại, lập tức thấy một cỗ cực đả kích cường liệt, phảng phất cổ lão Hoàng Thiên Đế, muốn lại xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đây là cái gì? Diệp Thần lấy làm kinh hãi. Hoàng Yến nói, đây là Hoàng Thiên Đế tí hữu chi thạch, là ta tại Hoàng Thiên Thần Quốc lịch lúc luyện, cơ duyên xảo hợp lấy được. Chỉ cần bóp nát viên tinh thạch này, là có thể đạt được Hoàng Thiên Đế tí hữu, nhưng chỉ có thể có hiệu lực một lần. Có Hoàng Thiên Đế tí hữu, coi như là Thiên Đế muốn giết ngươi, ngươi đều có thể ngăn trở, thậm chí phản kích, vô cùng lợi hại. Diệp Thần đạo, đã có lợi hại như vậy tí hữu chi thạch, ngươi cầm đi đối phó ngươi nhị ca không được sao? Hoàng Yến cười khổ nói, không được, một cái, ta không muốn thủ túc tương tàn. Thứ hai, này tí hữu chi thạch, vô cùng cứng rắn, ta cũng không cách nào bóp nát. Diệp đại ca, ngươi ra tay, có lẽ có thể bóp nát. Này tí hữu chi thạch, có thể trở thành mang ngươi một đạo át chủ bài. Nói xong, hắn liền đem tí hữu chi thạch, nhét vào Diệp Thần trong tay. Diệp Thần ước lượng đo một cái, có thể rõ ràng cảm nhận được, tí hữu chi trong đá, ẩn chứa khí tức khủng bố. Đó là Hoàng Thiên Đế khí tức. Một khi bùng nổ, chỉ sợ muốn bao phủ tinh không, ép diệt Thiên Đế, vô cùng mạnh mẽ. Cẩn thận ước lượng một hồi, Diệp Thần có khả năng khẳng định, nếu là hắn ra tay, hoàn toàn chính xác có khả năng bóp nát khối này tí hữu chi thạch. Hoàng Yến, ngươi cùng ngươi nhị ca tranh đấu, ta liền thử một chút ra mặt điều đình, nhưng không bảo đảm nhất định thành công. Diệp Thần trầm ngâm một thoáng, liền đáp ứng, bất quá không có đem lại nói đầy. Hoàng Yến mừng rỡ, nói, vậy thì tốt quá, Diệp đại ca, chỉ cần ngươi chịu ra mặt, ta nhị ca nhất định sẽ nghe lời ngươi. Viêm Thiên Đế lão tổ đạo thống, đều bị ngươi kế thừa, hắn còn có thể ngỗ nghịch lão tổ tông hay sao? Tuy nói tại đầu phục Hoàng Phi Vũ Cơ Nữ Đế về sau, Hoàng Yến cùng tộc nhân của hắn, liền toàn bộ được trao cho Hoàng tộc tổ ấn, thành Hoàng tộc người. Nhưng huyết mạch của bọn hắn, trên bản chất vẫn là Viêm Thiên Đế huyết mạch, là Viêm Thiên Đế hậu duệ, Viêm Thiên Đế là bọn hắn lão tổ tông. Diệp Thần kế thừa Viêm Thiên Đế đạo thống, liền là Viêm Thiên Đế truyền nhân, thân phận thật không đơn giản. Hoàng Yến chỉ muốn, nếu là có Diệp Thần ra mặt, nhất định có thể hóa giải cùng hắn huynh trưởng ở giữa tranh chấp. Thương nghị đã định, Diệp Thần cùng Hoàng Yến, tại nghỉ xong về sau, liền tiếp tục xuất phát. Hoàng Thiên Đế khối kia tí hữu chi thạch, Diệp Thần cất giấu, đây là trọng yếu át chủ bài, thậm chí có thể phản kháng Thiên Đế. Hai người hướng Hoàng Yến chỗ bộ lạc đi đến, dần dần đi vào một chỗ liên miên bên trong dãy núi. Một đầu chật hẹp đường núi, một mực thông hướng phương xa, không có đường khác. Hoàng Yến bộ lạc, kỳ thật dãy núi chỗ sâu, chỉ có một con đường có khả năng đến, địa phương khác tất cả đều là hung thú địa bàn. Diệp Thần đi tại đường núi ở giữa. Hai bên vách núi, ngàn trượng sáp thiên, lạnh lùng cao ngất, hắn chỉ có thể nhìn thấy nhất tuyến bầu trời. Nếu là có người tại hai bên vách núi mai phục, đích thật là rất là nguy hiểm. Đi tại đường núi ở giữa, Hoàng Yến vẻ mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, nói khẽ, Diệp đại ca, ta nhị ca Hoàng Hằng, ngay ở phía trước không xa mai phục, còn có Ngũ Lý Lộ. Diệp Thần gật đầu, nghe được Hoàng Yến lời này, hắn cũng bắt được một luồng thiển thiển sát khí. Mai phục giả ẩn tàng cực sâu, hết thảy khí tức thu lại, mà lại cũng không phải nhằm vào Diệp Thần rất khó phát hiện. Bất quá hắn đạo tâm mẫn duệ, càng là tiến lên, thì càng rõ ràng cảm nhận được âm thầm cất giấu sát khí. Cuối cùng, một đường tiến lên phía dưới, Diệp Thần cùng Hoàng Yến, đã đi tới khoảng cách mai phục điểm, chỉ có trăm bước địa phương xa. Diệp Thần cùng Hoàng Yến nhìn nhau, hai bên vách núi, thoạt nhìn tựa hồ yên tĩnh bình thường.
nhưng hai người đều rõ ràng cảm ứng được, tại vách núi tảng đá cùng bụi cỏ sau lưng, lại là mai phục không ít người. Nhị ca, không cần ẩn núp, ta đều thấy ngươi, ra đi. Hoàng Yến hướng về phía trên núi la lớn. Tại Hoàng Yến tiếng nói vừa ra về sau, trên vách núi, có hơn 20 đạo thân ảnh, lần lượt theo chỗ tiềm ẩn hiện thân ra tới, bọn hắn đều là cầm trong tay cung nỏ, đằng đằng sát khí bộ dáng. Tam đệ, đã lâu không gặp. Một đạo âm lãnh thanh âm truyền xuống. Mở miệng người, là một cái gương mặt âm lệ trẻ tuổi nam tử, đang ở trên cao nhìn xuống Hoàng Yến, cũng cầm trong tay kình nỏ, bên hông đeo trường đao. Diệp Thần đôi mắt ngưng tụ, cái này trẻ tuổi nam tử, nghĩ đến liền là Hoàng Yến huynh trưởng, Hoàng Hằng. Theo Hoàng Hằng khí tức phán đoán, tu vi của hắn đạt đến thiên nguyên cảnh 5 tầng trời. Dùng Diệp Thần thực lực trước mắt, nếu như tại không mượn dùng tiểu cấm yêu huyết long lực lượng, cũng không mượn dùng luân hồi mộ địa lực lượng điều kiện tiên quyết, hắn có khả năng nhảy vọt một cảnh giới, chiến thắng thiên nguyên cảnh 3 tầng trời võ giả. Nếu là đối mặt thiên nguyên cảnh 5 tầng trời, cái kia liền cần hao phí điểm công phu. Đương nhiên, cũng không tính quá khó khăn. Chỉ cần Diệp Thần vận dụng điểm át chủ bài, hắn vẫn là có thể đánh chết loại cấp bậc này tồn tại. Bất quá, Hoàng Yến thỉnh cầu, không phải gọi hắn giết người, mà gọi là hắn ra mặt điều đình phân tranh. Nhị ca, người đem cung nỏ buông xuống, có lời thật tốt nói. Hoàng Yến thấy Hoàng Hằng vẫn là một mặt che lấp đề phòng, cầm nỏ muốn bắn bộ dáng, liền thấy bất đắc dĩ, nói. Hoàng Hằng cười lạnh, nói tam đệ, người có thể biết ta tại đây bên trong mai phục ngươi, tâm tư xác thực mẫn duệ, tu vi của ngươi, tại trên ta. Hoàng Yến hoảng hốt vội nói, nhị ca, ta vô ý cùng ngươi tranh đấu. Hoàng Hằng nói, ha ha, tam đệ, nói thật. Ta cũng không muốn thương tổn ngươi. Nhưng, dưới tay ngươi người, tại biết ngươi muốn trở về sau, bọn hắn đã đối ta động sát tâm. Ta như không giết ngươi, cái kia chết người chính là ta. Tiếng nói vừa ra, Hoàng Hằng liếc mắt ra hiệu, không nói lời gì, kéo căng kình nỏ, tên nỏ đột nhiên bạo sát mà ra. Chung quanh hơn 20 võ giả, cũng là ngang tàng bắn ra tên nỏ. Chỉ một thoáng, phô thiên cái địa tên nỏ. Liền như châu chấu như mưa rơi, hung mãnh hướng về Diệp Thần cùng Hoàng Yến hai người bắn giết tới. Hoàng Yến quá sợ hãi, hắn vừa mới bị Hoang Thiên Thần Quốc đào thải không lâu, nguyên khí còn không có khôi phục, đối mặt này phô thiên cái địa tên nỏ, lại là cố hết sức. Tên nỏ là đặc chế, mũi tên tuyên khắc lấy đặc thù trận văn, đủ để dễ dàng xỏ xuyên qua thiên nguyên cảnh võ giả pháp tắc bản nguyên, phía trên thậm chí còn ngâm kịch độc, giết người tại trong nháy mắt. Diệp Thần nhướng mày, không có nghĩ đến cái này Hoàng Hằng hung ác như thế, nói không có hai câu, liền muốn ra tay giết người. Nhìn xem tên nỏ đầy trời gào thét tới, Diệp Thần không chút hoang mang, thi triển ra song rắn tròm sao thần thuật, thời gian cùng không gian huyền bí pháp tắc, vù vù nở rộ, trong hư không xuất hiện cổ lão song rắn đồ đằng. Hoàng Hằng đám người bắn giết mà đến tên nỏ, lập tức bị đến thời gian pháp tắc hồng lưu trùng kích, giữa không trung đứng im ở. Cho dù có một chút tên nỏ, phá lệ hung mãnh, có thể trực tiếp đánh xuyên thời gian pháp tắc, cuối cùng cũng bị một tầng không gian bình chướng ngăn trở, vô pháp tổn thương đến Diệp Thần cùng Hoàng Yến. Diệp Thần chỉ vừa ra tay, cái kia đủ để bắn giết thiên nguyên cảnh cường giả tên nỏ, liền bị hắn cản lại. Đây là hắn song rắn tròm sao thần thông xảo diệu, cũng không phải là man lực, mà là pháp tắc lực lượng, là thời gian cùng không gian lực lượng. Nếu để cho Diệp Thần dùng man lực chặn đường, hắn cũng chưa chắc có thể cản đến xuống tới. Diệp Thần lại vung tay lên, thu hồi song rắn tròm sao, cái kia rất nhiều tên nỏ liền mất đi lực lượng, dồn dập rớt xuống đất. A, à, nhìn thấy một màn này, Hoàng Hằng lập tức choáng váng, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Thần. Song rắn tròm sao không phải cái gì bình thường thuật pháp, mà là cực kỳ cường hãn tam thập tam thiên thần thuật, ẩn chứa thời gian cùng không gian huyền bí. Hắn lại là không nghĩ tới. Diệp Thần không quan trọng thần đạo cảnh 3 tầng trời, thế mà có thể nắm giữ được như thế thành thạo. Ngươi là ai? Hoàng Hằng hướng về phía Diệp Thần quát, tầm mắt không ngừng trên dưới dò xét, lại thấy Diệp Thần ở bên trong khí tức, thâm bất khả trắc, cực kỳ cường hãn. Luân hồi trận doanh, Diệp Thí Thiên. Diệp Thần thản nhiên nói. Diệp Thí Thiên. Hoàng Hằng nhướng mày, hắn tựa hồ nghe nói qua cái tên này. Nhị ca. Diệp đại ca là luân hồi đạo thống người thừa kế, cũng là Viêm Thiên Đế lão tổ truyền nhân. Lão tổ tông thần thể,
có hơn phân nửa đều đã cùng hắn dung hợp. Hoàng Yến Hoàng nói gấp, mới, luân hồi đạo thống người thừa kế. Hoàng Hằng con ngươi nhất chuyển, cũng là giật mình nghĩ tới, biết trước đây luân hồi chi chủ sau khi mất đi, luân hồi đạo thống liền truyền thừa cho một cái gọi Diệp Thí Thiên người. Hắn vẫn là Viêm Thiên Đế lão tổ truyền nhân. Hoàng Hằng chỉ Diệp Thần, hướng Hoàng Yến hỏi. Hoàng Yến nói, đúng vậy, nhị ca, huynh đệ chúng ta ở giữa tranh đấu, lại nghe một chút Diệp đại ca nói thế nào, hắn dù sao cũng là lão tổ truyền nhân. Hoàng Hằng vẻ mặt âm lãnh, trực tiếp xen lời hắn. Không cần nói. Dừng một chút, hắn ánh mắt mang theo xâm nhiên lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Diệp Thần, nói. Lão tổ tông thiên đế thân, hai tay, đùi phải, đều ở trên thân thể ngươi. Hắn đã mơ hồ bắt được, Diệp Thần trong cơ thể, Viêm Thiên Đế thần thể khí tức. Lão tổ tông thần thể, chỉ có chúng ta có thể kế thừa, ngươi thì tính là cái gì? Diệp Thí Thiên, ngươi một người ngoài, ngươi dám như thế đi quá giới hạn, chiếm lấy lão tổ tông đồ vật. Tiếng nói vừa ra, Hoàng Hằng thân thể vèo một cái, liền từ trên núi lấp lánh thuấn di xuống tới, một trường hướng về Diệp Thần đầu đánh tới, đúng là trực tiếp hạ tử thủ, muốn đem Diệp Thần đánh giết. Nhị ca, không. Hoàng Yến kinh hãi, mong muốn ngăn cản, nhưng hắn bây giờ trạng thái không tốt, tại chỗ liền bị Hoàng Hằng bộc phát ra khí tức, chấn đến liên tiếp lui về phía sau. Hoàng Hằng một trường này, cực kỳ hung mãnh, thiên nguyên cảnh pháp tắc lực lượng, bùng nổ đến cực hạn, trường thế hùng hồn trầm trọng. Đại tiên Phật Thánh Thủ. Diệp Thần sử dụng ra một chiêu đại tiên Phật Thánh Thủ, hai tay kim quang hạo đáng, cùng Hoàng Hằng tay cầm đụng vào nhau. Diệp Thần bị đánh đến lui lại ba bước, Hoàng Hằng thân thể lại là lù lù bất động. Theo hiệp này giao phong, liền có thể nhìn ra, Diệp Thần mặt ngoài chiến lực, cùng thiên nguyên cảnh 5 tầng trời võ giả ở giữa, vẫn là có điểm chênh lệch. Nhưng mà, mặc dù một trưởng đánh lui Diệp Thần, Hoàng Hằng lại không có bao nhiêu vẻ vui thích. Tu vi của hắn, so Diệp Thần cao hơn chừng một cảnh giới có thừa, nhưng mãnh liệt giết ra một trường, cũng chỉ là thoáng đánh lui Diệp Thần thôi. Thậm chí không có thể làm cho Diệp Thần thụ thương. Tiểu tử này có ít đồ. Hoàng Hằng trong lòng âm thầm kiêng kỵ. Siêu siêu siêu. Lúc này, Hoàng Hằng thủ hạ, tại trên vách núi hơn 20 võ giả, nhìn thấy chiến đấu khai hỏa, phản ứng cũng là phi thường cấp tốc, dẫn theo đao kiếm, theo bốn phương tám hướng bay vụt mà xuống, muốn loạn đao loạn kiếm đem Diệp Thần phân thây. Bọn hắn nhân số chiếm cứ lấy ưu thế, cũng sẽ không nhường Hoàng Hằng đơn đả độc đấu. Ngục Hoàng Tà Cung, cho ta trấn áp. Diệp Thần thấy rất nhiều hoang tộc võ giả đánh tới, cũng là không hoảng hốt. Này chút hoang tộc võ giả nhân số tuy nhiều, nhưng thực lực cũng không có giống Hoàng Hằng cường đại như vậy, đại bộ phận là thần đạo cảnh tồn tại, hoàn toàn uy hiếp không được Diệp Thần. Diệp Thần trong tay ma ngục huyết sát chi khí bùng nổ, huyết sắc ma khí cuồn cuộn, tại sau lưng hội tụ ra một tòa to lớn khổng lồ cung điện. Đó chính là Ngục Hoàng Tà Cung. Ngục Hoàng Tà Cung bên trong, có rất nhiều ma thần ngâm sướng, không ngừng truyền ra. Cung điện vùng trời, luân hồi chi bàn chậm rãi chuyển động, phảng phất có thể xoắn nát thế gian hết thảy sinh linh linh hồn. Khủng bố, hoang vu, địa ngục u ám, tinh hồng huyết lục các loại khí tức, không ngừng theo Ngục Hoàng Tà Cung bên trong tản ra, khiến cho người sợ hãi. Đây là tòng ma ngục mệnh tinh bên trong lưu truyền tới thần thông, Diệp Thần mặc dù còn không có thức tỉnh ma ngục mệnh tinh. Nhưng đi theo huyết kiêu Ngục Hoàng tu luyện, đã đem môn thần thông này, nắm giữ được 10 điểm thành thạo. Một màn kinh người xuất hiện, chỉ thấy Diệp Thần phóng xuất ra Ngục Hoàng Tà Cung, Hoàng Hằng thủ hạ hơn 20 võ giả, thân thể lập tức không chịu khống chế, dồn dập hướng Ngục Hoàng Tà Cung bay đi. Ngục Hoàng Tà Cung cung điện đại môn mở ra, giống như là cự thú bồn máu miệng, lại giống như là cái gì đáng sợ hắc động, cuồng bạo hấp xả lực lượng từ trong đó truyền ra. Nương theo lấy một hồi kêu thảm, Hoàng Hằng thủ hạ người, toàn bộ bị Ngục Hoàng Tà Cung nuốt vào. Bước kế tiếp, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, những người này, liền bị ném đến luân hồi chi bàn bên trong đi, sống sờ sờ say nghiền mà chết. Bất quá, Diệp Thần lưu lại một bước, cũng không có lập tức giết người, đem người thôn phệ trở ra, liền tạm thời phong ấn dâng lên. Cái gì? Hoàng Hằng hoảng hốt, tê cả ra đầu, hắn cũng thấy cái kia Ngục Hoàng Tà Cung. Không ngừng truyền ra kinh khủng hấp xả thôn vệ chi lực, nếu như không phải hắn tu vi mạnh mẽ, hắn cũng phải bị nuốt tiến vào. Người đây là cái gì tà pháp? Đem người cho ta phóng xuất.
Hoàng Hằng chấn động vạn phần, rút ra bên hông trường đao, một đao liền hướng về Diệp Thần quay đầu chém đi. Diệp Thần nhìn thấy hắn khí tức hung hãn, đảo cũng khó đối phó. Suy nghĩ chuyển động ở kiểm giữa, Diệp Thần phúc trí tâm linh, đã nhìn thấy phản kích Hoàng Hằng biện pháp. Thiên đế cánh tay, mở. Diệp Thần nhất thanh thanh hát, hai tay hiển hóa ra từng đầu viêm văn, viêm thiên đế cánh tay trực tiếp mở ra, nắm đấm nắm chặt, đúng là hung hãn vô cùng, liền đánh tới hướng Hoàng Hằng đao. Hoàng Hằng kinh hãi, vùng đao chém xuống, lăng lệ lưỡi đao, phá vỡ Diệp Thần ra thịt. Diệp Thần máu tươi chảy ra, nhưng không sợ đau đớn, nắm đấm lực lượng y nguyên hung mãnh, phản kích tới. Tại Diệp Thần nắm đấm phản kích dưới, Hoàng Hằng kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy một cỗ cuồng bạo xích viêm năng lượng, dọc theo thân đao chuyển tới, như dung nham liệt hỏa, điên cuồng tràn vào hắn kinh mạch bên trong, khiến cho hắn vô cùng khó chịu. Hoàng Hằng kêu lên một tiếng đau đớn, trong tay đao liền theo rớt xuống đất, vô cùng chật vật lui lại, cuối cùng rào một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Nhị ca! Hoàng Yến quát to một tiếng, muốn đi qua cứu viện, nhưng tiếp xúc đến Hoàng Hằng băng lãnh che lấp ánh mắt, hắn lại cứng đờ dừng bước. Diệp Thí Thiên, ngươi dám trộm đoạt ta Viêm Thiên Đế lão tổ lực lượng. Hoàng Hằng nhẫn nhịn trong cơ thể khí huyết sôi trào, vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm Diệp Thần. Kỳ thật dùng Diệp Thần thần đạo cảnh ba tầng trời thực lực, mong muốn một quyền đưa hắn binh khí đánh rơi xuống, lại đánh cho hắn thổ huyết, này tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nhưng, Diệp Thần mở ra Thiên Đế cánh tay, nương tựa theo Viêm Thiên Đế lực lượng, lại là có thể một quyền làm đến. Hoàng Hằng coi như đầu phục Hoang Phi Vũ Cơ, thành Hoang tộc một phần tử, nhưng trên bản chất vẫn là Viêm Thiên Đế hậu duệ. Viêm Thiên Đế lực lượng, với hắn mà nói, có mãnh liệt khắc chế lực lượng, đủ để đột phá cảnh giới chênh lệch. Hoàng Hằng, ngươi không phải địch thủ của ta, ngươi nếu là chịu nhận thua, chúng ta liền hảo hảo nói chuyện. Diệp Thần lạnh nhạt nói, hắn đã biết chiến thắng Hoàng Hằng biện pháp, cái kia chính là lợi dụng Viêm Thiên Đế lực lượng, không cần vận dụng mặt khác át chủ bài. Người cái này đi quá giới hạn người, người còn không có tư cách ở trước mặt ta hung hăng càn quấy. Hoàng Hằng giận dữ, mặc dù thụ thương, cũng không có bất kỳ cái gì muốn khuất phục ý tứ. Đại Hoàng chết ấn, diệt sát. Dưới cơn thịnh nộ, Hoàng Hằng đè xuống thương thế, hai tay kết ấn, sử dụng ra một chiêu hoang tộc võ học, Đại Hoàng chết ấn, đối diện oanh sát hướng Diệp Thần. Này Đại Hoàng chết ấn một bộc phát ra, lập tức, hoang cổ, tịch diệt, bất hủ khí tức. Liền lăn lăn dâng trào, làm cho chung quanh núi đá cây cối, đều phai màu thành hắc bạch, lọt vào hoang cổ khí tức đục khoét, phảng phất liền thiên địa đều muốn ma diệt, làm thiên muốn biến thành hắc bạch màu sắc, cực kỳ khủng bố. Bất quá, này kinh khủng đại hoang chết ấn, cũng không có thể gây tổn thương cho hại đến Diệp Thần. Diệp Thần thân thể, cũng không nhận được bất luận cái gì hoang cổ khí tức ăn mòn, ngược lại bộc phát ra sáng chói thần quang, chiếu rọi người con mắt. Thiên đế thân, mở. Tại Hoàng Hằng đại hoang chết ấn đánh tới trong nháy mắt, Diệp Thần không tránh không né, trực tiếp mở ra ra thiên đế thân. Viêm thiên đế thân mở ra, Diệp Thần quần áo hòa tan, triển lộ ra một thân toàn bộ màu đỏ tráng kiện cơ bắp, phía trên đốt ngọn lửa bùng cháy, nóng rực viêm mang đang lưu chuyển, từng đạo cổ lão hỏa chi phù văn liền tốt giống như đồ đằng. Hoàng Hằng thủ ấn, hung hăng đánh vào Diệp Thần trên thân. Diệp Thần thân thể lại là lù lù bất động, lại từ trong thân thể, phát ra một hồi vù vù, như cổ lão hoàng chuông, khoan thai khiến người tỉnh ngộ. Bạch bạch bạch, Hoàng Hằng lại bị chấn đến liên tiếp lui về phía sau, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Hắn đủ để đánh nổ thương khung một trường, lại không có thể dung chuyển Diệp Thần một chút. Diệp Thần thân thể, đã hiển hóa ra Viêm Thiên Đế thân đại khí tượng. Hoàng Hằng là Viêm Thiên Đế hậu duệ, lực lượng của hắn oanh kích đến Diệp Thần trên thân, 10 thành bị tan mất 7 thành, tự nhiên không phát huy ra nhiều ít hiệu quả. Kế thừa Viêm Thiên Đế đạo thống Diệp Thần, tại Hoàng Hằng trước mặt, liền là một tòa núi cao nguy nga. Không, người cái này đi quá giới hạn người, ta muốn làm thịt ngươi. Hoàng Hằng triệt để nổi giận, toàn thân khí huyết bùng cháy, liền muốn liều mạng. Răng rắc, nhưng lúc này, Diệp Thần đùi phải đã một cước đá ra, dùng bôn lôi uy thế hung hăng quét vào Hoàng Hằng trên hai chân. Một cước này 10 điểm hung mãnh, Diệp Thần mở ra Viêm Thiên Đế đùi phải lực lượng, như có thần trợ. Hoàng Hằng tu vi đi đến thiên nguyên cảnh 5 tầng trời, tại Diệp Thần ra chân trong nháy mắt, hắn liền có cảm ứng,
mong muốn tránh né. Nhưng, hắn tinh thần, nhưng thật giống như lọt vào một cỗ lực lượng vô hình bắt chẹt, thân thể cứng ngắc bất động, vô pháp né tránh, mạnh mẽ bị Diệp Thần đá trúng, hai chân phảng phất tại chỗ đứt gãy, chật vật quỳ rạp xuống đất. Đây là Viêm Thiên Đế ý chí áp chế. Diệp Thần mở ra Thiên Đế cánh tay, Thiên Đế thân, Thiên Đế chân, chỗ bộc phát ra khí thế, thực sự quá hung mãnh, hắn trong lúc phất tay, cũng là tràn ngập Viêm Thiên Đế uy nghiêm cổ xưa. Tại đây cỗ uy nghiêm ý chí áp chế dưới, Hoàng Hằng hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Hai chân gãy xương truyền đến đau đớn, làm cho Hoàng Hằng ngũ quan vặn vẹo, khuôn mặt đều thành màu gan heo. Nhị ca, Hoàng Yến bước nhanh đến phía trước đến, nhớ lấy tình huynh đệ, không đành lòng Hoàng Hằng thụ thương. Diệp Thần khoát tay, ra hiệu Hoàng Yến không nên hoảng hốt, ngưng mắt nhìn về phía Hoàng Hằng, thản nhiên nói. Hiện tại chúng ta có khả năng nói chuyện rồi sao? Đang khi nói chuyện, Diệp Thần đem phong ấn tại Ngục Hoàng Tà Cung bên trong, Hoàng Hằng thủ hạ người, toàn bộ phóng ra. Được phóng thích đám người, ngốc ngốc nhìn xem quỳ rạp xuống đất Hoàng Hằng, lại nhìn xem Diệp Thần toàn thân kim xích hào quang lấp lánh, Viêm Thiên Đế uy nghiêm ra thân uy mãnh bộ dáng, đều là rung động đến nói không ra lời. Hốt hoảng ở giữa, bọn hắn chỉ cảm thấy, đứng tại trước mặt bọn hắn, cũng không là Diệp Thần, mà là chân chính Viêm Thiên Đế, là bọn hắn lão tổ tông. Hoàng Hằng cũng là thân thể run rẩy, nhưng vẫn không có khuất phục ý tứ, ánh mắt băng lãnh. Diệp Thần thản nhiên nói, ngươi cùng Hoàng Yến, huynh đệ các ngươi ở giữa sự tình, ta một ngoại nhân, khó mà nói quá nhiều. Nhưng, Hoàng Yến là bằng hữu của ta, ngươi dám giết hắn, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hoàng Hằng nghe Diệp Thần, phi một tiếng, phun một bãi nước miếng, nói, ngươi một ngoại nhân, đi quá giới hạn người, còn không có tư cách nhúng tay chúng ta hoàng tộc sự tình. Diệp Thần im lặng, không tiếp tục nói quá nhiều, mà là phóng xuất ra kinh cức phương tọa năng lượng, từng đầu kinh cức, đem Hoàng Hằng thân thể buộc chặt, triệt để gông cùm xiềng xích. Kinh cức gai ngược, đâm vào Hoàng Hằng trong da, nhưng Hoàng Hằng hừ đều không hừ một tiếng, cưỡng ép nhẫn nại lấy, tính tình cũng là 10 điểm quật cường. Nhị thiếu gia, Hoàng Hằng thủ hạ đám võ giả, thấy thế dồn dập kinh hãi, nhìn hằm hằm Diệp Thần, nhưng khi cảm nhận được Diệp Thần khí tức mạnh mẽ về sau, bọn hắn lại cúi đầu xuống, một mặt nuôi đốn. Dùng bọn hắn thực lực, cũng không có tư cách cùng Diệp Thần khiêu chiến. Diệp Thần trói chặt lại Hoàng Hằng, liền đem kinh cức dây thường giao cho Hoàng Yến trong tay, nói, Hoàng Yến, huynh đệ các ngươi ở giữa sự tình, ta một ngoại nhân, khó mà điều đình. Ta đem người giao cho ngươi, ngươi tự mình xử lý. Hoàng Yến ngẩn ngơ, nhìn xem bị trói Hoàng Hằng, 10 điểm áy náy, kêu một tiếng, nhị ca. Hoàng Hằng cười ha ha, tóc xõa xuống, nói, Hoàng Yến, ngươi mời tốt giúp đỡ, ta tài nghệ không bằng người, không lời nào để nói, muốn chém giết muốn dóc thịt, liền tùy ngươi. Hoàng Yến vội la lên, không phải, nhị ca, ai, chúng ta về nhà trước lại nói, ta không muốn cùng ngươi tranh, ta gọi cha đem gia tộc quyền hành truyền cho ngươi là được. Hoàng Hằng trong lòng khẽ động, nhưng lại không tin, hừ một tiếng. Tại quen thuộc tranh quyền đoạt lợi người xem ra, thế gian tất cả mọi người, đều là muốn tranh quyền đoạt lợi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hoàng Yến vô pháp giải thích, đành phải mang theo Hoàng Hằng, hướng gia tộc bộ lạc phương hướng đi đến. Hoàng Hằng bị kinh cức buộc chặt lấy, mỗi đi một bước, liền có máu tươi thẩm thấu ra kinh cức, từ trên người hắn nhỏ giọt xuống, hơi có chút nhìn thấy mà giật mình. Nhưng hắn thủy chung không nói một lời, tính nết 10 điểm cường hãn. Dưới tay hắn đám người, thì là ảm đạm cúi đầu. Dọc theo đường núi, một đường tiến lên, trên đường không tiếp tục xảy ra bất trắc, rất nhanh, Diệp Thần ngay tại dãy núi chỗ sâu, xa xa thấy được một chỗ bộ lạc nơi ở, chiếm diện tích 10 điểm rộng lớn. Tại bộ lạc thôn về sau, còn có một gốc 10 điểm to lớn tươi tốt cây hoa anh đào, có tới cao trăm trượng, cành lá chập chờn, cánh hoa theo gió tung bay, toàn bộ bộ lạc đều bao phủ tại cái kia cây hoa anh đào phía dưới. Lúc này chính là trạng vạng tối, cái kia bộ lạc khắp nơi trong phòng, khói bếp lượn lờ bay lên, một bộ bình tĩnh an tường cảnh tượng. Hoàng Hằng đột nhiên đứng vững bước chân, nói tam đệ, ngươi thiên phú thực lực đều thắng ta, nhưng muốn ta thần phục ngươi, nhưng cũng không dễ dàng như vậy. Trừ phi, ngươi có thể kế thừa lão tổ tông đạo thống. Hoàng Yến nhất thời không có phản ứng lại, nói cái gì. Hoàng Hằng ánh mắt mang theo vẻ lạnh lùng, lườm Diệp Thần liếc mắt.
nói cái này người cướp đi Viêm Thiên Đế lão tổ đạo thống, người đoạt lại là được. Nếu là người có thể kế thừa Thiên Đế thân, Thiên Đế cánh tay, Thiên Đế chân, đạt được lão tổ tông tán thành, ta nhất định chỉ nghe lệnh ngươi. Hoàng Yến quá sợ hãi, nói, không được, nhị ca, người biết nói sao đây. Diệp đại ca đã được đến Viêm Thiên Đế lão tổ tán thành, hắn liền là lão tổ tông công nhận truyền nhân, ta lại sao có thể tước đoạt hắn đồ vật. Viêm Thiên Đế thân, Thiên Đế cánh tay các loại, đã hoàn toàn cùng Diệp thần hòa làm một thể, nếu như tước đoạt, vậy thì tương đương với giết chết Diệp thần. Hoàng Yến dĩ nhiên không muốn thương tổn Diệp thần. Hoàng Hằng cười lạnh, nói tam đệ, ngươi trời sinh tính nhân từ nhát gan, lão tổ tông đồ vật, bị ngoại nhân cướp đi, ngươi còn thờ ơ. Dừng một chút, hắn đột nhiên lớn tiếng kêu lên, cha, chư vị trưởng lão, đi quá giới hạn người ở đây, các ngươi còn không mau mau ra tới bắt. Thanh âm này hạ xuống, bộ lạc trong thôn trang, bỗng nhiên bạo động, từng đạo kinh thiên thần mang vọt lên, khí lưu gào thét, bão táp nổ tung. Chỉ thấy một người trung niên, mang theo rất nhiều lão giả, theo trong thôn trang bắn ra. Trung niên nhân kia khí tức, lại là cường đại nhất, thân hình thoăn thoắt, toàn thân lộ ra xưa cũ hồng hoang dã man khí, trên da hội họa có dã thú đồ đằng. Cha, chư vị trưởng lão. Hoàng Yến nhìn thấy trung niên nhân kia cùng rất nhiều lão giả, hơi có chút lúng túng, hướng Diệp thần đạo. Diệp đại ca, đây là cha ta. Trung niên nhân kia ánh mắt sắc bén, nhìn một chút bị kinh cước buộc chặt Hoàng Hằng, lại nhìn một chút Diệp thần, thanh âm lạnh lùng nói. Tại hạ Hoàng Tuân, không biết khuyển tử có cái gì đắc tội các hạ địa phương, lại muốn các hạ xuất thủ như thế làm nhục. Đang khi nói chuyện, hắn trong nháy mắt, một luồng thần quang bắn ra, rơi xuống Hoàng Hằng trên thân. Hoàng Hằng trên người kinh cước dây leo, lập tức liền khô héo, hóa thành cho tàn rơi xuống. Hoàng Hằng khôi phục tự do, kinh hỉ vạn phần, đi đến Hoàng Tuân bên người, cung kính kêu một tiếng cha. Diệp thần sầm mặt lại, cảm giác được thực lực của đối phương rất mạnh, đồng thời kẻ đến không thiện, liền hướng Hoàng Tuân nói, tiền bối, ta cũng không phải là cố ý làm nhục, chẳng qua là vị này Hoàng Hằng thiếu gia, mong muốn giết hại thủ túc, ta cũng là bất đắc dĩ. Vừa mới tại vách núi phát sinh sự tình, Hoàng Hằng phục kích muốn giết người, Diệp thần cuối cùng lại trấn ẩn náu các loại, những việc này, liền phát sinh ở bộ lạc thôn trang phụ cận, thiên cơ xúc động, Hoàng Tuân cùng ở đây trưởng lão, nhất định là biết đến. Nhưng bây giờ, Hoàng Tuân trong giọng nói, lại đối Diệp thần mang theo địch ý, hùng hổ dọa người, cái này khiến Diệp thần cảm nhận được nguy hiểm. Chỉ nghe Hoàng Tuân hừ một tiếng, nói, liền tính huynh đệ bọn họ tương tàn, đó cũng là ta Hoàng tộc nội bộ sự tình, không tới phiên ngươi một ngoại nhân nhúng tay. Ta nhà Hằng Nhi nói không sai, ngươi là một cái đi quá giới hạn người, đánh cắp Viêm Thiên Đế lão tổ thần thể, ngươi tội đáng chết vạn lần. Dứt lời, Hoàng Tuân bỗng nhiên ra tay, tay cầm tựa như tia chớp, đâm về Diệp thần tâm bẩn, đúng là nghĩ nhất kích mất mạng. Diệp thần giật nảy cả mình, không nghĩ tới Hoàng Hằng hung ác, phụ thân hắn Hoàng Tuân ác hơn, vừa thấy mặt liền động sát thủ, hoàn toàn không để ý đến thân phận. Phải biết, Diệp thần chẳng qua là thần đạo cảnh võ giả, Hoàng Tuân tu vi cảnh giới cao hơn hắn ra rất nhiều. Lấy lớn hiếp nhỏ, nhân quả tiêm nhiễm 10 điểm to lớn, nhưng Hoàng Tuân hoàn toàn không để ý điểm này, nói rõ liền là muốn giết Diệp thần, chiếm lấy Viêm Thiên Đế thần thể. Cha, không muốn. Hoàng Yến hoảng hốt biến sắc, vội vàng đứng ra, ngăn ở Hoàng Tuân trước mặt. Hoàng Tuân đâm về Diệp thần tâm bẩn tay cầm, liền muốn đâm chọt Hoàng Yến trên thân. Trong lúc nguy cấp, Hoàng Tuân vội vàng rút tay về, cưỡng ép đem trưởng lực thu hồi lại là cắn trả tự thân, khí huyết sôi trào, khuôn mặt đỏ lên, suýt chút nữa thì thổ huyết. Cha, Diệp đại ca là bằng hữu ta, người không thể thương tổn hắn. Hoàng Yến cắn răng nói. Diệp thần kế thừa Viêm Thiên Đế đạo thống, trong mắt hắn, Diệp thần liền là Viêm Thiên Đế truyền nhân. Nếu là Hoàng tộc tổn thương Diệp thần, loại kia cùng ngỗ nghịch Viêm Thiên Đế. Hắn tình nguyện là chết, cũng không muốn mạo phạm tổ tiên. Yến Nhi, người thế mà giữ gìn một ngoại nhân. Hoàng Tuân chấn nộ, mắt nhìn lấy Diệp thần, lộ ra sâm nghiêm sát cơ, hướng chung quanh trưởng lão nói. Chư vị trưởng lão, đưa hắn bắt lại. Nghe vậy, chúng trưởng lão tầm mắt phát lạnh, lập tức nổi lên ra tay, thi triển ra đại hoang không trải qua bên trong tuyệt học, đại hoang chết ấn, đại hoang thiên lão chỉ, vạn giới hoang diệt thuật các loại. Còn có cường hãn nhất một chiêu, đại hoang thâu thiên thuật.
Đại hoang không đã là hoang tộc tuyệt học, một chiêu mạnh nhất liền là đại hoang thâu thiên thuật, có thể đánh cắp hết thảy. Chỉ một thoáng, Diệp Thần cảm giác với bản thân trong đan điền linh khí, điên cuồng bị chúng trưởng lão đánh cắp rút ra, muốn lâm vào khô kiệt trạng thái. Chúng trưởng lão tu vi lại 10 điểm hung mãnh, một trưởng hướng hắn đánh tới, hắn lập tức lâm vào trong tuyệt cảnh. Diệp Thần sầm mặt lại, tinh thần câu thông luân hồi mộ địa, muốn mượn dùng tiểu cấm yêu hoặc là huyết kiêu ngục hoàng lực lượng phản kích, lại nghe huyết kiêu ngục hoàng nói. Mộ chủ, lại nhẫn nại một thoáng. Diệp Thần thấy huyết kiêu ngục hoàng không có phản kích ý tứ, có chút ngoài ý muốn. Như thế chỉ hoãn một thoáng, Diệp Thần trong đan điền linh khí, đã bị hoang tộc chúng trưởng lão rút sạch. Chúng trưởng lão lại một trưởng đánh tới trên người hắn, hắn lập tức xương cốt đứt gãy, kinh mạch cũng đứt gãy, bị trọng thương, bị trở tay bắt giữ. Hoàng Tuân thấy Diệp Thần đã bị cầm, lạnh lùng nói, đem tiểu tử này quan tới ngục giam, lại tìm cái ngày lành đẹp trời, giết hắn cung phụng cho Hoàng Thiên Đế đại nhân, thuận tiện đoạt lại Viêm Thiên Đế lão tổ thần thể. Chúng trưởng lão nói, đúng, liền áp lấy Diệp Thần xuống. Diệp Thần đã chịu trọng thương, nhưng kỳ thật còn có phản kháng thủ đoạn, một là vạn hoa đồng huyễn giới bên trong tiểu mộng cùng thân hạc, hai là trước đây Hoàng Yến cho hắn Hoàng Thiên Đế tí hữu chi thạch, đều có thể lật bàn. Mộ chủ, đừng xúc động. Nhưng, huyết kiêu ngục hoàng lại ngừng lại Diệp Thần, gọi hắn không nên vọng động. Diệp Thần không rõ ràng cho lắm, nhưng lựa chọn tin tưởng huyết kiêu ngục hoàng, liền tạm thời vì tù nhân. Hoàng Yến thấy chúng trưởng lão áp đi Diệp Thần, lập tức bối rối kinh động, kêu lên. Cha, ngươi mau thả Diệp đại ca. Hoàng Tuân hừ một tiếng, giơ tay lên một cái, nói Yến Nhi, ngươi bị ngoại nhân mê hoặc. Hướng Hoàng Hằng nói, Hằng Nhi, mang đệ đệ ngươi đi về nghỉ. Hoàng Hằng thấy Diệp Thần bị bắt, đã sớm lộ ra vui mừng nụ cười, nghe được Hoàng Tuân, liền đáp, được rồi, cha, chờ đoạt lại Viêm Thiên Đế lão tổ thần thể, liền để ta tới kế thừa. Hoàng Tuân híp mắt gật đầu nói, đó là đương nhiên, đệ đệ ngươi đã bị ngoại nhân mê hoặc, bây giờ cũng chỉ có ngươi, có thể kế thừa lão tổ tông đạo thống. Hoàng Hằng mừng rỡ, nói, đa tạ cha. Ngay sau đó, Hoàng Hằng liền cưỡng ép đem Hoàng Yến mang về trong bộ lạc. Đến mức Diệp Thần, thì bị hoang tộc mấy cái trưởng lão, bắt giữ lấy bộ lạc thôn sau trang núi. Trước núi, là một tòa rộng lớn quảng trường. Quảng trường hai phía, các đứng sừng sững lấy một tòa pho tượng. Diệp Thần xem xét, quảng trường bên trên hai tòa pho tượng, phân biệt là Viêm Thiên Đế cùng Hoàng Thiên Đế pho tượng. Hoàng Tuân, Hoàng Hằng, Hoàng Yến bộ tộc này thân phận, hết sức đặc thù. Bọn hắn hôm nay, là hoang tộc người. Nhưng ở cực kỳ lâu trước kia, bọn hắn là Viêm Thiên Đế con dân, lệ thuộc anh chủng thế gia. Mặc dù quy thuận hoang tộc, thành hoang tộc người, bọn hắn cũng không có quên gốc, còn tại thờ phụng Viêm Thiên Đế, vĩnh viễn. Cho nên quảng trường bên trên, liền có Viêm Thiên Đế cùng Hoàng Thiên Đế pho tượng. Trong sân rộng, thì là một tòa tế đàn, dùng tới cung phụng hai vị thiên đế. Bất quá! Viêm Thiên Đế đã chán ghét thế gian, đã sớm triệt để biến mất, sẽ không lại đáp lại thế gian bất kỳ cầu nguyện, cũng sẽ không tiếp nhận cung phụng. Cho nên, tòa tế đàn này, chủ yếu là dùng tới cung phụng Hoàng Thiên Đế. Hoàng Thiên Đế cũng chưa chết, hắn chẳng qua là tự chém tu vi ẩn chui, hắn sẽ tiếp nhận tín đồ cung phụng, cũng tại lúc khi tối hậu trọng yếu đáp lại chúc phúc. Đương nhiên, trên người hắn mang nhân quả quá lớn, chỉ có tại vô cùng lúc cần thiết. Mới có thể trên thế gian buông xuống hạ chính mình ý chí. Diệp Thần bị giam đến hậu sơn trong ngục giam, này tòa ngục giam xây dựa lưng vào núi, có lấy trùng điệp phong cấm. Tiểu tử, ngươi là đi quá giới hạn người, chiếm lấy Viêm Thiên Đế lão tổ thần thể, ngươi phải chết, ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Bất quá, ngươi đem Tam thiếu gia mang về, cũng tính công lao một kiện, đến lúc đó đưa ngươi bên trên tế đàn, chúng ta sẽ cho ngươi một thống khoái. Mấy cái trưởng lão lấy ra từng đầu cấm chế xích sắt, một mực trói chặt lại Diệp Thần, sau đó liền xoay người đi. Bọn hắn cũng không để lại người trông giữ Diệp Thần, bởi vì không cần thiết. Diệp Thần cấm chế trên người xích sắt, là đặc thù chế tạo, liền thượng vị thần đều có thể cầm tù, chớ nói chi là Diệp Thần cái này thần đạo cảnh hạ vị thần. Tiền bối, vì sao không cho ta phản kháng? Diệp Thần thở ra một hơi, chỉ cảm thấy toàn thân trống rỗng. Đan điền linh khí đều bị rút đi, hắn tại chậm rãi điều tức khôi phục, tinh thần câu thông luân hồi mộ địa, hướng huyết kiêu ngục hoàng hỏi.
Huyết Kiêu Ngục Hoàng lắc lắc đầu nói, đừng quên mục tiêu của chúng ta, là muốn đi vào Hoang Thiên Thần Quốc, không cần thiết tại những người này trên thân lãng phí sức lực. Nếu là vạch mặt, một trận đại chiến không thể tránh được. Diệp Thần nhếch nhếch miệng, nói, bọn hắn đều muốn giết chết ta. Đang khi nói chuyện, Diệp Thần đôi mắt, bỗng nhiên hóa thành huyết hồng, hiện ra vạn hoa đồng dị tượng. Đan điền linh khí trống rỗng, cũng không thể ngăn cản hắn mở ra vạn hoa đồng huyết nhãn, môn này thần thuật đã thành thân thể của hắn máu thịt một bộ phận. Chân huyễn chuyển hóa, phá. Diệp Thần trong đồng tử vạn hoa đồng, cấp tốc chuyển động, huyễn tưởng pháp tắc vận chuyển. Hắn bị xích sắt cầm tù, cái này chân thực sự kiện, tại vạn hoa đồng huyết nhãn ảnh hưởng dưới, liền theo chân thực biến thành hư ảo. Xoạt kéo. Từng đầu xích sắt, phảng phất lọt vào quỷ dị lực lượng ăn mòn, dồn dập từ trên người Diệp Thần rớt xuống. Diệp Thần khôi phục tự do, móc ra một chút chữa thương hồi khí đan dược, nuốt vào đến, cũng thu hồi vạn hoa đồng huyết nhãn, miễn cho tấp nập sử dụng thương thân. Này vạn hoa đồng huyết nhãn, vô cùng lợi hại, chuyển hóa chân thực huyễn tưởng, thậm chí là biến giả trở thành sự thật. Tự thân tao ngộ đủ loại mặt trái trạng thái, đều có thể lợi dụng vạn hoa đồng huyết nhãn, chuyển hóa thành ảo giác, từ đó thoát khỏi hết thảy ảnh hưởng trái chiều, thậm chí liền tử vong chân thực, đều có thể hóa thành ảo giác. Diệp Thần bây giờ vạn hoa đồng huyết nhãn, tu vi tạo nghệ đã vô cùng cao, càng là sử dụng, liền càng có thể thấy môn này thần thuật lợi hại, không hổ là có thể tại tam thập tam thiên thần thuật bên trong, bài danh đệ tứ tồn tại. Hắn khôi phục tự do về sau, lại dựa vào đan dược trị liệu, cùng tự thân luân hồi huyết mạch mạnh mẽ, thương thế nguyên khí liền rất nhanh khôi phục. Coi như bây giờ tránh khỏi đại chiến, ta lại như thế nào tiến vào Hoang Thiên Thần Quốc? Diệp Thần vuốt vuốt thủ đoạn, hoạt động một chút gân cốt, hiện tại hắn là khôi phục tự do, muốn đi tùy thời đều có thể đi. Nhưng coi như rời đi, lại có thể đi nơi nào, Hoang Thiên Thần Quốc bên ngoài có tinh bích hệ bảo hộ lấy, hắn căn bản không có khả năng cứng rắn xông vào. Huyết Kiêu Ngục Hoàng nói, cái kia Hoàng Yến không phải đã nói rồi sao? Nếu là có thể thông qua Hoang tộc thí luyện, là có thể tiến vào Hoang Thiên Thần Quốc. Tham gia Hoang tộc thí luyện, nhất định phải là Hoang tộc người. Người hướng Hoang Thiên Đế tế đàn cung phụng, liền có Hoang tộc tổ ấn, tạm thời trở thành Hoang tộc người. Huyết Kiêu Ngục Hoàng tâm tư mẫn duệ, nhòm ngó đến một con đường sáng, liền là tham gia Hoang tộc thí luyện, trực tiếp tiến vào Hoang Thiên Thần Quốc, nhưng Diệp Thần tự mình đi tiếp xúc Hoang Phi Vũ Cơ, hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Diệp Thần tâm bên trong khẽ động, tại ngục giam bên ngoài, liền có một cái Hoang Thiên Đế tế đàn, chỉ cần cung phụng tế đàn là có thể đạt được Hoang Thiên Đế ban cho Hoang tộc tổ ấn, theo mà trở thành Hoang tộc người. Cái kia Hoang tộc thí luyện tổ chức chỗ, ở nơi nào, chúng ta còn không biết. Diệp Thần đạo, từng bước một đến, người lấy được trước Hoang tộc tổ ấn lại nói. Huyết Kiêu Ngục Hoàng nói. Diệp Thần tâm nghĩ cũng thế, chỉ muốn lấy được Hoang tộc tổ ấn, trở thành Hoang Thiên Đế con dân, hắn tự nhiên có khả năng suy tính cảm giác nơi này hết thảy. Ngay sau đó, Diệp Thần đợi đến đêm khuya, chờ đến Hoang tộc bộ lạc người, đều ngủ yên về sau, mới đi ra khỏi ngục giam. Dưới bóng đêm, ngục giam trước quảng trường, một mảnh u tĩnh, cái kia tòa cổ xưa tế đàn, lẳng lặng đứng sừng sững lấy. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, leo lên tế đàn, mặt hướng Hoang Thiên Đế pho tượng, chậm rãi rút kiếm cắt vỡ lòng bàn tay, nhường máu tươi của mình, nhỏ xuống đến trên tế đàn. Cung phụng Hoang Thiên Đế, cần tế phẩm. Mà Diệp Thần máu tươi, liền là tốt nhất tế phẩm. Ông, máu tươi nhỏ xuống đến tế đàn bên trên về sau, một hồi vù vù vang lên, tế đàn thượng thần ánh sáng tuôn ra đáng, rất nhiều màu sắc hào quang, hội tụ tại Diệp Thần trên thân, cuối cùng tại lòng bàn tay của hắn, tạo thành một đạo đặc thù ấn ký. Này đạo ấn ký, là một cái cổ lão thâm ảo, như hình chim hoang chữ, chính là Hoang tộc tổ ấn. Hoang Thiên Đế từng nói, chỉ cần thành tâm cung phụng hắn, đều có thể đạt được Hoang tộc tổ ấn chúc phúc, trở thành con dân của hắn. Có Hoang tộc tổ ấn gia trì, tu luyện Hoang Thiên Đế đạo pháp, đem sẽ đưa đến làm ít công to hiệu quả. Cái này là Hoang tộc tổ ấn sao? Diệp Thần nhìn xem trong lòng bàn tay ấn ký, trong thoáng chốc cảm giác với bản thân đối đại hoang không trải qua minh ngộ, tăng lên rất nhiều, trong đó đại hoang thâu thiên thuật tu vi, rất có tiến bộ. Trong lòng của hắn âm thầm bội phục, Hoang Thiên Đế lực lượng quả nhiên lợi hại, coi như đã tự chém tu vi ẩn đột, y nguyên bảo hộ lấy thờ phụng tín đồ của hắn. Mà lại,
Hoàng Thiên Đế lòng dạ rộng lớn, không bức bách bất luận cái gì người, nếu như ngươi không hài lòng, tại trong vòng trăm ngày, tùy thời có thể dùng xóa sạch trong tay ấn ký, chặt đứt nhân quả. Nếu quả thật tâm quy y, trăm ngày sau, này đạo hoang tộc tổ ấn, mới có thể chậm rãi chân chính dung nhập trong cơ thể của ngươi. Hoàng Thiên Đế, không biết ngươi ẩn độn ở nơi nào. Diệp Thần ngước nhìn Hoàng Thiên Đế pho tượng to lớn, tự lẩm bẩm, thật nghĩ trực tiếp gặp mặt Hoàng Thiên Đế, mà không phải chỉ là đi gặp hắn hậu nhân. Nếu có thể nhìn thấy Hoàng Thiên Đế, nghĩ đến thần khổng lồ Titan cũng sẽ thật cao hứng, hết sức xúc động. Ngay tại Diệp Thần ngưỡng vọng Hoàng Thiên Đế pho tượng thời điểm, hắn chợt nhìn thấy một màn kinh người. Cái kia Hoàng Thiên Đế pho tượng con mắt, tựa hồ nháy một cái. Này một màn kinh người, lập tức nhường Diệp Thần kinh ngạc. Sau đó, hắn thấy trước mắt ánh mắt vặn vẹo, bên tai rung động ầm ầm, cả người đầu một hồi trời đất quay cuồng. Đợi đến xoay tròn lắng lại, Diệp Thần lại là kinh hỉ phát hiện, mình đã không tại tế đàn bên trên, mà là xuất hiện ở một mảnh như mộng như ảo, khói mù vân hải vần quanh địa phương. Hoàng Thiên Đế, ngươi ở đâu? Diệp Thần ngẩn ngơ, trong lòng có loại vô cùng trực giác bén nhạy, nhất định là Hoàng Thiên Đế đưa hắn triệu hoán tới đây. Tại, ta một mực đều ở nơi này. Một đạo trầm ổn hùng hồn tiếng nói, tại Diệp Thần bên tai vang lên, lại phảng phất đến từ thiên địa mênh mang biển mây bốn phía, theo mỗi trong một cái góc truyền đến. Sau đó, Diệp Thần liền thấy, bốn chu vân hải bốc lên, hiển lộ ra bầu trời, đại địa, dãy núi, thành trì phế tích, chim bay cá nhảy các loại cảnh tượng, thế giới đường nét rõ ràng lên, nhưng là một cái no bụng trải qua khói lửa chiến loạn thế giới, kiến trúc cung điện thành trì, đều thành phế tích, máu tươi cùng thi thể nhìn thấy mà giật mình, máu tươi hội tụ thành dòng sông tại đại địa chảy xuôi theo. Tại đây mảnh chiến loạn phế tích thế giới, Diệp Thần thấy được một đạo vô cùng vĩ ngạn thân ảnh, giống như liền ở trước mặt hắn, cũng rất giống xa cuối chân trời. Thân ảnh kia đứng lặng lấy, quay lưng Diệp Thần, cũng giống như quay lưng chúng sinh, trên người có một cỗ rực rỡ chiến khí trùng thiên, chiếu rọi chư thế. Mặc dù chỉ là một đạo bóng lưng, nhưng Diệp Thần biết, đó chính là Hoàng Thiên Đế. Hắn bị triệu hoán đến Hoàng Thiên Đế thế giới. Hoàng Thiên Đế, là ngươi. Diệp Thần kinh hỉ vạn phần, nhanh chân hướng về Hoàng Thiên Đế thân ảnh chạy mà đi. Nhưng, hết sức quỷ dị, vô luận hắn làm sao chạy, đều không thể tiếp cận Hoàng Thiên Đế thân ảnh. Đạo thân ảnh kia, như tại gang tấc, rồi lại xa cuối chân trời, mười điểm cô độc, lạnh lẽo. Chạy một hồi, Diệp Thần cảm giác thở hổn hển, không đủ lực. Hắn kinh ngạc phát hiện, cái thế giới này pháp tắc, uy áp to lớn, hắn linh khí bị áp chế lấy, vô pháp điều động. Trên thân thật nhiều át chủ bài, cũng bị một cỗ vô hình lực lượng giam cầm. Không dùng qua đến, năm đó ta uống xong ác mộng suối chi thủy, trên thân ác mộng sát rất nặng, người nếu là cưỡng ép tiếp cận ta, chỉ có một con đường chết. Hoàng Thiên Đế y nguyên đưa lưng về phía Diệp Thần, thanh âm nhàn nhạt. Hắn vô cùng vĩ ngạn trên thân thể, che kín lớn đạo vết thương, đếm mãi không hết, từng sợi máu đen từ trong đó chảy xuôi mà ra, một thân chiến bào đã bị máu tươi thẩm thấu. Nhưng thân thể của hắn, y nguyên tựa như núi cao hùng vĩ bất khuất, không có bất kỳ cái gì ngã xuống khuất phục bộ dáng. Diệp Thần nội tâm đại chấn, biết Hoàng Thiên Đế năm đó, uống qua sửu thần ác mộng suối chi thủy, thành bảy ác mộng trận một người, trên người có vô tận quỷ dị khí tức. Hoàng Thiên Đế mạnh mẽ như thế, cái kia ác mộng suối chi thủy, dung nhập hắn máu tươi bên trong, chỗ bộc phát ra ác mộng sát, chỉ sợ muốn so tần gia vị kia tần chấn nam, khủng bố hơn ngàn tỷ lần. Dù cho là thiên đế cường giả, tiếp xúc đến Hoàng Thiên Đế trên người ác mộng sát tà khí, chỉ sợ cũng chỉ có hủy diệt xuống tràng. Hoàng Thiên Đế, ta muốn làm sao đến giúp ngươi? Là sửu thần đang gieo họa ngươi, ngươi giúp ta giải khai thái thản tròm sao phong cấm, ta có khả năng nghĩ biện pháp phong ấn sửu thần. Diệp Thần lấy ra một cái hộp gỗ, đó chính là phong cấm lấy thái thản tinh tọa thần thuật hộp gỗ. Bây giờ Hoàng Thiên Đế ngay tại trước mắt hắn. Hắn chỉ muốn cầu Hoàng Thiên Đế cởi ra. Nhưng mà, Hoàng Thiên Đế lại lắc đầu, nói. Trên người của ta ác mộng sát quá sâu, không thể lại tiêm nhiễm thế gian nhân quả, chỉ có thể một mực ẩn độn lấy, chờ đợi luân hồi chi chủ quật khởi, đáng tiếc, luân hồi chi chủ đã chết. Diệp Thần im lặng, muốn nói cho Hoàng Thiên Đế chân tướng, nhưng lại nhịn được, nói ta kế thừa luân hồi đạo thống, Hoàng Thiên Đế, ta có thể giúp ngươi. Hoàng Thiên Đế nói, ngươi, Diệp Thí Thiên, ta suy tính qua mệnh số của ngươi,
ngươi thật sự có kế thừa luân hồi đạo thống tư cách. Nhưng, ta nói, trên người ta ác mộng sát quá nặng, chúng ta không thể có bất luận cái gì nhân quả tiêm nhiễm, bằng không ngươi chắc chắn phải chết. Ngươi đi gặp ta chắt gái, Hoang Phi Vũ Cơ, để cho nàng ra tay, giúp ngươi giải khai thái thản tròm sao thần thuật phong cấm. Diệp thần đạo, có thể là ta không gặp được nàng, nàng tại Hoang Thiên Thần Quốc bên trong, mà ta tại Tử Vực. Hoang Thiên Đế nói, vậy ngươi liền đi Tử Vực hẻm núi, tham dự thí luyện. Diệp thần đạo, Tử Vực hẻm núi. Hoang Thiên Đế nói, đúng vậy, hàng năm hoang tộc thí luyện, đều tại Tử Vực trong hạp cốc cử hành, bàng ra lại ở trong hạp cốc, bố trí mấy vạn con huyết ma khôi lỗi. Đánh giết huyết ma khôi lỗi, có thể thu hoạch được huyết tinh. Cuối cùng, thu hoạch được huyết tinh số lượng nhiều nhất một nhóm người, là có thể tiến vào Hoang Thiên Thần Quốc, gặp mặt nữ đế, chính là ta chắt gái, đây là bàng gia định ra tới quy củ, ban đầu là bởi vì bên ngoài tràn vào người quá nhiều, Hoang Thiên Thần Quốc không chứa được, cho nên thiết trí thí luyện cánh cửa. Diệp thần nghi hoặc hỏi, bàng gia lại là cái gì thế lực? Hắn coi là thái hoang cổ giới bên trong, chỉ có hoang tộc, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ còn có thế lực khác tồn tại. Hoang Thiên Đế nói, bàng gia là phi thường gia tộc cổ xưa, là ta lưu cho ta hậu đại di sản, xem như hộ đạo giả. Ban đầu bàng gia, là ma thần thế gia, chiếm cứ lấy tinh không thần sơn, cũng là sửu thần tám bên trong, huyết tự cờ chúa tể giả. Sau này, bàng gia bị ta trấn áp, trở thành ta tôi tớ, cho tới bây giờ cũng còn để bảo toàn ta hoang tộc huyết mạch. Diệp thần lấy làm kinh hãi, nói cái này bàng gia, thần bí như vậy lợi hại. Còn từng chiếm cứ tinh không thần sơn. Tinh không thần sơn, là vô cùng cao ngất một ngọn núi, cũng là truyền thuyết ở gần nhất bến bờ vũ trụ mỏng núi. Năm đó Nguyên Thiên Đế, nghĩ phi thăng bến bờ vũ trụ thời điểm, liền là theo tinh không thần sơn đỉnh núi bên trên phi thăng. Trong truyền thuyết tinh không thần trì, có thể để cho người ta vô hạn phục sinh tồn tại, cũng là tại tinh không thần sơn lên. Tương lai tinh không tranh bá thi đấu tiêu điểm. Liền là tranh đoạt tinh không thần sơn chúa tể quyền. Có thể chiếm cứ tinh không thần sơn thế lực, tự nhiên là vô cùng cường đại tồn tại. Cái này bàng gia, năng lượng có thể nghĩ. Hoang Thiên Đế nói, đúng vậy, bàng màn gia ban đầu là sửu thần tôi tớ, chi phối lấy huyết tự cờ, nói cách khác, không phải bàng gia chiếm cứ tinh không thần sơn, mà là sửu thần. Năm đó ta, vẫn muốn diệt sát sửu thần, liền nghĩ rút củi dưới đáy nồi, trước diệt sạch hắn sửu thần tộc người. Ta liền muốn trấn áp bàng gia, nhưng bàng gia thế lực quá mức khổng lồ, ta khó mà áp chế. Khi đó, có một cái người thần bí xuất hiện, đưa tới cho ta một bình nước suối, nói uống này nước suối về sau, là có thể thực lực tăng lên dữ dội, từ đó nghiền ép bàng gia. Lúc ấy bằng hữu của ta thần khổng lồ Titan, chịu sửu thần mê hoặc, lại muốn hao tổn tận tâm huyết, rèn đúc túc mệnh chi hoàn, ta chỉ muốn mau sớm trấn ẩn náu bàng gia, nhưng bàng gia trở thành ta tôi tớ. Ta liền có đầy đủ lực lượng, đi giết ngược lại sửu thần, giải cứu bằng hữu của ta. Diệp thần tâm bẩn hơi co lại, nói thần bí nhân kia là sửu thần. Hắn cho ngươi đưa tới ác mộng suối chi thủy. Hoang Thiên Đế tiêu điều bóng lưng run rẩy, thở dài nói, đúng vậy, nhưng, ta lúc ấy còn nhìn không thấu thân phận của hắn. Mà lại, ta cũng không có dự liệu được, hắn sẽ như vậy có quyết đoán, đem bàng gia hy sinh hết. Phải biết. Bàng gia là huyết tự cờ chúa tể, nếu là bàng gia quy thuận ta, sửu thần thế lực muốn suy yếu rất lớn. Ta mơ hồ cảm giác được không thích hợp, nhưng không có hướng sửu thần trên thân nghĩ, cái kia bình nước suối, ta cũng biết tất nhiên sẽ có kinh thiên tác dụng phụ, nhưng ta cho là mình có thể hóa giải, thế là ta liền uống xong, sai lầm lớn như vậy ủ thành. Diệp thần chấn động, không nói gì với nhau, mặc dù chỉ có thể nhìn thấy Hoang Thiên Đế bóng lưng, nhưng hắn biết, thời khắc này Hoang Thiên Đế. Vẻ mặt khẳng định là phi thường thống khổ. Hoang Thiên Đế nói, ta uống xong ác mộng suối chi thủy về sau, quả nhiên thực lực tăng vọt, nhất cử trấn áp bàng gia, tại bàng gia huyết mạch bên trong, bày ra nhân quả luật hồn ấn, để bọn hắn vĩnh viễn, đều trở thành nô bộc của ta. Sửu thần bát kỳ bên trong huyết tự cờ, như vậy phế bỏ, sửu thần hy sinh cực lớn. Nhưng, ta uống xong ác mộng suối chi thủy, hắn bảy ác mộng trận sơ bộ bố trí thành công. Tương lai cuối cùng có một ngày, ta sẽ biến thành hắn khôi lỗi. Ta sau khi biết chân tướng, kinh ngạc tán thán hắn hy sinh cùng thủ đoạn, nghĩ hóa giải ác mộng suối chi thủy sát khí, lại phát hiện này ác mộng suối chi thủy, đầu nguồn không tại chư thiên thời không,
mà ở trên trời sao thế giới, lại có thể là bến bờ vũ trụ thần vật. Ta Hoàng Thiên Đế tung hoành chư thiên, tự hỏi không có bất kỳ cái gì tà sát, có thể ăn mòn ta, cho nên ta dám uống hạ ác mộng suối chi thủy. Nhưng ta trăm triệu không nghĩ tới, này nước suối lại có thể là bến bờ vũ trụ đồ vật, đã vượt ra khỏi ta nhận biết, là ta tự đại. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm hắn bên trong tràn ngập thống khổ cùng tự trách. Một bước đi nhầm, như vậy ủ thành thiên đại tai họa, năm đó cái kia tung hoành chư thiên Hoàng Thiên Đế, không còn có kiêu ngạo tư cách, chỉ có thể ở tuế nguyệt cùng ác mộng sát ăn mòn dưới, dần dần biến thành sử thần khôi lỗi. Đây đối với Hoàng Thiên Đế tới nói, không thể nghi ngờ là sống còn khó chịu hơn chết. Ta nhận ác mộng suối chi thủy ăn mòn, tự lo không xong, không những không thể cứu vớt thần khổng lồ Titan, thậm chí ngay cả mình cũng có biến thành khôi lỗi nguy hiểm. Ta phẫn nộ mà cùng sử thần quyết chiến, cũng trăm triệu không phải địch thủ của hắn, chỉ có thể tự chém tu vi ẩn độn dâng lên, tránh né hắn truy sát. Thần khổng lồ Titan lưu lại chòm sao thần thuật, năm đó bị ta phong cấm, ta là sợ tiết lộ ra ngoài. Đến mức bàng gia, bọn hắn hay là của ta tôi tớ, ta đem bọn hắn lưu lại, bảo hộ ta hậu đại. Chẳng qua là cho tới hôm nay, ta tại bàng gia trong huyết mạch lưu lại nhân quả luật hồn ấn, đã dần dần mất đi hiệu lực, bọn hắn rất có thể muốn phản loạn. Mà mặc dù bọn hắn phản loạn, ta cũng không thể lực xử lý lại. Hoàng Thiên Đế thanh âm càng thống khổ dâng lên, đã từng hắn độc bộ thiên hạ, quát tháo phong vân, bây giờ lại lưu lạc đến tận đây, liên thủ hạ bộc theo phản loạn, cũng khó có thể ngăn lại. Diệp Thần Tâm bên trong run lên, nhớ kỹ Hoàng Yến đã từng nói Hoàng Phi Vũ Cơ cũng không sai sai, hết thảy sai lầm quyết đoán, đều là chịu Bàng Thiên Sư che đậy. Vị kia Bàng Thiên Sư, nghĩ đến liền là Bàng gia nhân vật. Một khi Bàng gia phản loạn, cái kia Hoàng Thiên Đế hậu đại, rất có thể muốn bị diệt sát. Hoàng Thiên Đế tiền bối, có biện pháp nào, có thể giải quyết Bàng gia? Diệp Thần liền vội hỏi. Thái Thản Tinh Tọa thần thuật phong cấm, Hoàng Thiên Đế không tiện ra tay xử lý, cái kia Diệp Thần chỉ có thể dựa vào hắn hậu đại, phá vỡ phong cấm. Nếu là Hoàng Thiên Đế hậu đại, bị Bàng gia phản loạn đồ diệt, cái kia Diệp Thần cũng muốn đi theo gặp nạn, vô cùng phiền toái. Hoàng Thiên Đế trầm ngâm một hồi, nói, nghĩ giải quyết Bàng gia, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Người tiên tiến vào Hoàng Thiên Thần Quốc lại nói, ta nghe được bánh răng vận mệnh chuyển động thanh âm. Chỉ cần ngươi có thể bước vào Hoang Thiên Thần Quốc, chắc chắn sẽ có biện pháp giải quyết. Bất quá, ngươi trên người pháp tắc, quá hỗn loạn. Đạo tâm của ngươi, có quá nhiều hỗn loạn địa phương, mượn quá nhiều bên ngoài lực lượng. Nghe được Hoang Thiên Đế lời này, Diệp Thần trong lòng cũng là run lên. Hoàn toàn chính xác, hắn mượn quá mức bên ngoài lực lượng, trước đây Ô Liên Đạo Tổ mối nguy, loạn ma sa trùng mối nguy, hắn đều không là dùng lực lượng của mình giải quyết. Ngươi như thế hỗn loạn đạo tâm, rất dễ dàng bị sử thần lợi dụng. Ngươi phải có lực lượng của mình, chính mình đạo, không thể quá dựa vào bên ngoài đồ vật. Ngươi khoảng cách sinh tử quá xa, luôn có chị người ở sau lưng bảo hộ ngươi. Có lẽ, ngươi có khả năng thoát lấy mặt nạ xuống thử một chút chính mình tự mình đi đối mặt những cái kia muốn mạng nguy hiểm. Đột nhiên, Hoàng Thiên Đế nâng lên Diệp Thần mặt nạ, hắn phảng phất biết chút ít cái gì. Diệp Thần im lặng, suy nghĩ một chút, nói ta cuối cùng chỉ có thần đạo cảnh, nếu là không có bảo hộ, đối mặt Thiên Đế cảnh cường giả, như thế nào chống lại? Hoàng Thiên Đế nói, không chống lại được, vậy trước tiên tạm thời tránh mũi nhọn, người khác muốn giết ngươi, ngươi luôn có thể dự báo thiên cơ, bắt được sát khí, sớm né tránh chính là, không cần thiết ngạnh bính. Năm đó ta liền là như thế tới, sử thần bừa bãi tàn phá thế gian thời điểm, ta chẳng qua là kẻ như run rế. Nhưng ta vẫn là theo trong khe hẹp sống sót, né tránh hắn vô tận truy sát, cuối cùng trưởng thành đến đủ để cho hắn kiêng kỵ, muốn bố cục bảy ác mộng trận tính toán ta cấp độ. Ta có thể làm được, ngươi nhất định cũng được, lá. Diệp Thí Thiên, ngươi phải biết, không không lúc nào không cùng bên ngoài thế giới là khác biệt, nơi này rất lớn, phi thường lớn, có triệu tỷ tỷ cái thời không thế giới, coi như là không thể nói cường giả, cũng không có khả năng thăm dò mỗi một cái thế giới. Cái này cho kẻ yếu cơ hội sinh tồn, đánh không lại, có thể chạy. Ngươi đã có quá lâu thời gian, không có trải qua chân chính sinh tử, không có nhận thức qua tính mệnh treo ở nhất tuyến khẩn trương, có quá nhiều bên ngoài lực lượng, đang bảo vệ lấy ngươi. Những lực lượng này, cũng có thể bảo hộ ngươi nhất thời,
thậm chí nhường ngươi đại hiển thần uy, khiêu chiến đỉnh cấp cường giả, nhưng ngươi phải biết, đây không phải lực lượng của ngươi. Nếu như ngươi không trải qua sinh tử, không chân thật tu luyện, tương lai ngươi không có khả năng vượt qua thiên đế kiếp, thành vì cường giả chân chính. Diệp Thần nghe Hoang Thiên Đế một phen, nội tâm vô cùng xúc động, suy nghĩ cuồn cuộn, như có điều suy nghĩ, nói, Hoang Thiên Đế tiền bối, đa tạ chỉ bảo, ta giống như hiểu rõ. Hoang Thiên Đế lắc đầu, nói, không, ngươi không rõ, ta chỗ này có một khỏa ác mộng suối chi nước mắt, nếu như ngươi có dũng khí, liền đem nó đeo tại trên cổ. Một khỏa mặt dây chuyền, hướng về Diệp Thần phi tới. Cái kia mặt dây chuyền, là một khỏa óng ánh sáng long lanh, giống như thủy tinh, hiện ra giọt nước mắt đổ vật. Đây là... Diệp Thần từ nơi này giọt nước mắt sau lưng, cảm nhận được cực kỳ mãnh liệt nguy hiểm sát khí. Hoang Thiên Đế nói, là ác mộng suối chi nước mắt, liền là dùng ác mộng suối chi thủy một tia năng lượng, đúc tạo nên đồ vật. Vô số kỷ nguyên đến nay, ta một mực thử nghiệm, đem ác mộng suối chi thủy sát khí, loại trừ ra bên trong thân thể, nhưng khổ tâm đau khổ vô số năm, cũng chỉ là bài xuất một giọt nước mắt, liền là trong tay ngươi ác mộng suối chi nước mắt. Ngươi mang theo viên này ác mộng suối chi nước mắt, mỗi khi ngươi muốn mượn dùng bên ngoài lực lượng thời điểm, viên này nước mắt liền sẽ phát tác, tản mát ra vô cùng khí tức kinh khủng nhắc nhở ngươi, ngươi là muốn một mực sống ở người khác che chở cho, vẫn là đi chính mình đạo, chính mình chân chính đi mặt đối với sinh tử. Ta biết sau lưng ngươi, có người tại quan tâm ngươi, nhưng có đôi khi, quá độ quan tâm, sẽ chỉ đeo lên cho ngươi một cái mặt nạ dối trá, ngươi mất đi chính ngươi. Diệp Thần nội tâm đại chấn. Nhìn trước mắt mặt dây chuyền, triệt để vô ngôn. Hoang Thiên Đế cũng trầm mặc, không nói thêm gì nữa, Vĩ Ngạn bóng lưng càng lộ ra cô độc tiêu điều. Cũng không biết trải qua bao lâu, Diệp Thần khẽ cắn môi, đem giọt này ác mộng suối chi nước mắt, đeo ở trên cổ. Hoang Thiên Đế tiền bối, ngươi nói không sai, ta muốn đi ta chính mình đạo, không thể lại ỷ lại bên ngoài lực lượng. Diệp Thần nắm chặt lại quyền, dứt khoát nói. Tại mang theo ác mộng suối chi nước mắt về sau, phảng phất đạo tâm cũng biến thành kiên định rất nhiều. Hoang Thiên Đế thân thể run rẩy một cái, nói, rất tốt, ngươi có này quyết tâm, luân hồi đạo thống trong tay ngươi, tất có thể phát dương quang đại. Tử vực hẻm núi thí luyện, đã bắt đầu có đã mấy ngày, ta hiện tại đưa ngươi đi. Ngươi muốn cẩn thận, tham dự thí luyện thiên tài, quả thực không ít, trong đó có 31 thiên tài, đủ để đối ngươi hình thành uy hiếp chí mạng. Người tận lực tránh đi bọn hắn. Nói xong, trong không khí hơi nước tràn ngập, có 3 bức họa, xuất hiện tại Diệp Thần trước mắt, là 3 cái trẻ tuổi lăng lệ nam tử. Này 31 thiên tài, liền là Tiêu Thiên Tuyệt, Từ Phàm, Tiêu Phi, phân biệt chấp trưởng lấy Thâu Thiên Nói, Băng Thiên Nói, Huyền Thiên Đạo. Ta Hoang tộc thần thông đạo học, chủ yếu liền là phân chia Thâu Thiên Nói, Băng Thiên Nói, Huyền Thiên Đạo 3 phái. Thâu Thiên Nói, người đã nắm giữ. Dùng đại hoang thâu thiên thuật vị trí cao, hạch tâm là đánh cắp vạn vật. Băng Thiên Nói, thì là thuần túy võ đạo sát kỹ, hung mãnh cuồng bá, có thể trời long đất lở. Huyền Thiên Đạo, liền là lợi dụng ngũ hành bão táp các loại nguyên khí, bùng nổ đủ loại thuật pháp, cũng là rất lợi hại. Này tam môn đạo học, đều là năm đó ta sáng tạo, là ta tu vi tạo hóa hạch tâm. Ngươi nếu là không mượn dùng bên ngoài lực lượng, đối mặt này 31 thiên tài, rất có thể muốn chết. Hoang Thiên Đế phát ra cảnh cáo, hắn biết Diệp Thần sức chiến đấu, so mặt ngoài tu vi cao hơn ra rất nhiều, nhưng nếu như không mượn dùng bên ngoài lực lượng, coi như sức chiến đấu tăng lên tới cực hạn, cũng là có hạn, đối mặt hoang tộc đỉnh cấp thiên tài, Diệp Thần chưa chắc là địch thủ. Thâu Thiên Nói, Băng Thiên Nói, Huyền Thiên Đạo. Diệp Thần tầm mắt ngưng lại, nhìn trước mắt 3 bức thiên tài hình ảnh, Tiêu Thiên Tuyệt, Từ Phàm, Tiêu Phi, hắn cũng là cảm nhận được thật sâu nguy hiểm. Như Hoang Thiên Đế nói, này 31 thiên tài, thực lực đều không đơn giản. Diệp Thần nếu như đơn dựa vào chính mình thực lực, rất khó chiến thắng. Người đi đến chết vực hẻm núi về sau, cẩn thận một chút. Không mượn dùng bên ngoài lực lượng bảo hộ, người đem đứng trước chân chính sinh tử. Còn nhớ rõ thí luyện quy củ sao? Hoang Thiên Đế hỏi. Nhớ kỹ, liền là đánh giết trong hạp cốc huyết ma khôi lỗi, thu thập huyết tinh. Cuối cùng huyết tinh nhiều nhất một nhóm người, đem đạt được đi tới Hoang Thiên Thần Quốc tư cách. Diệp Thần đạo. Hoang Thiên Đế nói, rất tốt, cái kia chúc ngươi may mắn, thí luyện tại sau 5 ngày kết thúc. Hoang Thiên Thần Quốc bên trong, Bàng gia đã tại dục dịch,
ta vô pháp suy tính cuối cùng kết cục. Chỉ có thể chờ đợi ngươi tiến vào Hoang Thiên Thần Quốc, bánh răng vận mệnh tiếp tục chuyển động, có lẽ ta mới có thể nhìn thấy chung cuộc. Hy vọng ngươi có thể còn sống nhìn thấy ta hậu đại, chờ ngươi nhìn thấy ta chắt gái Hoang Phi Vũ Cơ, ngươi đem ác mộng suối chi nước mắt lộ ra đến, nàng sẽ minh bạch hết thảy. Diệp Thần sờ lên trên cổ treo ác mộng suối chi nước mắt, nói, đúng, Hoang Thiên Đế tiền bối, ta đều biết. Này ác mộng suối chi nước mắt, ngoại trừ tỉnh táo Diệp Thần, khiến cho hắn không nên tùy tiện mượn dùng bên ngoài lực lượng, cũng là một cái tín vật, có thể nhường Hoang Phi Vũ Cơ, biết hắn cùng Hoang Thiên Đế quan hệ. Đi thôi. Hoang Thiên Đế vung tay lên, không gian chung quanh, liền nhanh chóng bóp méo dâng lên. Diệp Thần một hồi trời đất quay cuồng. Đợi đến xoay tròn lắng lại, liền phát hiện mình xuất hiện một đầu thật dài hẻm núi trước. Này hẻm núi, tảng đá là màu đỏ sậm, làm cho trong hạp cốc chảy xuôi nước, phảng phất cũng thành dòng máu dung nham, 10 điểm kỳ dị. Trong hạp cốc, thỉnh thoảng truyền ra sắt thép cùng nắm đấm va chạm thanh âm, tiếng đánh nhau không dứt. Bốn phương tám hướng, còn có không ít người, xuyên qua hẻm núi ngoại tầng tinh bích hệ, tiến vào trong hạp cốc. Nơi này chính là tử vực hẻm núi sao? Diệp Thần tò mò nhìn chung quanh cảnh tượng, hắn đã không tại Hoang Yến trong bộ lạc, mà là bị Hoang Thiên Đế chuyển đưa đến nơi này. Nơi này nghĩ đến liền là hoang tộc thí phô luyện chi địa, tử vực hẻm núi. Theo Hoang Thiên Đế nói, tại tử vực trong hạp gốc, có từng con huyết ma khôi lỗi, đều là bàng ra chỗ bố trí. Chỉ đánh bại huyết ma khôi lỗi, liền có thể đạt được một khỏa huyết tinh, cuối cùng huyết tinh số lượng nhiều nhất một nhóm người, chính là cuối cùng người chiến thắng. Thu hoạch được tiến vào Hoang Thiên Thần Quốc tư cách. Đến trước mắt, hẻm núi thí luyện đã bắt đầu vài ngày, còn thừa lại 5 ngày liền kết thúc, tới dự thi hoang tộc người, rõ ràng nhiều hơn. Săn giết huyết ma khôi lỗi, tuy có khả năng đạt được huyết tinh, nhưng săn giết cái khác tuyển thủ dự thi, lại có thể được đến càng nhiều. Trận này thí luyện, không có trọng tài, chỉ cần tranh tài còn chưa tới kết thúc một ngày, đều có thể tùy thời gia nhập, tùy ý sát lục, cạnh tranh cực kỳ kịch liệt đáng sợ. Ở quá khứ hẻm núi thí luyện bên trong, thậm chí xuất hiện có thiên tài cường giả, tại ngày cuối cùng mới ra trận, đem tất cả mọi người giết chết, chính mình chiếm lấy huyết tinh sự tình. Tiêu Thiên Tuyệt, Từ Phàm, Tiêu Phi. Ba người này, tựa hồ là cố ý chạy tới giết người. Diệp Thần nhướng mày, mơ hồ bắt được, trong hạp cốc có ba đạo mạnh mẽ khí tức, nghĩ đến liền là Hoang Thiên Đế nói tới ba một thiên tài. Hắn bắt được đáng sợ thiên cơ. Nhìn thấy ba vị này thiên tài đi qua. Tiêu Thiên Tuyệt, Từ Phàm, Tiêu Phi này ba một thiên tài, dùng bọn hắn thực lực, kỳ thật có khả năng một mực lưu tại Hoang Thiên Thần Quốc, sẽ không bị đào thải đá ra đi. Nhưng hết lần này tới lần khác, bọn hắn đều có thích giết chóc yêu thích, cố ý để cho mình đào thải ra khỏi đi, sau đó lại đi tham gia hẻm núi thí luyện, dùng nghiền ép chi tư, sát lục mặt khác hoang tộc người. Tại Hoang Thiên Thần Quốc bên trong, thiên tài cường giả rất nhiều. Ba người bọn họ cũng không thấy được. Nhưng ở tử vực, bọn hắn lại là vô cùng chói mắt tồn tại, hoành ép hết thảy. Năm nay hẻm núi thí luyện, ba đại thiên tài đều tham gia, làm cho trận này thí luyện, cũng là bao phủ lên một tầng huyết sắc sát ý. Tử vực bên trong rất nhiều hoang tộc bộ lạc, tham dự thí luyện người, so giới trước ít đi rất nhiều, liền là kiêng kỵ ba vị này thiên tài. Nhưng, tại Hoang Phi Vũ Cơ mấy năm liên tục xa lánh dưới, không biết có bao nhiêu người bị đuổi ra Hoang Thiên Thần Quốc, bên ngoài lại có đại lượng người nghĩ đầu nhập vào, dẫn đến tử vực bên trong, kín người hết chỗ. Cho dù có ba đại thiên tài áp lực, nhưng Diệp Thần cũng có thể cảm giác được, trong hạp cốc người dự thi rất nhiều. Đại bộ phận người tham dự, đều cho là mình sẽ không xui xẻo như vậy, đụng phải cái kia ba vị thiên tài, đều ôm may mắn tâm lý, muốn trở thành cuối cùng chiến thắng một nhóm người. Cái kia ba vị thiên tài, nếu như đơn đả độc đấu, ta hẳn là có thể đối phó. Diệp Thần tính toán chính mình thực lực, sờ lên trên cổ ác mộng suối chi nước mắt, liền đem mặt dây chuyền thu nhập trong cổ áo, hít sâu một hơi, xuyên qua tinh bích hệ, bước vào tử vực trong hạp gốc. Hẻm núi có một tầng tinh bích hệ bao phủ, không phải hoang tộc người, vô pháp tiến vào. Diệp Thần đạt được hoang tộc tổ ấn giao phó, bây giờ cũng tạm thời xem như hoang tộc người, cho nên có khả năng thuận lợi tiến vào hẻm núi. Mà tại Diệp Thần tiến vào hẻm núi về sau, Hoàng Yến chỗ bộ lạc, cũng là cảm giác được thiên cơ gợn sóng, rõ ràng cảm nhận được không thích hợp. Diệp Thí Thiên tiểu tử kia. Lúc đó chính là sáng sớm, trời tờ mờ sáng,
tộc trưởng Hoang Tuân bỗng nhiên bừng tỉnh, vội vã hướng đi ngục giam. Tất cả trưởng lão cũng đánh thức, cuống quýt đi tới ngục giam. Làm mọi người đi tới ngục giam về sau, lại xem vào ngục môn hộ mở ra, đi vào xem xét, cái kia đủ để cầm tù thượng vị thần xích sắt, toàn rớt xuống đất. Toàn bộ ngục giam rỗng tuếch, nơi nào còn có Diệp Thần bóng dáng. Người đâu? Hoang Tuân chấn nộ, vội vàng đi ra ngoài, lại thấy tế đàn bên trên, lưu lại Diệp Thần vết máu, hắn lập tức liền thấy không được bình thường. Lúc này, Hoang Hằng cùng Hoang Yến, cũng đi tới hiện trường. Cha, làm sao vậy? Hoang Hằng nhìn thấy bầu không khí không đúng, một trái tim khẩn trương lên. Hoang Tuân vô cùng phẫn nộ, nói, Diệp Thí Thiên tiểu tử kia, đã chạy. Hoang Hằng sững sờ, nói chạy, chạy thế nào? Ngục giam không ai trông giữ, báo. Một cái là có đặc thù xích sắt phong tỏa, thứ hai là trong bộ lạc có đặc thù trận pháp, bất luận cái gì muốn đi ra ngoài người, đều sẽ xúc động trận pháp, không cần thiết lại vẽ vời thêm chuyện, phái người trông coi. Nhưng bây giờ, trận pháp không có bị xúc động, Diệp Thần nhưng không thấy. Lão tổ đạo thống. Hoang Hằng vẻ mặt biến, Diệp Thần chạy mất, vậy hắn chiếm lấy Viêm Thiên Đế đạo thống tâm nguyện, liền triệt để thất bại. Quá tốt rồi, Diệp đại ca chạy thoát, nghĩ đến là Viêm Thiên Đế lão tổ bảo hộ. Hoàng Yến nhìn thấy Diệp Thần đào thoát, lại là vui sướng vạn phần. Hoàng Tuân cả giận nói, ngươi cầm miệng cho ta. Hoàng Hằng có chút hoảng, nói cha, làm sao bây giờ? Hoàng Tuân cùng chư trưởng lão nhìn nhau, hơi tính toán, liền rõ ràng cảm giác được Diệp Thần hướng đi. Tiểu tử kia đi từ vực hẻm núi, xem ra là muốn tham gia thí luyện, theo mà tiến vào Hoang Thiên Thần Quốc. Hoàng Tuân mắt sáng như đuốc, khi nhìn rõ Diệp Thần hướng đi về sau, cũng là đoán được Diệp Thần ý nghĩ. Hẻm núi thí luyện sao? Hoang Hằng trong lòng run lên, hắn biết năm nay hẻm núi thí luyện, hoàng tộc ba đại thiên tài đều sẽ tham gia, hung hiểm vô cùng. Vì an toàn, tránh cho gặp ba đại thiên tài săn giết, Hoang Hằng cũng không có lựa chọn tham gia thí luyện. Hiện tại, Diệp Thần đi hẻm núi, sự tình liền trở nên khó giải quyết dâng lên. Hoang Tuân đôi mắt chuyển động, suy nghĩ một chút, nói, Hằng Nhi, người dẫn người đi hẻm núi, đem Diệp Thí Thiên tiểu tử kia bắt trở lại. Viêm Thiên Đế lão tổ đạo thống, không thể rơi vào một ngoại nhân trên thân. Nghe vậy, Hoang Hằng lập tức hoảng hồn, nói cha, không được, ta nếu là đi hẻm núi, đó không phải là chịu chết sao? Tiêu Thiên Tuyệt, Từ Phàm, Tiêu Phi này ba đại thiên tài, đều ở bên trong, một khi đụng phải bọn hắn, ta nhất định phải chết. Tử vực hẻm núi tinh bích hệ, mang theo đặc thù cấm chế, chỉ có thể là thiên nguyên cảnh cùng trở xuống võ giả đi vào. Hoang Hằng nhưng không có lòng tin, tại cái kia ba vị hoang tộc thiên tài ngay dưới mắt, bắt lấy Diệp Thần. Hoang Tuân một bàn tay quạt tới, nói thứ không có tiền đồ. Sợ hãi rụt rè, chỉ bằng ngươi cái này điểm tâm tính, làm sao có thể kế thừa Viêm Thiên Đế lão tổ đạo thống. Cầm lấy pháp bảo này phòng thân, nhanh cho ta đem Diệp Thí Thiên tiểu tử kia bắt trở lại. Hoang Tuân đem một đoạn cây khô, giao cho Hoang Hằng. Hoang Hằng thấy này cây khô, thân thể run lên, nói cha, đây không phải. Hoang Tuân đem cây khô nhét vào trong tay hắn, nói, đừng nói nhảm, lập tức dẫn người xuất phát, đến muộn liền không còn kịp rồi. Nếu là Diệp Thí Thiên, bị cái kia ba đại thiên tài giết chết, Viêm Thiên Đế lão tổ đạo thống, rất có thể muốn rơi vào bên cạnh nhân thủ. Viêm Thiên Đế đạo thống, quý giá như thế. Hắn tuyệt không thể nhường người ngoài cướp đoạt. Hoang Hằng cũng biết tình thế nghiêm tuấn, nói cha, cái kia ta lập tức xuất phát. Hoang Tuân gật gật đầu, tay cầm như ưng chảo một túm, liền cầm ra một đầu hư không liệt phùng, nói, đi thôi. Hoang Hằng gật đầu, lập tức triệu tập mấy cái hoang tộc tinh nhuệ hảo thủ, dọc theo hư không liệt phùng, đi tới tử vực hẻm núi, chuẩn bị truy sát Diệp Thần, chiếm lấy Viêm Thiên Đế đạo thống. Hoàng Yến nhìn thấy Hoang Hằng dẫn người đi hẻm núi, nghĩ thầm, nhị ca mang theo thần anh mộc đuổi theo giết Diệp đại ca, cái kia Diệp đại ca chết chắc, ta không thể nhìn hắn chết, hắn là lão tổ tông công nhận truyền nhân. Tại vừa mới, Hoang Tuân đem một đoạn cây khô, giao cho Hoang Hằng. Hoàng Yến nhận ra, đó là thần anh cây một đoạn cây khô, ẩn chứa lực lượng cường đại. Thần anh cây, là bến bờ vũ trụ thần thụ, cũng là ngày xưa anh chủng thế gia thần thụ. Anh chủng thế gia hủy diệt về sau, Viêm Thiên Đế mang theo gia tộc tàn quân chạy ra, Hoang Yến chi này bộ tộc, trước kia còn không có đầu nhập vào hoang tộc thời điểm,
liền là anh chủng thế gia người. Thần anh cây coi như hủy diệt, nhưng lưu lại một đoạn cây khô, y nguyên ẩn chứa vô cùng lực lượng kinh khủng. Hoàng Yến chỉ lo lắng, Diệp Thần ngăn cản không nổi. Hắn khẽ cắn môi, tại hư không liệt phùng khép kín trước, đột nhiên liền xông ra ngoài, cũng độc thân chui vào hư không liệt phùng bên trong, đi tới tử vực hẻm núi. Hẻm núi lối vào, Hoàng Hằng đang chuẩn bị dẫn người đi vào, thấy Hoàng Yến truyền đưa tới, lập tức ngẩn người, sau đó cười lạnh nói. Tam đệ, người tới đây làm gì? Hoàng Yến cắn răng nói, nhị ca, người nếu là tổn thương Diệp đại ca, liền là ngỗ nghịch Viêm Thiên Đế lão tổ ý chí, người muốn phản bội lão tổ tông sao? Hoàng Hằng tầm mắt lướt qua một vệt che lấp, nói, đại ca của chúng ta đã sớm chết, người nhận một ngoại nhân làm đại ca, người còn có mặt mũi nói chuyện với ta. Người mới là phản đồ, ta hôm nay liền muốn thanh lý môn hộ. Dứt lời, Hoàng Hằng bỗng nhiên tế ra thần anh cây khô, một cỗ khói đen nổ lên, bàn tay hắn hắc phong cuồn cuộn, uy áp thao thiên, một chưởng hướng Hoàng Yến đánh tới. Tại thần anh cây khô ra chỉ dưới, hắn một chưởng này uy thế to lớn, Hoàng Yến liền hừ đều không hừ một tiếng, tại chỗ bị hắn đánh chết trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình. A! À, thấy Hoàng Yến chết đi, Hoàng Hằng bên người mấy cái hoàng tộc người, đều là kinh hãi. Mắt thấy một màn này thủ túc tương tàn hình ảnh, bọn hắn vô cùng chấn động. Hoàng Hằng hừ một tiếng, một cước đem Hoàng Yến thi thể, đã phải hẻm núi loạn thạch trong khe nước, chúng ta đi. Hướng bọn thủ hạ vẫy tay, trước tiên tiến vào trong hạp gốc. Mấy cái hoàng tộc người không dám nói lời nào, cuống quyết đi theo. Tử vực trong hạp gốc, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, tại trong núi rừng xuyên qua, đánh giết lấy phân bố tại rừng núi trong hạp gốc huyết ma khôi lỗi, thu lấy từng khỏa huyết tinh. Đạo thân ảnh này, chính là Diệp Thần. Bỗng nhiên, Diệp Thần thân thể dừng lại, nhìn về phía hẻm núi ban đầu cửa vào bên kia hướng đi, lẩm bẩm nói, Hoàng Yến chết rồi. Hắn bắt được thiên cơ biến động, cảm nhận được Hoàng Yến tin chết, còn biết hung thủ liền là Hoàng Hằng.